Fariton Active, sức mạnh giành chiến thắng. Ông Vân và Quyền Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được dựa theo format kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản, được phát sóng vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Với sự tài trợ của nhà hàng Mắc He, viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc. Mắc He là sản phẩm số 1 về điều trị rụng tóc và kích thích mọc tóc nhanh do người tiêu dùng bình chọn năm 2018. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ ngay và liền cặp đôi đầu tiên. Mắc He cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không mọc tóc sau 3 tháng sử dụng. Cái thời điểm mà đôi khi mình trong công việc á chị, mình stress nặng á, thì đôi khi hai người cãi nhau thì có thể mà hơi to tiếng một xíu. Có đánh người không em ơi? Bạn kia bạn họ có đánh người không chị? Không, dạ không đâu anh. Em trai không em mối tình rồi. Anh hỏi chính thức hay không chính thức? Vậy hết dạ, cũng được. Để em đến. Để em đến. Mời nhà trai. Rồi, chào em trai. Xin mời nhà gái. Bây giờ thì bạn trai, bạn hãy giới thiệu lớn về mình cho bên nhà gái cùng nghe nha. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào em. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Em chào bạn nữ, em chào khán giả trên trường quay. Em tên là Nguyễn Hồng Ân, năm nay em 37 tuổi. Em đang ở quận 3. Hồng Ân làm gì? Dạ, em đang là kinh doanh tự do. Em có mở một cái pet shop là bán đồ cho thú cưng. Và em có một đầu tư một vài nơi. Rồi, chúc mừng luôn. Quê Hồng Ân ở đâu? Em sinh ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh luôn. Dạ, mời nhà gái. Dạ, em chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào bạn Nam và chào toàn bộ quý vị khán giả ở đây ạ. Em tên là Cao Thị Diễm Hương. Năm nay em 28 tuổi. Em đang làm giám đốc sàn của một công ty bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh. Em sinh ra tại Bến Tre và hiện tại đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Ân cho nhà gái biết khuyết điểm, ưu điểm của em đi. Ưu điểm của em là em nấu ăn cũng ăn được, có chí cầu tiến. Em không uống bia, em vẫn nhậu với về công việc cũng nhậu đều uống, đúng không? Vẫn uống nhưng mà em không có thường xuyên và em không hút thuốc ạ. Dạ, nhược điểm của em thì em hơi nóng tính, dễ tin người. Rồi. Ưu điểm của em là có tài ăn nói và có khiếu kinh doanh. Ngoại hình cũng dễ nhìn một xíu. Còn nhược điểm thì tính của em hơi nóng. Cái cá tính mình khá là mạnh. Nóng nhất của em là cỡ nào? Nói chung thì trong cuộc sống này thì nó có nhiều cái việc xảy ra đó. Thì nóng nhất là cái thời điểm mà đôi khi mình trong công việc á chị, mình stress nặng á. Thì đôi khi hai người cãi nhau thì có thể mà hơi to tiếng một xíu. Hơi to tiếng thôi đúng không? Dạ. Em trai không mấy mối tình rồi. Anh hỏi chính thức hay không chính thức? Vậy hết dạ, cũng được. Chính thức thì em đâu đó chắc cỡ 4-5 mối tình. Còn không chính thức khoảng nhiêu? Để em đếm. Để em đếm. Chắc là chắc nhiều lắm á. Vậy thì cái mối tình chính thức nó dài nhất là bao lâu? Dài nhất của em là 2 năm ạ. Ngắn nhất là nhiêu? Dạ, ngắn nhất là 6 tháng. Vậy thì em rút ra kinh nghiệm, em thiếu sót điều gì trong tình yêu? Cái vấn đề chính của em khi mà em trải qua nhiều mối tình thì em mới nhận ra một điều là do cái đối tượng mà em quen á, em yêu sai cách. Có nghĩa là em sẽ dành thời gian cho họ rất là nhiều và em đầu tư rất nhiều về tất tần tật mọi thứ, nhưng mà ngược lại thì em lại không nhận điều đó. Còn có một mối tình thì là em bị người ta cắm sừng. Nói chung là cũng đang long đong lận đận về đường tình duyên đúng không? Ngày hôm nay em ngồi đây á là do là em cảm thấy là những cái gì vừa qua là mình đã chơi đủ rồi. Và em muốn xác định lại một cái gì đó cho nó nghiêm túc và lâu dài. Còn một cái lý do nữa đó là về phía mặt mẹ của em. Dạ. Sao? Mẹ sao? Tại vì mẹ em bị bệnh á. Dạ. Tại vì em biết là cái khắc khoải của mẹ em khi mà em ở cái tuổi này rồi mà em chưa có ổn định. Em thương mẹ em lắm.
Rồi thôi bây giờ để mình nghe cái chuyện tình yêu của bạn gái bên đây đi ha. Dạ. Em trải qua 4 mối tình chính thức, đa phần là kéo dài là từ 3 cho đến 5 năm. Trời ơi, lấy hết cả tuổi xuân của em rồi còn. 20 năm yêu đương đó hả? Tại sao lại chia tay? Chia tay cũng nhiều lý do, là cũng có thể là do tìm hiểu cũng quá nhiều rồi thì cũng ra được nhiều cái điểm mà nó không phù hợp với nhau. Tính cách thì đôi khi em đòi hỏi hơi cao, là bạn phải đủ trưởng thành, đủ chững chạc. Ok. Em cho chị biết cái cụ thể là cái mong muốn của em về cái người bạn trai của em như thế nào. Thực ra cũng không cần quá đẹp trai, thì ít nhất cũng phải có một chiều cao từ 1m7 trở lên. Ngoại hình ưa nhìn một xíu. Còn nếu mà xét về tính cách thì em mong muốn tìm được một người đủ bản lĩnh, đủ trưởng thành và chững chạc, hơi phải khéo léo, tỉ mỉ một xíu. Còn về tài chính thì sao? Về tài chính thì thật ra thì chỉ cần công việc ổn định là được chị. Tại vì bản thân em có thể làm ra tài chính. Em độc lập về tài chính. Đúng rồi, em độc lập về tài chính. Em cũng không quá khắt khe về bạn nam phải giàu có hay như thế này kia. Hai người cùng xây dựng nó sẽ tốt hơn là một người. Dạ đúng rồi. Bạn trai, mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Cao ráo, xinh một chút, biết quan tâm, chăm sóc, biết chia sẻ, dành thời gian, biết phân bổ giữa công việc và gia đình. Vừa rồi á, thì em thấy cái đòi hỏi của bạn nữ như vậy thì em thấy mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Dạ, chắc được khoảng, về ngoại hình chắc em được khoảng 60% thôi. Về tính tình thì em nghĩ là em có thể đạt được khoảng trên 80%. Ok, rồi dạ. Vậy là yên tâm rồi. Cho mình xem mắt gà gái. Dạ, đây chào Nguyên Linh. Rồi, chào em. Dễ thương ha, xinh xắn ha. Giỏi giang nữa. Giỏi nữa. Giám đốc sàn của một cái công ty giao dịch. Mua để bất động sản bán được không em? Thật ra trong dịch bệnh thì chuyên môn của em là chuyên về nghỉ dưỡng. Thì dịch càng dịch thì nghỉ dưỡng là bán càng tốt. À dạ. Dạ. Tí em mời anh chị xuống resort của em luôn ha. Rồi. Em không thích đàn ông ở điểm nào? Trước hết thì em không thích đàn ông gia trưởng. Độc đoán, em cũng không thích hút thuốc. Còn em không thích phụ nữ điều gì? Em không thích phụ nữ hay nói đi nói lại một vấn đề. Không được đâu em. Không thích cũng phải thích thôi. Không thích cũng phải thích thôi. Người có kinh nghiệm có khác à? Ừ, anh là kinh nghiệm mà thấy ai cũng vậy. Hỏi kiếm người thân đi. Ừ đó, em đi với ai? Dạ, em đi với mẹ và em trai ạ. Xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và quý khán giả trong trường quay ạ. Tôi là mẹ của Diễm Hương. Tôi là người ở Bến Tre thì được hai đứa con. Thì con Diễm Hương là con gái trưởng. Còn đây là con gái ở con trai kế. Xét qua thì thấy bạn trai bề ngoài thì tôi cũng chịu, cũng đồng ý. Còn bên trong thì thật sự để muốn cho hai con nó tìm hiểu với nhau, chứ còn nhìn cái bên trong thì tôi không có đánh giá được. Thấy bạn trai nó có cái nhu cầu là muốn con gái của mình nó dành thời gian để lo cho gia đình, thì cái này tôi cũng xin thưa. Thì con tôi là cái công việc nó đã giới thiệu nó rồi đó, công việc rất là bận rộn và áp lực, nên đôi khi không có thời gian để nó dành công việc về cho gia đình. Thì lúc đó mình sẽ sợ là bên nhà trai họ có cái nhu cầu nó không được thỏa mãn thì mình cũng sợ. Linh đính chính cho nhà trai chút xíu, nên nhà trai nó là cân bằng giữa gia đình với công việc thôi. Nói thì nói chứ cũng tới chừng có gia đình rồi thì cũng biết lúc nào bán đất, bán nhà, lúc nào coi gia đình, không lo điều đó ha. Dạ. Nói chung là nghề bất động sản ai cũng hiểu, nhiều khi đêm không ngủ, ngày quên ăn luôn đó. Dạ. Lúc bán được thì nó nhịn ăn cũng vui nữa mà. Mẹ yên tâm đi mẹ, con gái mẹ bạn lo lắng thôi. Em đi với ai? Dạ, em đi với mẹ em với lại là... À, bên đây có mẹ nữa. Xin kính chào hai MC, hoạt bát vui vẻ. Tôi là mẹ của cháu Hồng Ân. Cháu Ân vừa rồi thì nó cũng nói về cái bản thân nó thì là đúng là thật sự như vậy. Quen rất nhiều, nhưng mà không có đi đến đâu hết. Nó không có theo được như ý mình. Tại vì cái tuổi trẻ bây giờ nó theo ý tụi nó. Nhưng mà được cái là... cháu quen là cũng đâu ra đó đoàn hoàng, khi chia tay cũng rất êm đẹp. Với tôi thì tôi chỉ yêu cầu là cái xinh xắn, cái tài giỏi, cái ấy ai cũng cần. Nhưng với tôi cái đó là phần phụ thôi. Tôi chỉ cần một cái người mà thật sự yêu thương nhau, đến với nhau, đem hạnh phúc đến cho nhau là quý rồi. Cô chỉ cần như vậy thôi. Yeah. Rồi, biết lễ phép, biết trên, biết dưới. Yeah, đó, bà mẹ nào cũng cần như vậy thôi. Ai, ok. À. Mở rào đi ông ơi. Trời ơi, mở rào. Trời ơi. Là em có món quà gửi anh. Cứ bình tĩnh nào, mở quà ra nào. Rồi anh mở trước đi anh.
À, đây là hai quyển sách mà em tâm đắc nhất. À, là quyển Đắc Nhân Tâm và quyển Quẳng Lo Âu Đi và Sống Vui. Dạ, một cái túi sách rất là dễ thương ạ. À, em còn một cái món quà nữa là về tinh thần. Em đợi xíu ha. Dạ. Mình chơi một tí trò chơi cho nó thư giãn. Ừ, vậy đi. Dạ. Cho cuộc sống nó vui vẻ cưng. Dạ rồi. Đây là cái tiết mục mà anh chưa có diễn với ai bao giờ. Ok, bây giờ thì em sẽ nói anh dừng chỗ nào, anh sẽ dừng chỗ đó. Ha. Dạ. Ok, dừng. Rồi dừng rồi đúng không? Thì anh sẽ lấy cái lá này là lá của em đã chọn. Ok. Ha, em rút ra đi. Rồi em sẽ cho ở dưới xem và không cho anh xem, có thể cho hai MC xem. Sau khi xem xong, em hãy xé nó ra làm 4. Tại vì anh hay ăn gian lắm, lỡ như anh nhìn qua anh thấy, hiểu không? Anh Quyền Linh xem, anh Quyền Linh thấy chưa ạ? Thấy rồi. Thấy rồi, dạ rồi. Anh xé khoái cầm nó lắm đó. Rồi. Được rồi. Em lấy một mảnh ở đó, em đốt giùm anh và em bỏ cái cho đó vào cái ly. Rồi. Rồi, vậy được rồi em ạ. Mấy cái mà em có coi mấy phim trinh sát á, thì người ta sẽ lưu lại trong cái lòng mắt khi mà người ta coi là cái nạn nhân á. Cho anh nhìn em chút. Thật ra là em nhìn cho vậy thôi chứ, để ngắm người ta lâu hơn chút nha. Ok. Anh sẽ tìm ra cái con đó là con gì. Con đó có phải là con ách cơ không ạ? À? Đúng rồi đó. Vỗ tay đi ạ. À. Để kết thúc thì anh sẽ hát cho em nghe một đoạn ha. Khi gặp em anh biết sẽ không còn ai hơn nữa, không còn ai thay thế em trong giấc mộng. Mưa mù hay băng giá cũng không làm anh chung bước. Đừng hoài nghi tình anh em nhé. Ngày hôm qua đó tình mãi theo anh, theo mãi đến hôm nay ân tình vẫn đồng đầy. Và mai sau nữa yêu người càng đắm say. Có ai hơn tình em? Một tình yêu, một trái tim cho em. Rồi đó. Vậy cái cô gái nhiều mối tình là đúng rồi. Thiệt á. Mai chỉ anh học cái này coi nha. Rụng rời á, thực anh sự. Anh ơi cho em hỏi một câu nha. Em có thể kiểm tra em kiểm tra được cái bộ bài đó là bao nhiêu con không? À ok em. Kiểm tra đúng rồi ạ. Không phải nên kiểm tra. Cái này dễ ha. Nên kiểm tra. Thật sự là nguyên bộ bài chỉnh chu nha quý khán giả. Anh sẽ nói một xíu là tại vì cái về cái công việc của em á, anh cũng rất là hiểu, do là cái mối quan hệ của anh cũng có nhiều bạn làm trong bất động sản. Anh sợ em chê anh thôi chứ anh không chê em. Dạ. À, thật ra thì em cũng chia sẻ một xíu về em ha. À, đôi khi công việc áp lực thì dĩ nhiên là trong cuộc sống mình sẽ có một vài lần cãi nhau, đó là chắc chắn rồi. Tuy nhiên trong cái lần cãi nhau đó là có đủ cảm thông cho nhau và hiểu cho nhau hay không, chia sẻ cái điều đó mới là quan trọng. Chứ là việc không thể nào tránh được cái việc cãi nhau rồi. Và khi tham gia chương trình này thì có mẹ và có các em trai đến đây nữa, thì em thật sự rất nghiêm túc và rất mong muốn tìm được một nửa kia để mà cùng nắm tay nhau đi hết quãng đời của mình. Em là người có thể dung hòa được tất cả mọi thứ, trong công việc, trong tình cảm và trong những cái mối quan hệ khác em đều dung hòa được. Quan trọng là giống như là một cái câu rất là nổi tiếng trên mạng á, là tôi sẽ đi ra Hà Nội nhưng miễn sao tôi có lý do á. Có nghĩa là khi mình đã có gia đình rồi thì chúng ta nên biết được là cái đích đến của chúng ta là gì. Một phần là công việc là kiếm tiền, nhưng mà cái hạnh phúc gia đình thì cái đó mới là quan trọng. Câu của em vừa nói nó đã giải đáp cho anh được cái câu là anh tìm được người biết cân bằng. Thực ra đối với em việc cân bằng nó không khó. Đó. Thì thật sự không có phải là không có người phụ nữ nào không biết đâu, mà người ta muốn hay không thôi. Muốn hay không thôi, đúng rồi. Hồi nãy em nói là cường bằng nam cao trên 1m7, anh không được 1m7 đâu. Nhưng mà anh sẽ có những cái anh bù lại được. À, ngoài cái chiều cao ha, đó là nghĩa đen. Rồi em cần một cái chiều cao về nghĩa bóng. Nghĩa bóng chúng ta sẽ bấm nút thì em biết được nghĩa bóng nó tới đâu. Rồi. Đã đến lúc chúng ta quyết định xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Hãy sẵn sàng. Sau 3 tiếng đếm. Rồi. Chuẩn bị nè. 1 2
3. Trời ơi, dạ. Đồng điệu dễ sợ luôn. Đồng ý hẹn hò hay nắm tay nhau? Em xin phép nắm tay. Làm thủ tục đầu tiên là mình hôn vào má bạn gái coi nào. Chào con xin phép. Anh xin phép em. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chúc tất cả mọi điều tốt đẹp nhất. Dạ, hãy nắm tay nhau mà đi tất cả nơi nào chúng ta muốn. Mời dạ, các bạn. Em xin phép anh chị, em cảm ơn anh chị. Đó là những gì mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị. Cặp đôi đầu tiên họ đã bấm nút hẹn hò với nhau. Còn bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Tình dạ. duyên của Cưng sao nè? Nếu mà tính là được một mối tình là chính thức, dạ khoảng 8 năm ạ. À. Lý do gì chia tay vậy? Quen lâu rồi, xong hiểu nhau quá rồi nên mỗi người một. Trời ơi. Dạ một mối tình đầu tiên là khoảng 6 tháng. Là hồi cấp 3. Rồi. Còn mối tình thứ hai là 7 năm. Trời ơi, tôi cũng yêu 7 năm luôn. Dạ. Trường kỳ nha. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Rồi, chào em trai. Dạ. Okay. Bây giờ mình giới thiệu về mình chút xíu đi cưng. Chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh và quý vị khán giả. Con tên là Phạm Hồng Hoa, năm nay 31 tuổi. Dạ. Con đang làm cái gì ạ? Dạ con làm kế toán. Vậy hả, con làm ở đâu, quận mấy? Dạ con làm ở quận 10 cô. Quê con ở Tiền Giang, Ngộn Đông. Tiền Giang là đồng hương với ông đó. Đúng Linh. Rồi, em trai giới thiệu cho bên nhà gái nha. Dạ, em chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân. Chào em. Và cả trường quay. Dạ em tên là Nguyễn Thế Thành, năm nay em 32 tuổi. Nghề nghiệp của em cũng là kế toán. Kế toán luôn. Dạ. Hai này về tính toán giỏi lắm rồi. Em làm ở ngay chỗ quận nhất. Quê em ở đâu? Dạ em người Sài Gòn. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em hả? Thì em có thể nấu ăn. Nếu mà so về mặt về công việc á thì em hết nghiệp môi trường mới. Về mối quan hệ bên ngoài á thì em có thể giao tiếp được tới tất cả mọi thành phần của xã hội. Và nói thẳng ra là tùy cơ ứng biến vào cái đối tượng mình giao tiếp á. Còn điểm yếu là có thể là cái giọng của em á, nó nói chuyện có thể không được như người thường. Nó hơi bị gọi là không rõ ràng. Và khi mà em mà vô một cái tình trạng mà em nóng tính quá, nó nhanh quá, em thì nói nhanh, không ai nghe rõ. Dạ đúng rồi. Đó là do cái bẩm sinh của mình thôi. Dạ đúng rồi. Nhưng mà anh nghe rất là rõ. Đúng, tôi chị nghe cũng rất là rõ rồi. Nha em. Chừng nào nó nóng lên nó nói không nghe không rõ. Tôi cũng vậy Linh, một khi cái cơn điên tôi lên là tôi bị cả lâm á Linh. Đúng rồi. Ừ. Mỗi lần Vân la Linh nghe không được gì hết. Thôi xạo quá, cuộc đời tôi la ông lần nào. Mời nhà gái. Dạ điểm mạnh của em là cũng biết nấu ăn, chung thủy, độc lập. Dạ điểm yếu là ít nói. Rồi bây giờ hỏi nè, tình dạ. duyên của Cưng sao nè? Nếu mà tính là được một mối tình là chính thức, dạ khoảng 8 năm ạ. Wow, 8 năm. Lý do gì chia tay vậy? Quen lâu rồi, xong hiểu nhau quá rồi nên mỗi người một. Trời ơi, quen nhau lâu quá, hiểu nhau quá chia tay. Cái đó cũng hay á. Thường thường có mấy mối tình 9-10 năm đó cũng dễ chia tay lắm á Vân. Wow. Vậy bạn trai nhớ quen rồi cứ sớm sớm nha, đừng quen 7-8 năm nha. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em cũng trải qua 2 mối tình rồi. 2 mối rồi. Dạ một mối tình đầu tiên á là khoảng 6 tháng. Là hồi cấp 3. Rồi. Còn mối tình thứ hai là 7 năm. Trời ơi. Trời ơi, cũng yêu 7 năm luôn. Dạ. Trường kỳ ha. Giống như tay. Trong giai đoạn quen nhau á thì bạn nữ có đi công dạng mà hợp tác lao động nước ngoài á. Rồi thì sau khi về á thì giống như hai định hướng của hai người không có còn chung hướng nữa. Em muốn một mẫu hình lý tưởng thế nào không trai? Đối với em á, bạn nữ chỉ cần ưa nhìn, cách nói chuyện á, hòa đồng với mọi người. Là đối với em là được rồi. Em không quan tâm về vấn đề cao hay thấp nữa. Đúng rồi. Tại vì mình sống là chỉ là về cái tâm mình như trước. Nhiều khi cao quá về cái nữa nhà cũng vậy. Chứ là hiểu nhau. Đâu quay mặt đây tôi ngó coi sao bộ con gái cao đẹp mà. Có nhiều khi cũng tùy cao cũng đẹp vậy. Cũng tùy. Em không đòi hỏi luôn. Dạ không. Ừ, chỉ cần mặt ưa nhìn thôi. Ưa nhìn là được. Tại vì bản thân mình á mình cũng ưa nhìn, muốn người khác cũng ưa nhìn thôi. Tự nhận mình ưa nhìn luôn đúng không? Ừ. Coi bên nhà gái tôi coi sao nha. Đã còn mình thì sao nè? Dạ, em thì bạn trai cũng ưa nhìn. Với cái tính em cần là chung thủy, đừng có lăng nhăng quá. 7 năm yêu một mối tình là biết chung thủy rồi. Em không thích đàn ông hút thuốc. Có hút thuốc không vậy cưng?
Dạ, em hay hút thuốc và chỉ ăn chích cái chị. Gì? Chích, chích. Trời không ơi, nói chứ. Thiệt là người ta tin đó nghe. Không, em nghĩ là không hút thuốc thôi. Ừ. Chứ còn chích thì nghe là hiểu là giỡn rồi. À, ừ, đúng rồi. Nhưng mà nhiều khi bên đây người ta nai lắm, người ta tin đó. Không, chích thì cũng có chích lâu lâu cũng chích lần chứ. Có chích ngừa thì có, ừ. Đúng không? Ừ. Bạn này hơi hề hước đó. Dạ. Ừ. Bạn này bạn không quan tâm đến chiều cao luôn. Em lùn 1m45 cũng ok luôn. Như còn mình thì sao, mình có mong người ta cao không? Dạ cao hơn em thì cũng tốt. Nhưng nhiều, mà... cao nhiêu nè? Em nhiêu nè? Dạ em 1m62. 1m62, vậy là bạn kia phải 1m65 đổ lên ha. Dạ. À, dư sức. Chào em gái. Dạ chào chú. Dễ cưng không? Dễ cưng ha. Hai người đã trao đổi nhau thấy, hai người này hiền nè. Mình hỏi phụ huynh. Đúng rồi. Coi các quý vị phụ huynh với gia đình nó coi suy nghĩ gì. À, em gái thì với ai? Dạ đi với cháu ạ. Thôi rồi cháu như xưa. Em chào anh Quyền Linh, chào cô Hồng Vân, chào quý vị khán giả. Em là cháu của dì Hoa. Cháu thấy sao cháu? Em thấy bên anh bên đây cũng hiền, trầm tính mà tính tình lại vui vẻ. À, vui vẻ dễ thương á. À, em thấy thì cũng được. Ừ. Thì nếu được thì cho nhau cơ hội tìm hiểu. Cảm ơn cháu. Đây thì dạ, hôm nay em đi chung với mẹ và bạn thân của em. Xin chào chị Hồng Vân với anh Quyền Linh. Theo nhận xét thì thấy cháu Hoa này dễ thương. Quá dễ thương luôn. Thì nói chung như bây giờ là do hai đứa thôi, chứ mình không ý kiến được hết á. Nhưng mà mẹ nhìn là mẹ muốn bấm không? Ưng ý. Để coi hai nhỏ này nói chuyện sao nha. Mình mở rào coi. Mở rào. Hai kế toán này gặp nhau chỉ tính tiền không? Hai đứa cùng kế toán luôn thiệt chứ. Không biết đứa nào tính mà tính kỹ hơn đứa nào luôn. Nè, sẵn sàng. Tiến lên. Mình nhận bông trước rồi mình trao quà sau nha. Dạ. Rồi, luôn. Rồi đứng lên nào. Dạ. À, anh có một bó hoa á. Dạ. Anh cần tặng em. Cảm ơn anh ạ. Và một cái chậu xương rồng. Dạ. Anh cũng có món quà tặng anh. Rồi anh cảm ơn em. Anh cảm ơn em món quà này ha. Thì lý do vì sao mà bữa nay anh tặng cho em hai món bó bông và cái cây xương rồng á. Dạ. Là nó đều có ý nghĩa của nó. Dạ. Thì trong cái bó bông của anh tặng em 14 bông á, nó thể hiện cho sự kiêu ngạo. Thì anh muốn em trong cuộc sống lúc mà phải kiêu ngạo. Chậu xương rồng á thì nó cũng liên quan sự gọi là cứng cáp, gọi là chịu thương chịu khó. Là anh muốn em về cùng anh. Dạ. Thì để chủ động hơn cho anh hỏi là cái công việc kế toán á, là mình cũng là cùng làm với nhau, mình cũng hiểu về cái nghề của nhau rồi. Thì có những lúc á, là chắc chắn là cái thời gian mình dành cho gia đình á, nó sẽ bị hạn chế vào những kỳ cuối tháng. Thì anh nghĩ là cả hai sẽ cách trung hòa được với nhau. Dạ. Nói chung là nhìn em anh có hiện cảm rồi. Nói chung là anh rất thích con gái được tóc dài. Dạ. Rất thích cái đó. Chị chắc chắn là em nói đúng, là bởi vì chị thấy em bắt đầu nói khó nghe rồi đó. Thực sự khi nào bạn này cái gì là bắt đầu nói chuyện khó nghe là chị biết cái cảm xúc của em với bạn gái này là có đang hồi hộp. Đúng không? Đang hồi hộp. Đó. Em đúng. Em thấy ảnh sao nè? Dạ, em thấy thì ảnh cũng lanh, giống như bù trừ cho em. Rồi em có thích không? Em có thích cái lanh đó của ảnh không? Dạ có. Ừ. Lanh hay không mới là không phải, là mình cứ cách nhìn xét thôi. Có thể những cái lúc trong cái cuộc sống á, cái cách giao tiếp của mình sẽ khác. Dạ. Mình sẽ ứng hơn. Rồi còn về việc mà em ít nói á, thì cái đó là anh không có gọi là sâu được bù trừ á. Có thể anh sẽ nói rất là nhiều thì em ít nói. Dạ. Thì nó mới bù trừ lại được với nhau. Chứ hai đứa mà nói nhiều quá thì không ai nghe ai hết. Anh có gia trưởng không? Ờ à, đúng rồi, anh có gia trưởng không? À, hiện tại thì không. Theo hiện cái chủ nghĩa là gọi là xã hội. Nhưng mà tương lai có không? Cũng không luôn. Theo bác á, thì là cái tiền bạc chi tiêu á là anh có thể đưa em giữ em. Nếu hơn. Mà em giữ như vậy á, thì hàng tháng anh có kêu em liệt kê ra những cái khoản chi tiêu không? Cái đó là gọi gia trưởng rồi. Có cần quá đơn đỏ không? Tại vì anh nói là hiện tại là anh không có gia trưởng, nhưng mà em hỏi là tương lai có hay không. Ừ, cái đó là không em. Dạ. Anh có thể khẳng định như vậy. Dạ. Vậy anh thấy em như thế nào? Thì hồi nãy nói giờ mà em là anh cảm thấy là rất là vừa lòng. Dạ. Ưng ý. Rồi. Vậy còn về em thì em mong muốn cái khoảng thời gian nào mà có thể cả hai cùng về chung một nhà? Dạ, khoảng từ một năm trở lại cũng được. Ừ. Vậy cũng ý tưởng. 9 đến đó. Một, ừ. 9 tháng đến một năm. Rồi là trong năm nay á. Đúng rồi đó. Em về chung nhà với anh thì có làm dâu hay không? Ừ, quan điểm của nhà anh là không có gọi là chị làm dâu. Anh vẫn có thể qua nhà em ở vẫn được. Anh không quan tâm vấn đề đó. Nhà em ở dưới quê là không qua trên đây. Nếu mà ở dưới quê thì hai đứa về quê lập nghiệp luôn. Nhưng mà em không thích về quê. Thì mình ở trên đấy.
Em nói anh sẽ đi theo em được cũng được mà. Dạ. Trời, thằng trai vợ gì cũng chịu hết trơn á. Bây giờ là choáng rồi, ừ. Tôi nói choáng rồi. Để dạ. Cái món quà xuống, tới nắm tay em gái, hát bài tặng em gái đi, nắm hai tay bạn gái. À, thì bây giờ là nói thẳng ra là anh thì không có nắm thuộc, tay. Không có thuộc lại. À, này cô bé có mái tóc đuôi gà, đạp xe trên phố phố đông người qua, chờ anh với nếu có lỡ ai cười. Cười quên lời cười. Lần đầu tiên mà anh gặp em á là anh thấy em là người ưng dần rồi. Dạ. Với lại cũng những cái tiêu chí mà anh mong muốn á thì anh thấy dường như là hồi tuổi chỗ của em. Thì không biết cảm nhận em như thế nào, nhưng mà anh muốn là mình có một cơ hội với nhau. Hồi nãy anh nói nhiều tuổi em chưa nghe luôn. 32. Dạ. Vậy lớn em tuổi. Đúng rồi. Rồi còn em cảm nhận như thế nào về anh? Không biết nói sao. Chúng ta hãy làm theo sự mách bảo của con tim. 1, 2, 3, nhanh gọn lẹ. Có bấm không nè? Dạ. Em không bấm mà. Tại vì em không cảm động không. Trời ơi. Sao nè, sao nè, nói nghe coi nè. Sao vậy em gái? Tại vì con tim em chưa có rung động. Một chàng trai rất là dễ thương. Thật sự đó nha, tiếc quá. Tất cả mọi thứ đều suôn sẻ cả. Chỉ có đến cuối cùng chúng ta mới bất ngờ. Cái đó không sao. Không sao. Dạ. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Mong là hai đứa sẽ tìm được một nửa. Đúng của rồi. Mình nha. Mọi người đi con đường riêng của mình. Cảm ơn chương trình ạ. Đời đúng là đôi khi nó không như mình nghĩ nha. Bất ngờ ha. Bất ngờ. Mình chỉ tiếc là hai bạn quá hợp lý với nhau thôi. Thôi, như vậy là ta đã kết thúc ngày hẹn hò hôm nay. Ngày hẹn hò và coi như là 50-50 ha. Ôi, một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Cảm ơn nhãn hàng Mắc He viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc đã tài trợ thực hiện chương trình. Mắc He là sản phẩm số 1 về điều trị rụng tóc và kích thích mọc tóc nhanh do người tiêu dùng bình chọn năm 2018. Quý vị khán giả có thể xem lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media và cổng thông tin Love TV. Mời các bạn xem bạn muốn hẹn hò trên ứng dụng truyền hình Netlove. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem bạn muốn hẹn hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Hẹn gặp lại vào lúc 15h20 Chủ nhật và 22h45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người. Thanh nhiệt Lip Cool giúp cho người nóng trong nhiệt miệng, mệt mỏi, sức đề kháng kém, nhiệt lâm thiền uống liền Lip Cool. Hồng Vân và Quyền Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được phát sóng vào lúc 15h20 Chủ nhật và 22h30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn nhãn hàng Toshiba Việt Nam, Toshiba đỉnh cao chất lượng Nhật Bản đã đồng hành với chương trình. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin mời quý vị, chúng ta hãy gặp gỡ cặp đôi đầu tiên. Detox không khí từ trong ra ngoài. Toshiba. Em hay khóc á, hay khóc nhẹ lắm, nói cái này khóc. Anh cũng đang tính nói nè, là thật ra là anh rất là sợ những người mà phụ nữ khóc. Nói chung là mình sẽ cố gắng làm cho không khóc nhau thôi. Dạ. Nhưng một tuần mình có khoảng có nghĩ là mình ốp một ngày mà phải không? À, dạ không có ốp, nhưng mà thường thường á vì tình yêu nên em sẽ ốp. Em có thể đăng ký lịch bận được. Đôi lúc gấp á thì em cũng có thể sắp xếp nhờ người làm được. Tình hình này chắc tôi nghi nó chuyển qua bắn sữa luôn á. Mời nhà trai. Rồi mời anh trai ngồi. Xin mời nhà gái. Ngồi đi cưng. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, con chào chú Hiền Linh, chào cô Hồng Vân, chào bạn gái và chào tất cả mọi người. Con tên là Nguyễn Khánh Kiều Phong. Năm nay con 26 tuổi. Hiện tại con sống và làm việc ở Hồ Chí Minh. Hiện tại con đang làm giám sát bán hàng tại công ty sữa cô gái Hà Lan. À, từ quê con đâu? À, quê Sài Gòn luôn à. Sài Gòn luôn, quận mấy con? Dạ, quận 1. Bên nó nhanh nhẹn dễ sợ luôn, như một làn gió vậy đó. Bây giờ mình cũng vậy đi con. À, dạ con tên là Phan Thị Dung, năm nay con 25 tuổi, đang sống và làm việc tại Sài Gòn. Con làm thu ngân ở một cửa hàng điện thoại. Đàn ông bán sữa, con gái thu ngân.
ơi. Dễ thương. Cho con cho đàn trai biết điểm mạnh điểm yếu của con đi. Dạ, điểm mạnh của con là hay cười nhưng mà cũng hay khóc. Đôi khi đàn ông mà thấy rơi nước mắt họ nhói lòng lắm, cái gì họ cũng ok hết con. Đàn ông sợ nước mắt lắm. Thôi bên nhà trai giới thiệu điểm mạnh điểm yếu giùm tôi cái đi nè. À, điểm mạnh của con là con có thể nói chuyện được thoải mái với mọi người, hòa đồng, vui vẻ, không có kén bạn. Còn về điểm yếu là đầu tiên là con ít tâm sự với mọi người, con hay ít nói chuyện. Thứ hai là con không biết bơi. Ờ, có đó đâu yếu đâu cô, đâu biết bơi đâu con. Tại ai cũng biết mà. Ờ, vậy hả cô? Tại cô Dân cũng biết bơi mà sợ nước nó tràn ra đó là... Vậy cô cũng giống con hả cô? Không biết bơi là mày mốt là phải tập bơi cho con. Đàn ông mà không biết bơi là dở lắm, thiệt sự á. Rồi, nhưng mà con có mấy mối tình rồi, Kiều Phong? À, hiện tại là con có hai mối tình gọi là sâu đậm nhất. Thì một mối tình là năm con học lớp 10 cho tới lớp 12. Lớp 10 yêu rồi đó hả? Dạ. Rồi, rồi mối tình dạ. Thứ hai là mấy năm? Thứ hai là 6 năm. Trời ơi, nhưng mà sao chia tay con? À, tại vì do có một thời gian là con làm việc khá nhiều quá chứ. Nên không có tập trung vào cái vấn đề gọi là tình cảm nhiều được. Thì dẫn tới là cái sự quan tâm không có nhiều. Đúng rồi, những người đàn ông mà ít quan tâm phụ nữ là thật sự là tội nghiệp phụ nữ là cái nhất. Cái thứ hai là chắc chắn có người khác quan tâm là họ cũng không quan tâm tới mình đâu. Thành là nhớ quan tâm họ nha. Dạ, dạ, cái rút kinh nghiệm. Dạ. Còn con thì sao nè? Dạ, con thì cũng có hai mối tình. Một mối tình là năm cách đây 2016, quen cũng được hơn một năm. Nhưng mà tại vì do xa, khoảng cách địa lý. Mối tình thứ hai thì cũng mới năm ngoái đây. Bạn đó không có được quan tâm với lại không có hiểu mình á. Nãy cô nói hay đó, không? Và quan tâm người ta chia tay à? Dạ, ừ, chào con gái xinh đẹp. À, dễ thương. Mẫu hình lý tưởng của con thế nào? Dạ, bạn trai chỉ cần cao trên 1m7 à. Nữa thì mập mạp một xíu thì càng tốt. Ngon. Thế cha sao tôi cảm nhận nghe, tôi cảm nhận tại nãy tôi đứng thấy lúa đầu ra hàng rào luôn đó. Cao à, ngon à. Ừ, ngon à. Rồi, cái gì nữa không con? Coi phải không? To, khỏe. Dạ, chào cô. Chào trời con. Dạ, chào cô. Đàn trai ta cao ráo. Y chang những gì mà có hình dung nè đó, y chang những gì có hình dung luôn á. Dạ. Cái người yêu trước của con á, dạ, mà mối tình sâu đậm đó, thì cao bao nhiêu? Dạ, còn bằng con à, 6'7", 6'8". Rồi, thôi không đụng hàng rồi, vậy đủ rồi. Cao hơn nha. Dạ. Con thích điều gì đàn ông hả con? Con không thích là ví dụ như mà những lúc mà hai người mà giận dỗi nhau á, thì đừng có nên im lặng. Ví dụ như con im thì bạn nên nói, hoặc là đôi lúc mà bạn nói thì con sẽ im lặng đi im nghe. Hay là dạ. Con nói. Con nói chứ. Nói. Dạ. Mà phụ nữ kỳ lắm nha. Người ta nói ra thì nó cãi bướng, còn ta không nói thì sao không nói? Kỳ vậy. Làm sao để vừa làm phụ nữ? Vấn đề là cách nói thôi, giống như cho tiền á, không bằng cái cách cho, hiểu không? Phụ nữ khó hiểu quá. Bây giờ con nói cho cô Hồng biết đi. Dạ. Con muốn cái bạn gái của mình á sẽ là một mẫu hình như thế nào? Cũng nói nhiều hoạt bát một chút xíu. Rồi cũng chia sẻ được những câu chuyện trong công việc hay là gia đình này nọ. Rồi ngoài ra là đừng có quản lý con quá chặt. Giống như ví dụ như là con tính chất công việc của con cũng hay đi tiếp khách. Thì cũng đi về khuya tầm 11 giờ mấy 12 giờ. Thì khi mà con đi tiếp khách con sẽ báo là hôm nay con sẽ đi tiếp khách gặp ai đó. Tại vì thói quen con là đi tiếp khách không có mở điện thoại. Thì cũng đừng có gọi nhiều quá. Còn về ngoại hình thì sao? À, ngoại hình thì con cũng không có gọi là kén chọn lắm. Chỉ quan trọng là mình hiểu nhau, nói chuyện với nhau được là ok hết. Con 1m bao nhiêu? Dạ, con 1m91. Bây giờ lỡ cô bạn gái đây có 1m50 rồi con tính sao? Dạ, hồi nãy con okay có nghe là 1m67 rồi. Cái người yêu trước của con á, dạ, mà mối tình sâu đậm đó thì cao bao nhiêu? Dạ, còn bằng con à, 6'7", 6'8". Này, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi nhá. Đúng rồi. Rồi sẵn này hỏi là con đi với ai? À, dạ, con đi với mẹ con à. À, đâu? Dạ, chào chị. Nói chung nhìn con bé này dễ thương. Thì chỉ có là chị cũng muốn là hai đứa có thể tìm hiểu nhau. Thằng bé này nó hiền lắm, ở nhà thì nó hiền lắm. Uống sữa không mà, thành dạ, nó hiền quá trời. Nó đi làm thì nó lanh chứ thường nó hiền lắm. Dạ, thành ra chị bé này thì rất là dễ thương. Chị nhìn chị thích lắm á. À, vậy là mẹ chịu rồi đúng không? Dạ. Okay. Rồi vậy con đi với ai vậy? Dạ con đi với bạn con. Vâng, con chào cô Hồng Vân và chú Quyền Linh ạ. Con là bạn của Dung, cũng là đồng nghiệp. Thì Dung, đối với Dung thì thực sự là Dung rất là mít ức. Nói chung là buồn xíu ai chọc xíu dễ giận dễ khóc lắm. Nhưng mà khi mà Dung mà bắt được sống của Dung thì Dung có nói là tràn lan luôn. Nó tâm sự khi mấy tiếng đồng hồ cũng được không sao. Nói chung là mỗi người bên đây anh này thì tại thấy là cảm thấy là rất là ok với Dung á. Thì nếu được thì mình cứ tìm hiểu thử. Nói chung là Dung cần một người nào đó quan tâm Dung và đừng có vô tâm với Dung quá, tại vì những người trước thì hơi vô tâm với Dung nên làm bạn buồn hoài. Dạ. Rồi. Giờ sao mở rào ha? Mở rào. Rồi, ông hô lên đi, cái rào này nó chỉ là ông hô nó mới mở. Mở rào. Bắt đầu đi Phong.
qua luôn. Tấn công. Chào em với chào bạn gì nhỏ tuổi hơn mình mà. Rồi mình mở ra coi nè, mình giới thiệu cho mọi người có quà gì nè con. Dạ, anh tặng cho em một cái ví. Ví màu đỏ, ở trong có tiền không con? Dạ, để con coi thử. Ít nhất bỏ 50 ngàn á. Chết, cái con quên. Dạ, quên chưa, chưa bỏ gì hết. Vậy hả? Ok, rồi xíu nếu mà có bấm chuông thì tí nhớ bỏ vô nha, 50 dạ. ngàn nha. Dạ, em có gửi tặng cho anh một hộp sô-cô-la. Thì sô-cô-la nó ngọt như em vậy á. Nhưng mà đôi lúc nó hơi đắng đắng xíu. Ok, cảm ơn em. Dạ. Sao vậy con? Sao con cho ta ngọt ngào xong con cho miếng đắng đọc lại là sao con? Không, con thấy sô-cô-la cũng sữa không mà chắc cũng không có đắng lắm mà con. Dạ. Hai đứa nó cũng hợp nhau ghê nhờ, đứng sát nhau chú coi coi. Dạ. Rồi. Xứng lắm á Linh. Cao ghê, bộ xứng ghê á. Thường thường Dung làm công việc là mình có làm ca hay là mình làm theo giờ hành chính hả? Dạ, tại vì công việc của em là làm theo ca. Làm theo ca. Dạ, mà thường thường làm ca tối. À, làm ca tối nhiều hơn. Dạ. Nhưng một tuần mình có khoảng, có nghĩ là mình ốp một ngày mà phải không? À, dạ không có ốp, nhưng mà thường thường vì tình yêu nên em sẽ ốp. Em có thể đăng ký lịch bận được. Đôi lúc gấp thì em cũng có thể sắp xếp nhờ người làm được. Tình hình này chắc tôi nghi nó chuyển qua bán sữa luôn á. À, em thường có hay đi du lịch không? Dạ lúc trước là có, nhưng mà dạo này thì hết rồi anh. Tại vì công việc nó nhiều quá. Dạ. À, rồi đi bằng xe máy hay đi bằng máy bay hay xe đạp? Dạ em thì em thích đi xe máy. Nhưng mà chưa có ai đi với em hết. Dạ xưa giờ là thì anh cũng rất là thích đi du lịch bằng xe máy. Dạ. Thì hôm nào có dịp thì mình đi chung. Dạ. Cái công việc của anh hiện tại á, thì anh làm bên quận nhất luôn ạ. À, đúng rồi, anh làm ở đường Lê Thánh Tôn. Mình hẹn hò sao đó lần đầu tiên. À, cái đó chắc là bí mật hai chú Quyền Linh. Không có, phải hỏi ý kiến là lãng mạn. Em thích lãng mạn hay thích ở thành phố Hồ Chí Minh hay đâu đó? Dạ không, tại con nghĩ là thường thường các bạn mà hay khóc mày nói thì thích lãng mạn nhiều hơn. Đúng rồi. Dạ. Mình gặp chỗ nào phun mưa đó, giữa trưa nắng mưa xối xả gì đó. Hồi nãy anh gặp em á, thấy em lần đầu tiên á thì cảm giác của anh sao? Thấy em như thế nào? À, cảm giác đầu tiên thấy em hiền, rất là hiền luôn. Dạ. Rồi cao nữa. Dạ. À, anh cũng ít gặp những người bạn gái nào cao lắm. Dạ. Vậy là có đúng cái kết luận là con thích hay không? À dạ, con thích à. Đó, thì con phải nói cho bạn vui chứ. Còn em? Em có cảm nhận gì về anh? Em thấy cảm nhận đầu tiên là em thấy anh có vẻ là người ấm áp. Với lại nói chung là tiêu chuẩn của em thì đơn giản là cao hơn em thôi. Là đúng rồi. Ủa? Còn rồi... tiếp thế thì mình phải tìm hiểu thêm. Nhưng mà con có cảm nhận là bạn này sẽ là người quan tâm con không? Chắc là được đó. Đúng không? Dạ. Có quan tâm không? Dạ có. Khẳng định cho anh Tâm. Dạ có cô. Đó. Em hay khóc á, hay khóc nhẹ lắm. Nói cái là em khóc. Anh cũng đang tính nói nè, là thật ra là anh rất là sợ những người mà phụ nữ khóc. Nói chung là mình sẽ cố gắng làm cho không khóc nhau thôi. Dạ. Có làm nó cũng khóc rồi con ơi. Hai bạn để tay vào nút bấm. Tất cả hướng mắt về phía trước. Chúng ta có 30 giây suy nghĩ. Rồi. Thích thì bấm. Con nhìn kìa con. Con nữ. Không thích nữ thì nhìn thôi. Kìa Dung. Dung nhìn lên đi Dung. Nào. Nếu một, cảm giác đây là một xong, tôi thương không mình, đếm mình luôn á lên. Được rồi đó. Con đang đợi đếm. Nắm tay với nhau đi. Được rồi. Như vậy là nắm tay nhau đi. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Bây giờ xin phép hai bác đi Dung cho đặt nụ hôn đầu tiên lên má của Dung đi con. Tham gia chương trình này nó có cái đặc quyền đặc lợi đặc đó đó con. Cũng lợi. Dạ con cũng xin phép hai bác là cho con đặc quyền của con Dung cho con. Dễ thương hết sợ ha. Bây giờ con móc tiền ra con bỏ vô bóp. Dạ, cái bóp con ở bên biên tập giữ. Biên tập phải chú cho mượn nè. Chú cho mượn. Còn ai nhớ trả nha. Có nhiều bỏ nhiều, bỏ vô bóp. 5 ngàn cũng được. Chú còn có 5 ngàn tội nghiệp. Chừng nào đám cưới trả lời chú nha. Coi như đám cưới chú khỏi đi tiền con. Dạ cũng được chú. Trời ơi. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng Thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một bình thủy điện BLK30FLVKTVN. Hẹn giờ đun tiết kiệm điện năng, hệ thống bơm rót nước điện tử, màn hình hiển thị LCD, cảm biến cạn nước, chế độ tự vệ sinh bình. Rồi, đi cho con.
hãy nắm tay nhau, đừng buông tay ra. Gặp cặp đôi đúng thứ rồi. Hai luôn đi. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp cặp đôi thứ hai. Hy vọng rằng sẽ vui như cặp đôi đầu tiên nha. Xin mời, mở đóng rào. An toàn, hiệu quả, có sẵn trong nhà. Trẻ chống ho cảm, dùng ngay ít nhi. Thêm nữa là phải biết yêu thương, chia sẻ. Đi ở đám đông thì ôm eo của em, luồn cái tay ra sau á, ôm ngang hông á. Trời ơi, vậy đó hả? Dạ đúng rồi, em thích vậy. Trời, lãng mạn vậy. Được không? Được không Trung? Dạ, cái đó là cái em thích. Cái đó là cái em thích. Em thích. Vậy là hay quá. Hai người này là cùng sở thích rồi đó nha. Mời nhà trai. Hai, mời đi em trai. Rồi, xin mời nhà gái. Bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi, mình giới thiệu lớn lên cho đối phương cùng nghe nha. Mời bạn nam giới thiệu đi. Em xin chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân và chào tất cả mọi người trong khán đài. Em là Lê Trọng Trung, em năm nay 39 tuổi. Em làm nghề lái xe, sinh sống và làm việc thì tại Bà Rịa Vũng Tàu. Dạ, em xin. Trung 39 tuổi. Dạ. Xe gì Trung? Dạ, lái xe tải. Mời nhà gái. Dạ, chào chị Hồng Vân. Chào em. Dạ, chào anh Quỳnh Linh. Chào bạn nam bên đó. Chào quý vị khán giả. Em họ Hương tên Mỹ, em 38 tuổi. Công việc? Công việc của em là tài xế luôn, em là lái xe. Ồ, vậy đó hả? Ồ, em lái xe ở đâu? Dạ, em chạy xe ở Sài Gòn này luôn. Nhưng mà trong cái giống như là xe của mình hay là taxi hay là công ty nào đó hay như thế nào? Dạ, xe của em. Ồ, vậy đó em hả? chạy dịch vụ, ngoài dịch vụ ra em còn chạy taxi công nghệ. Vậy đó hả? Rồi. Mà em chạy đường trường không hay gì? Dịch vụ em của đi em gần hả? Hết đất nước Việt Nam rồi. Ồ, vậy hả? Em chạy xe đi gần hết đất nước Việt Nam rồi. Hay quá ha. Vậy là hai bạn có thể đi khắp nước được đó. Nhà gái cho biết điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Dạ, em thì vui vẻ, hòa đồng, cũng biết yêu thương, cũng biết chia sẻ, biết lắng nghe. Em có thể chạy được rất là nhiều loại xe. Em bằng gì? Dạ, em dấu D. Dấu D hả? Trà dữ à. Dạ. Chàng trai dấu gì? Dạ, dấu C. Thua rồi. Ủa, dấu C, tôi dấu D hả? Thua dấu D. Trời ơi, phụ nữ ta dấu D. Dễ sợ không? Rồi, giờ điểm yếu của mình là gì nè? Em không biết nấu ăn, với lại em rất là nam tính. Em... Trời ơi, chết rồi, rung quá. Lái dấu đề là dữ rồi đó. Tôi thi dấu đề hoài không đậu đó. Cần ngủ nước không? Lại nước. Rồi bạn trai. Điểm mạnh của em thì nói chung là em là một người hiền. Em thì không có tứ đội tưởng. Em thì nói chung hát không hay nhưng mà thi thoảng vẫn hát. Hay hát đúng không? Dạ. Mà có thật xấu gì không Trung? Cũng có lúc cũng hơi hiền, quá hiền. Chào em. Em chào chị. Ừ. Bên tôi á, chắc là lần đầu tiên tiếp xúc với một không khí như thế này. Vậy mà nói lái dấu đê. Thì đó, nhưng mà người ta quen trên cái tay lái rồi. Coi như đang ngồi lái xe đi. Cho nên người ta bị khó thở luôn á. Khó thở luôn hả? Còn nghiệp vậy? Ừ. Chúc nha, nếu mà gặp cái mà khó thở là mình sẵn mình làm y tế luôn nha. Dạ vâng. Hô hấp nhân tạo. Trời ơi, chào cô gái dấu đê. Đó. Tôi nghe dấu đê là tôi ấn tượng rồi đấy nha. Thường phụ nữ lái dấu bê tới dấu xê là hết rồi. Dạ, nhìn ngoài đường không sao, nhìn cây cối phong cảnh không sao, nhìn máy quay nó không máy quay không thoải mái. Dạ, máy quay mất hồn đúng thì không? Thì coi như máy quay là cây cỏ vậy đi. Tính tình của em là nam tính nè, rồi thì đó là em mạnh mẽ. Mạnh mẽ đúng rồi. Thật ra là ai bạn nam nào cũng thấy không có chở che được, với lại cũng hay dễ bị xúc động, coi phim hay đọc sách đọc báo hoặc là đi nhìn ngoài là ngoài xúc thấy động. Em dễ bị xúc động, em không thích bạo lực. Thật ra là nếu mà nhìn thấy mà cảnh bạo lực là em bị khó thở. Trường em đi. Có mấy mối tình rồi? Có mối tình đầu là em nhớ nhất 7 năm, nhưng mà tụi em ít gặp nhau lắm, tụi em toàn yêu xa, thật ra viết thư thôi mà. Trời ơi. Rồi còn mối tình thứ nhì nào không? Dạ, thứ nhì thứ ba thì cũng có nhưng mà không có được bao lâu ấy. Đại đa số là mấy bạn á là ghen với lại không thích gì đó mà không nói ra. Ví dụ nói đi đón em thì tới rồi, thì em tới đó rồi thì bạn nó tới mà không nói. Ví dụ bạn núp đâu đó thì bạn theo dõi em sao coi em đi với ai hay là mình gặp gỡ gì không, rồi sau đó bạn mới ra. Em không thích điều đó. Dạ, với là càm ràm hay càm ràm cái vấn đề gì mà qua rồi là thôi, em không thích nhắc lại. Mà bạn mấy bạn cứ nhắc đi nhắc lại, em thích điều đó. Em như một cái mối tình 7 năm này không có gửi mail viết thư không vậy đó hả? Viết thư tay không à. Em có còn giữ thư không? Dạ còn. Vậy là còn yêu hả? Dạ không, em thích lưu giữ kỷ niệm. Bây giờ với những cái thư tình đó, ví dụ như bạn gái mà đưa cho em đọc, em có đọc không? Đọc. Dạ đọc chứ. Em có mấy mối tình rồi?
Nếu mà yêu mà đến mức sâu đậm thì chắc là chưa. Mới mém mém tí là đã... Mém mém tí hả? Vâng. Tức là khoảng bao nhiêu lâu, yêu bao nhiêu lâu? 3 đến 6 tháng. Trời ơi, yêu 6 tháng vậy đó. Không sâu đậm mà có hôn gì chưa? Dạ, chưa hôn ạ. Trời ơi, đàn trai chưa bao giờ hôn cô gái nha. Hôm nay gia đình mình được của nha. Mình là... Bây giờ bên nhà gái cho đàn trai biết là bạn muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Đầu tiên là em muốn là bạn phải cao 1m7 trở lên. Chắc cũng gần tới rồi. Với lại sạch sẽ, gọn gàng. Với lại không có càm ràm. Em gặp đàn ông dơ ở dơ vậy lắm hả em? Không phải nhìn, không phải dơ không dơ, nhưng mà em nhìn thấy mà tướng mà luộm thuộm em không thích anh ơi. Tức là không cần hàng hiệu nhưng mà nói chung là phải sạch sẽ thơm tho. Yên tâm là... người đàn ông bên đây mặc dù lái xe tải nhưng mà tưởng đâu lái S500 không? Mercedes không? Dạ, chứ thêm nữa là phải biết yêu thương, chia sẻ. Đi ở đám đông thì ôm eo của em luôn cái tay ra sau á, ôm ôm ngang hông á. Trời ơi, là vậy nắm đó tay. Hả? Dạ đúng rồi, em thích vậy. Trời, lãng mạn vậy. Được không? Được không Trung? Dạ, cái đó là cái em thích. Cái đó là cái em thích. Em thích. Vậy là hay quá. Hai người này vậy là cùng sở thích rồi đó nha. Phải nói chung là thật thà thẳng thắn á, đừng có nói vòng vo bắt suy nghĩ nhiều, em không Rồi. Em không nghĩ được, không nghĩ được. Trung thấy đáp ứng được bao nhiêu phần trăm bên nhà gái? Em thấy chắc đáp ứng 90% này. Còn Trung, Trung muốn người phụ nữ tương lai của mình như thế nào? Nói chung em thích những người phụ nữ không có nóng tính. Cô bên kia thấy cũng gọi là nhẹ nhàng lắm. Em có nóng tính không em gái? Dạ em nóng tính anh ơi. Nóng lên làm gì? Là em nói luôn, đôi khi em không có nhìn được cảm xúc của bên kia, em không thích gì là em nói liền luôn, em nói ngay luôn, em không có suy nghĩ, nhưng mà sau này nghĩ lại thì cũng thấy tội bên kia. Rồi gì nói chung? Nói chung là em thích những người phụ nữ là biết chăm lo gia đình. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi rồi mình tiến tới nào. Nhà gái đi với ai? Em đi với má nuôi của em với lại mấy anh chị. Rồi xin mời nhà gái cho ý kiến ạ. Chào chú Linh và cô Hồng Vân. Dạ. Chào các khán giả. Thì gái Mỹ tôi thì mạnh mẽ, cá tính nó thẳng thắn. Nhưng mà cho nên đó là tới bây giờ ba mấy chưa có lập gia đình. Còn về mà tại điểm tốt á thì gái tôi thấy nó vậy á, chứ nhưng mà nó có lòng nhân hậu lắm, thương người hòa đồng. Theo mẹ nãy giờ á thì mẹ thấy cậu này á thì ngoại hình thì cũng được, về mà nghề nghiệp á thì nó cũng phù hợp với lại con. Thì bây giờ mẹ thấy tốt, được rồi. Cảm ơn. Em trai đi với ai? Dạ em đi với ba của em. Kính chào Quyền Linh đẹp trai, kính chào Hồng Vân xinh gái, kính chào tất cả các vị khán giả. Tôi là ba đẻ ra Trung, nhưng mà nói về Trung á thì thực ra thì cũng được cái siêng làm mà cũng có rất nhiều cái tài vật, chịu khó của cũng có thể là nội trợ cũng tốt đấy, vì ở độc lập cũng nhiều rồi. Còn con về gái á, thì khỏe, công việc ổn định, xinh gái, điều kiện công việc có vẻ cũng tức là đi nhiều nơi nhiều chỗ thì chắc là kinh nghiệm, và đồng thời gia đình có thể cũng rất ổn. Người phụ nữ là người của gia đình mà tốt nữa. Hỏi thêm tức là cái nội trợ của con thì bây giờ cái hỗ trợ cái nội trợ làm sao? Đại đa số con ăn ở ngoài thôi, con không biết nấu ăn. Rồi lái xe mà. Rồi cái nghề này cũng mệt, nghề này lái xe suốt rồi chắc đúng cũng rồi, có thời căng gian thẳng. Nói thực đâu đi cũng hợp cái thời này thôi. Còn cảm ơn khán giả rất nhiều. Rồi cảm ơn chú. Rồi, cảm ơn. Nãy em nói em hát được đúng không? Dạ. Giờ mở ra rào ra là vừa tặng qua vừa hát luôn nha. Dạ. Hát bài gì vậy? Hát bài em quên cái tên. Trời ơi, quên cái đề luôn hả? Em hát một đoạn trong bài hát là Tâm Hồn Sao Động. Rồi. Rồi mở rào. Có gì hô hấp nhân tạo nha. Dạ. Khó thở nữa nha. Khó thở là bên kia ta hô hấp ráng chịu đó. Dạ vâng. Bắt đầu tiến tới. Dạ. Dạ chào anh. Chào em. Anh có món quà tặng em. Dạ cảm ơn anh. Món quà dễ thương quá. Anh tặng em mà bông lan. Dạ. Anh xin hát một đoạn. Rồi hôm nay không là mưa, vòng tay em du anh làm thơ. Anh biết bây giờ, anh biết bây giờ anh đã yêu. Dạ hay quá. Mình tặng quà. Dạ em tặng anh cuốn sách với cái thiệp. Em hát
tặng anh ấy một bài đi. Đến với chương trình, em sẽ hát bài Vết Son Trên Áo. Khi đang ngồi chơi trong quán ăn, anh kêu rằng anh muốn đi, đi mua một bao thuốc lá thơm. Bên ngôi chợ ngay góc đường, anh ra đi sao thấy hơi lâu, đi qua 30 phút hơn. Khi anh vô trong mắt anh sao, thấy có những nét dối gian. Kì son môi trên áo anh, thì ra anh đã dối em. Kì son môi trên áo anh, nhìn xem em không nói thêm. Đã biết thế chớ trách sao, em không yêu anh đâu. Vết son môi in trên cổ áo, chẳng thèm anh nữa đâu nha. Yeah. Chung ơi, Chung nắm tay đi. Tại vì bạn này là tay bạn lạnh, bạn run dữ lắm. Nắm bây giờ tay đưa đi. Cầm cho. Đưa qua anh cầm coi. Nắm hai tay cảm nhận lần đầu gặp cô gái vô đề làm sao? Nhìn thẳng đi. Em không biết nói gì đâu. Cảm nhận lần đầu tiên sao, nói đi. Nói chung lên đây thì thấy bạn gái thì nói chung mình cũng có một chút cảm tình ban đầu. Dạ, yeah, cảm ơn anh. Thì nhìn em rất là xinh. Cảm ơn anh. Tối nay mất ngủ rồi. Anh mong là mình sẽ có cơ hội tìm hiểu nhau. Dạ. Yeah. Nhìn thẳng vô mắt ảnh coi. Coi có tươm tất nè, sạch sẽ gọn gàng nghe muốn không? Dạ, nói chung là cũng được. Được là sao, nói có được làm sao? Nhìn thì cũng gọn gàng, cũng sạch sẽ, cũng đẹp trai. Nói chung là em thấy anh hiền, mà biết anh có hiền không? Anh có gia trưởng không? Anh thì không gia trưởng. Ok, vậy được rồi. Yêu em thì nói chung là cuộc sống của em với anh thì lúc nào ấy, trong nhà gia đình thì anh cũng mong rằng là mình luôn vun đắp tình yêu. Yeah. Vì nhau để sống làm sao mà cái được tạo được một cái gia đình hạnh phúc. Nói thế giờ anh có muốn có con gì cũng nói luôn đi. Anh mà đến được với em thì anh muốn thời gian nó ngắn một chút, muốn có baby liền. Vâng, đúng rồi. À, vậy em cũng muốn có baby liền. Nếu mà chúng mình cưới nhau thì có xin 4 baby. Xin 4 baby. Em thích con nít. Thật ra là nếu mà được thì mình đến với nhau thì mình xin 4 baby, nếu không thì 3 đứa cũng được. Mỹ, em có áp lực không Mỹ? Bây giờ người ta là hàng còn nguyên thùng đó. Dạ không sao. Bây giờ trước khi về ghế ngồi, hai người thử ôm nhau một cái coi cảm xúc nó sao nào. Chung ôm. Ấm không? Ấm không? Ở Mỹ họ cái tay qua gì đó. Cái tay qua eo đó. Không, em nói chừng nào đi á, đi đâu thì thử em thích là tay qua eo, cái vòng tay eo qua vậy nè, đó không đó, cái đó, là đúng rồi đó. Vậy là đi đâu đó được không Chung? Dạ được ạ. Cái dạ. Tim mình có sao động gì không? Dạ cũng quá sao động luôn. Mình hẹn hò làm sao, bởi vì người ở Vũng Tàu nha. Tại vì em có phương tiện cá nhân, thành ra là nếu mà muốn gặp thì cũng thể đi được, sắp xếp thời gian được, tại vì em là làm việc tự do. Hẹn hò thì nói chung anh thì sở trường là anh thích đi phượt. Dạ. Thích đi mô tô. Anh có có xe hả? Xe máy, xe mô tô. Ok, em thì không có. Nếu mà đi du lịch, em thích đi du lịch. Em đi gần hết đất nước Việt Nam rồi, nhưng mà đại đa số là em chở khách đi thôi, hoặc là đi với gia đình, chứ còn đi một mình là em không đi. Vậy bây giờ anh, em muốn anh chở nó đi. Dạ đúng rồi, bây giờ. Có giờ em chở người ta không à? Tại là lâu lắm rồi em cũng không có chạy gắn máy. Thật ra là bây giờ em cũng thích, cũng muốn có được cảm giác chạy gắn máy ở ngoài đường, dạo phố, cũng thích thế. Dạ. Vậy thì sao Chung? Sắp tới thì anh hy vọng là anh sẽ có cơ hội thì chở em đi chơi. Dạ, cảm ơn đi anh. Đi bằng mô tô thì anh chở thì em ôm anh. Và nếu mà em chở thì anh sẽ ôm em. Ok, chắc chắn rồi. Thì nói chung thì bây giờ anh đang ở Long Điền, Bà Rịa, Vũng Tàu. Thì anh cũng có nhà, có đất rồi. Thì nếu mà mình mà về thì có thể về Bà Rịa Vũng Tàu ở với anh. Dạ. Dạ được anh, em về đó ở được. Tại ở Bà Rịa Vũng Tàu cũng có người nhà em dưới đó nhiều lắm. Em gái của em ở đó, bé Út. À dạ, vậy khỏe rồi. Dạ. Để tay nút bấm đi. Để tay vô nút bấm đi, thấy được là bấm luôn, phải đếm luôn. Ở đằng sau đó cưng. Phải đếm luôn nha Linh nha. Đếm luôn nha, nè, 1 nè, 2 nè, 3. Bấm. Đấy, cạch cạch luôn. Thôi vô. Bây giờ chính thức rồi đó nha. Dạ. Anh thấy là Trung cũng hiền,
mà thật sự em cũng là con gái phụ nữ nói chứ cứng cáp chứ cũng yếu đuối lắm á, khó thở khó thở. Dạ. Nụ hôn đầu tiên đó nha. À, con xin phép má nuôi cho con được hôn Mỹ. Ôm chặt vô, ôm chặt vô, mạnh vô, bình. Rồi Mỹ Mỹ làm lại đi. Không, mạnh mẽ lên, bắt đầu hai bên luôn, bên này nữa. Mới chán luôn. Để ôm nắm chặt tay nhau. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một bình thủy điện BLK30FLVKTVN, hạn giờ đun tiết kiệm điện năng, hệ thống bơm rót nước điện tử, màn hình hiển thị LCD, cảm biến cạn nước, chế độ tự vệ sinh bình. Chúc hai bạn sớm về chung một nhà. Tôi khóa dù khó thở nè. Một ngày thật đẹp và hy vọng rằng họ sẽ cùng nhau nắm tay nhau đi suốt quãng đường còn lại thưa quý vị. Cảm ơn nhãn hàng Toshiba đỉnh cao chất lượng Nhật Bản đã đồng hành với chúng tôi. Chương trình được phát sóng vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn xem bản muốn hẹn hò trên ứng dụng truyền hình NetClub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem bản muốn hẹn hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. À, bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Hồng Vân và Quyền Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được dựa theo format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản, được phát sóng vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Với sự tài trợ của nhà hàng Mắc He, viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc. Mắc He là sản phẩm số 1 về điều trị rụng tóc và kích thích mọc tóc nhanh do người tiêu dùng bình chọn năm 2018. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ ngay và liền cặp đôi đầu tiên. Mắc He cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không mọc tóc sau 3 tháng sử dụng. Cái thời điểm mà đôi khi mình trong công việc cái chị mình stress nặng á, thì đôi khi hai người cãi nhau thì có thể mà hơi to tiếng một xíu. Có đánh người không em ơi? Anh, bạn kia bạn họ có đánh người không chị? Không, dạ không đâu anh. Em trai không em mối tình rồi. Anh hỏi chính thức hay không chính thức? Vậy hết dạ, được. Để em đến. Để em đến. Mời nhà trai. Rồi, chào em trai. Xin mời nhà gái. Bây giờ thì bạn trai, bạn hãy giới thiệu lớn về mình cho bên nhà gái cùng nghe nha. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào em. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Em chào bạn nữ, em chào khán giả trên trường quay. Em tên là Nguyễn Hồng Ân, năm nay em 37 tuổi. Em đang ở quận 3. Hồng Ân làm gì? Dạ, em đang là kinh doanh tự do. Em có mở một cái pet shop là bán đồ cho thú cưng. Và em có một đầu tư một vài nơi. Rồi, chúc mừng luôn. Quê Hồng Vân ở đâu? Em sinh ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh luôn. Dạ, mời nhà gái. Dạ, em chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào bạn Nam và chào toàn bộ quý vị khán giả ở đây ạ. Em tên là Cao Thị Diễm Hương. Năm nay em 28 tuổi. Em đang làm giám đốc sàn của một công ty bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh. Em sinh ra tại Bến Tre và hiện tại đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Ân cho nhà gái biết khuyết điểm, ưu điểm của em đi. Ưu điểm của em là em nấu ăn cũng ăn được, có chí cầu tiến. Em không uống bia, em vẫn nhậu với về công việc cũng nhậu đều đúng không? Vẫn uống nhưng mà em không có thường xuyên và em không hút thuốc ạ. Dạ, nhược điểm của em thì em hơi nóng tính, dễ tin người. Rồi. Ưu điểm của em là có tài ăn nói và có khiếu kinh doanh. Ngoại hình cũng dễ nhìn một xíu. Còn nhược điểm thì tính của em hơi nóng. Cái cá tính mình khá là mạnh. Nóng nhất của em là cỡ nào? Nói chung thì trong cuộc sống này thì nó có nhiều cái việc xảy ra đó. Thì nóng nhất là cái thời điểm mà đôi khi mình trong công việc á chị, mình stress nặng á. Thì đôi khi hai người cãi nhau thì có thể mà hơi to tiếng một xíu. Hơi to tiếng thôi đúng không? Dạ. Em trai có mấy mối tình rồi?
Anh hỏi chính thức hay không chính thức? Chạy hết dạ, cũng được. Chính thức thì em đâu đó chắc cỡ 4 năm mối tình. Còn không chính thức khoảng nhiêu? Để em đếm. Để em đếm. Chắc là chắc nhiều lắm á. Vậy thì cái mối tình chính thức nó dài nhất là bao lâu? Dài nhất của em là 2 năm ạ. Ngắn nhất là nhiêu? Dạ, ngắn nhất là 6 tháng. Vậy thì em rút một kinh nghiệm, em thiếu sót điều gì trong tình yêu? Cái vấn đề chính của em khi mà em trải qua nhiều mối tình thì em mới nhận ra một điều là do cái đối tượng mà em quen á, em yêu sai cách. Có nghĩa là em sẽ dành thời gian cho họ rất là nhiều và em đầu tư rất nhiều về tất tần tật mọi thứ, nhưng mà ngược lại thì em lại không nhận điều đó. Còn có một mối tình thì là em bị người ta cắm sừng. Nói chung là cũng đang long đong lận đận về đường tình duyên đúng không? Ngày hôm nay em ngồi đây á là do là em cảm thấy là những cái gì vừa qua là mình đã chơi đủ rồi, và em muốn xác định lại một cái gì đó cho nó nghiêm túc và lâu dài. Còn một cái lý do nữa đó là về phía mặt mẹ của em. Dạ. Sao mẹ sao? Tại vì mẹ em bị bệnh á. Dạ. Tại vì em biết là cái khắc khoải của mẹ em khi mà em ở cái tuổi này rồi mà em chưa có ổn định. Em thương mẹ em lắm. Rồi thôi bây giờ để mình nghe cái chuyện tình yêu của bạn gái bên đây đi ha. Dạ. Em trải qua 4 mối tình chính thức, đa phần là kéo dài là từ 3 cho đến 5 năm. Trời ơi. Lấy hết cả tuổi xuân của em rồi còn. 20 năm yêu đương đó hả? Tại sao lại chia tay? Chia tay cũng nhiều lý do, là cũng có thể là do tìm hiểu cũng quá nhiều rồi thì cũng ra được nhiều cái điểm mà nó không phù hợp với nhau. Tính cách thì đôi khi em đòi hỏi hơi cao. Là bạn phải đủ trưởng thành, đủ chững chạc. Ok. Em cho chị biết cái cụ thể là cái mong muốn của em về cái người bạn trai của em như thế nào. Thực ra cũng không cần quá đẹp trai, thì ít nhất cũng phải có một chiều cao từ 1m7 trở lên. Ngoại hình ưa nhìn một xíu. Còn nếu mà xét về tính cách thì em mong muốn tìm được một người đủ bản lĩnh, đủ trưởng thành và chững chạc. Hơi phải khéo léo, tỉ mỉ một xíu. Còn về tài chính thì sao? Về tài chính thì thật ra thì chỉ cần công việc ổn định là được chị. Tại vì bản thân em có thể làm ra tài chính. Em độc lập về tài chính. Đúng rồi, em độc lập về tài chính. Em cũng không quá khắt khe về bạn nam phải giàu có hay như thế này kia. Hai người cùng xây dựng nó sẽ tốt hơn là một người. Dạ đúng rồi. Bạn trai, mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Cao ráo, xinh một chút, biết quan tâm, chăm sóc, biết chia sẻ, dành thời gian, biết phân bổ giữa công việc và gia đình. Vừa rồi á, thì em thấy cái đòi hỏi của bạn nữ như vậy thì em thấy mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Dạ, chắc được khoảng, về ngoại hình chắc em được khoảng 60% thôi. Về tính tình thì em nghĩ là em có thể đạt được khoảng trên 80%. Ok, dạ. Rồi vậy là yên tâm rồi. Cho mình xem mắt gà gái. Dạ, đây chào anh Nguyên Linh. Rồi, chào em. Dễ thương ha, xinh xắn ha. Giỏi giang nữa. Giỏi nữa. Giám đốc sàn của một cái công ty giao dịch. Mua để bất động sản bán được không em? Thật ra trong dịch bệnh thì chuyên môn của em là chuyên về nghỉ dưỡng. Thì dịch càng dịch thì nghỉ dưỡng là bán càng tốt. À dạ. Dạ. Tí em mời anh chị xuống resort của em luôn ha. Rồi. Em không thích đàn ông ở điểm nào? Trước hết thì em không thích đàn ông gia trưởng. Độc đoán, em cũng không thích hút thuốc. Còn em không thích phụ nữ điều gì? Em không thích phụ nữ hay nói đi nói lại một vấn đề. Không được đâu em. Không thích cũng phải thích thôi. Không thích cũng phải thích thôi. Người có kinh nghiệm có khác anh? Ừ, anh là kinh nghiệm rồi, thấy ai cũng vậy. Hỏi ký người thân đi. Ừ đó, em đi với ai? Dạ, em đi với mẹ và em trai ạ. Xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và quý khán giả trong trường quay ạ. Tôi là mẹ của Diễm Hương. Tôi là người ở Bến Tre thì được hai đứa con. Thì con Diễm Hương là con gái trưởng, còn đây là con gái ở con trai kế. Xét qua thì thấy bạn trai bề ngoài thì tôi cũng chịu, cũng đồng ý. Còn bên trong thì thật sự để muốn cho hai con nó tìm hiểu với nhau, chứ còn nhìn cái bên trong thì tôi không có đánh giá được. Thấy bạn trai nó có cái nhu cầu là muốn con gái của mình nó dành thời gian để lo cho gia đình, thì cái này tôi cũng xin thưa. Thì con tôi là cái công việc nó đã giới thiệu nó rồi đó, công việc rất là bận rộn và áp lực, nên đôi khi không có thời gian để nó dành công việc về cho gia đình. Thì lúc đó
mình sẽ sợ là bên nhà trai họ có cái nhu cầu nó không được thỏa mãn thì mình cũng sợ. Lên đính chính cho nhà trai chút xíu, nên nhà trai nó là cân bằng giữa gia đình với công việc thôi. Nói là nói chứ cũng tới chừng có gia đình rồi thì cũng biết lúc nào bán đất, bán nhà, lúc nào coi gia đình, không lo điều đó ha. Dạ. Nói chung là nghề bất động sản ai cũng hiểu, nhiều khi đêm không ngủ ngày quên ăn luôn đó. Dạ. Lúc bán được thì nó nhịn ăn cũng vui nữa mà. Mẹ yên tâm đi mẹ, con gái mẹ bạn lo lắng thôi. À, em đi với ai? Dạ, em đi với mẹ em với lại là... À, bên đây có mẹ nữa. Xin kính chào hai MC, hoạt bát vui vẻ. Tôi là mẹ của cháu Hồng Ân. Cháu Ân vừa rồi thì nó cũng nói về cái bản thân nó thì là đúng là thật sự như vậy, quen rất nhiều nhưng mà không có đi đến đâu hết, nó không có theo được như ý mình. Tại vì cái tuổi trẻ bây giờ nó theo ý tụi nó, nhưng mà được cái là cháu quen là cũng đâu ra đó đàng hoàng, khi chia tay cũng rất êm đẹp. Với tôi thì tôi chỉ yêu cầu là cái xinh xắn, cái tài giỏi, cái ấy ai cũng cần, nhưng với tôi cái đó là phần phụ thôi. Tôi chỉ cần một cái người mà thật sự yêu thương nhau, đến với nhau, đem hạnh phúc đến cho nhau là quý rồi. Cô chỉ cần như vậy thôi. Yeah. Rồi, biết rồi, biết lễ phép, biết trên, biết dưới. Yeah, đó, bà mẹ nào cũng cần như vậy thôi. Hi, ok. Đó. Mở rào đi ông ơi. Rồi, mở rào. Rồi. Rồi em có món quà gửi anh. Cứ bình tĩnh nào, mở quà ra nào. Rồi anh mở trước anh. À, đây là hai quyển sách mà em tâm đắc nhất. À, là quyển Đắc Nhân Tâm và anh quyển Quản Lo Âu Đi và Sống Vui. Dạ, một cái túi sách rất là dễ thương ạ. Em còn một cái món quà nữa là về tinh thần. Em đợi xíu ha. Dạ. Mình chơi một tí trò chơi cho nó thư giãn. Ừ, vậy đi. Dạ. Cho cuộc sống nó vui vẻ cưng. Dạ rồi. Đây là cái tiết mục mà anh chưa có diễn với ai bao giờ. Ok, bây giờ thì em sẽ nói anh dừng chỗ nào, anh sẽ dừng chỗ đó. Ha. Rồi. Ha. Ok, dừng. Rồi dừng rồi đúng không? Thì anh sẽ lấy cái lá này là lá của em đã chọn. Ok. Ha, em rút ra đi. Rồi, em sẽ cho ở dưới xem và không cho anh xem, có thể cho hai MC xem. Sau khi xem xong, em hãy xé nó ra làm 4. Tại vì anh hay ăn gian lắm, lỡ như anh nhìn qua anh thấy, hiểu không? Anh Quyền Linh xem, anh Quyền Linh thấy chưa ạ? Thấy rồi, dạ rồi. Anh khoái cầm nó lắm đó. Rồi. Được rồi. Em lấy một mảnh ở đó, em đốt giùm anh và em bỏ cái cho đó vào cái ly. Rồi. Rồi, vậy được rồi em à. Mấy cái mà em có coi mấy phim trinh sát á, thì người ta sẽ lưu lại trong cái lòng mắt khi mà người ta coi là cái nạn nhân á. Cho anh nhìn em chút. Thật ra là em nhìn cho vậy thôi chứ để ngắm người ta lâu hơn chút nha. Ok. Anh sẽ tìm ra cái con đó là con gì. Con đó có phải là con ách cơ không ạ? À? Đúng rồi nó. Vỗ tay đi ạ. Để kết thúc thì anh sẽ hát cho em nghe một đoạn ha. Khi gặp em anh biết sẽ không còn ai hơn nữa, không còn ai thay thế em trong giấc mộng. Mưa mù hay băng giá cũng không làm anh chung bước. Đừng hoài nghi tình anh em nhé. Ngày hôm qua đó tình mãi theo anh, theo mãi đến hôm nay, ân tình vẫn đồng đầy. Và mai sau nữa, yêu người càng đắm say. Có ai hơn tình em? Một tình yêu, một trái tim cho em. Rồi đó. Vậy cái cô gái nhiều mối tình là đúng rồi. Thiệt á. Mai chỉ anh học cái này coi nha. Rụng rời á, thực anh sự. Anh ơi, cho em hỏi một câu nha. Em có thể kiểm tra kiểm tra được cái bộ bài đó là bao nhiêu con không? À ok em. Kiểm tra đúng rồi ạ. Không, nên kiểm tra. Cái này dễ ha. Nên kiểm tra. Thật sự là nguyên bộ bài chỉnh chu nha quý khán giả.
Anh xin nói một xíu là tại vì cái về cái công việc của em á, anh cũng rất là hiểu, do là cái mối quan hệ của anh cũng có nhiều bạn làm trong bất động sản. Anh là anh sợ em chê anh thôi chứ anh không chê em. Dạ. Thật ra thì em cũng chia sẻ một xíu về em ha. Đôi khi công việc áp lực thì dĩ nhiên là trong cuộc sống mình sẽ có một vài lần cãi nhau, đó là chắc chắn rồi. Tuy nhiên trong cái lần cãi nhau đó là có đủ cảm thông cho nhau và hiểu cho nhau hay không, chia sẻ, cái điều đó mới là quan trọng. Chứ là việc không thể nào tránh được cái việc cãi nhau rồi. Và khi tham gia chương trình này thì có mẹ và có các em trai đến đây nữa, thì em thật sự rất nghiêm túc. Rất nghiêm túc và rất mong muốn tìm được một nửa kia để mà cùng nắm tay nhau đi hết quãng đời của mình. Em là người có thể dung hòa được tất cả mọi thứ, trong công việc, trong tình cảm và trong những cái mối quan hệ khác em đều dung hòa được. Quan trọng là giống như là một cái câu rất là nổi tiếng trên mạng á, là tôi sẽ đi ra Hà Nội nhưng miễn sao tôi có lý do á. Có nghĩa là khi mình đã có gia đình rồi thì chúng ta nên biết được là cái đích đến của chúng ta là gì. Một phần là công việc là kiếm tiền, nhưng mà cái hạnh phúc gia đình thì cái đó mới là quan trọng. Câu của em vừa nói nó đã giải đáp cho anh được cái câu là anh tìm được người biết cân bằng. Thực ra đối với em việc cân bằng nó không khó. Đó. Thì thật sự không có phải là không có người phụ nữ nào không biết đâu, mà người ta muốn hay không thôi. Muốn hay không thôi, đúng rồi. Hồi nãy em nói là cường bằng nam cao trên 1m7, anh không được 1m7 đâu. Nhưng mà anh sẽ có những cái anh bù lại được. Ngoài cái chiều cao ha, đó là nghĩa đen. Rồi em cần một cái chiều cao về nghĩa bóng. Nghĩa bóng chúng ta sẽ bấm nút thì biết được nghĩa bóng tới đâu. Rồi. Đã đến lúc chúng ta quyết định xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Hãy sẵn sàng. Sau 3 tiếng đếm. Rồi. Chuẩn bị nè. 1 2 3. Trời ơi, dạ. Đồng điệu dễ sợ luôn. Đồng ý hẹn hò, hãy nắm tay nhau. Xin phép nắm tay. Làm thủ tục đầu tiên là mình hôn vào má bạn gái coi nào. Chào con xin phép. Con xin phép em. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chúc tất cả mọi điều tốt đẹp nhất. Dạ, hãy nắm tay nhau đi tất cả nơi nào chúng ta muốn. Mời dạ, các bạn. Em xin phép anh chị, em cảm ơn anh chị. Đây, đó là những gì mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị. Cặp đôi đầu tiên họ đã bấm nút hẹn hò với nhau. Còn bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Tình dạ. duyên của Cưng sao nè? Nếu mà tính là được một mối tình là chính thức, dạ khoảng 8 năm ạ. Lý do gì chia tay vậy? Quen lâu rồi, xong hiểu nhau quá rồi nên mỗi người một. Ơi. Dạ một mối tình đầu tiên á là khoảng 6 tháng. Là hồi cấp 3. Rồi. Còn mối tình thứ hai là 7 năm. Trời ơi, tôi cũng yêu 7 năm luôn. Dạ. Trường kỳ ha. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Dạ. Okay. Bây giờ mình giới thiệu về mình chút xíu đi cưng. Chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh và quý vị khán giả. Con tên là Phạm Hồng Hoa, năm nay 31 tuổi. Dạ. Con đang làm cái gì ạ? Dạ con làm kế toán. Vậy hả, con làm ở đâu, quận mấy? Dạ con làm ở quận 10 cô. Quê con ở Tiền Giang, Ngộn Đông. Tiền Giang là đồng hương với ông đó. Đúng Linh. Rồi, em trai giới thiệu cho bên nhà gái nha. Dạ em chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân. Chào em. Và cả trường quay. Dạ em tên là Nguyễn Thế Thành, năm nay em 32 tuổi. Nghề nghiệp của em cũng là kế toán. Kế toán luôn. Dạ. Hai này về tính toán giỏi lắm rồi. Em làm ở ngay chỗ quận nhất. Quê em ở đâu? Dạ em người Sài Gòn. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em hả? Thì em có thể nấu ăn. Nếu mà so về mặt về công việc á thì em hết nghiệp môi trường mới. Về mối quan hệ bên ngoài á thì em có thể giao tiếp được tới tất cả mọi thành phần của xã hội. Và nói thẳng ra là tùy cơ ứng biến vào cái đối tượng mình giao tiếp á. Còn điểm yếu là có thể là cái giọng của em á, nó nói chuyện có thể không được như người thường. Nó hơi bị gọi là không rõ ràng. Và khi mà em mà vô một cái tình trạng mà em nóng tính quá, nó nhanh quá, em thì nói nhanh, không ai nghe rõ. Dạ đúng rồi. Đó là do cái bẩm sinh của mình thôi. Dạ đúng rồi. Nhưng mà anh nghe rất là rõ. Đúng, chị nghe cũng rất là rõ nha em. Chừng nào nó nóng lên nó nói không nghe không rõ.
Tôi cũng vậy, Linh, một khi cái cơn điên tôi lên là tôi bị cả lâm á Linh. Đúng rồi. Ừ. Mỗi lần Vân la Linh, Linh nghe không được gì hết. Nó xạo quá, cuộc đời tôi la ông lần nào. Mời nhà gái. Dạ, điểm mạnh của em là cũng biết nấu ăn, chung thủy, độc lập. Dạ, điểm yếu là ít nói. Rồi bây giờ hỏi nè, tình dạ. duyên của Cưng sao nè? Nếu mà tính là được một mối tình là chính thức, dạ khoảng 8 năm ạ. Wow, 8 năm. Lý do gì chia tay vậy? Quen lâu rồi, xong hiểu nhau quá rồi nên mỗi người một... Trời ơi, quen nhau lâu quá, hiểu nhau quá chia tay. Cái đó cũng hay á, thường thường có mấy mối tình 9-10 năm đó cũng dễ chia tay lắm á Vân. Wow. Vậy bạn trai nhớ quen rồi, cưới sớm sớm nha, đừng quen 7-8 năm nha. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em cũng trải qua 2 mối tình rồi. 2 mối rồi. Dạ, một mối tình đầu tiên á là khoảng 6 tháng. Là hồi cấp 3. Rồi. Còn mối tình thứ hai là 7 năm. Trời ơi. Trời ơi, cũng yêu 7 năm luôn. Dạ. Trường kỳ ha. Rồi, à. Trong giai đoạn quen nhau á thì bạn nữ có đi công dạng mà hợp tác lao động nước ngoài á. À. Rồi thì sau khi về á thì giống như hai định hướng của hai người không có còn chung hướng nữa. Ừ. Em muốn giờ... một mẫu hình lý tưởng thế nào không trai? Đối với em á, bạn nữ chỉ cần ưa nhìn, cách nói chuyện á, hòa đồng với mọi người. Ừ. Đối với em là được rồi. Em không quan tâm về vấn đề cao hay thấp nữa. Đúng rồi. Tại vì mình sống là kiểu là về cái tâm mình như trước. Nhiều khi cao quá về cái nhổ nhà cũng vậy. Chứ là hiểu nhau. Đâu quay mặt lại tôi ngó coi sao. Bộ con gái cao đẹp mà. Có nhiều khi cũng tùy cao, cũng đẹp vậy. Cũng tùy. Ừ. Em không đòi hỏi luôn. Dạ không. Ừ, chỉ cần mặt ưa nhìn thôi. Ưa nhìn là được. Ừ. Tại vì bản thân mình á, mình cũng ưa nhìn, muốn người khác cũng ưa nhìn thôi. Ừ. Tự nhận mình ưa nhìn luôn. Dạ. Đúng không? Ừ. Còn coi bên nhà gái tôi còn sao nha. Còn mình thì sao nè? Dạ, em thì bạn trai cũng ưa nhìn. Với cái tính em cần là chung thủy, đừng có lăng nhăng quá. 7 năm yêu một mối tình là biết chung thủy rồi. Em không thích đàn ông hút thuốc. Có hút thuốc không vậy cưng? Dạ, em không hút thuốc, giờ chỉ ăn chích đi chị. Gì? Chích. Trời ơi, nói thiệt là người ta tin đó nghe. Không, em nghĩ là không hút thuốc thôi. Ừ. Chứ còn chích thì nghe là hiểu là giỡn rồi. À, ừ, đúng rồi. Nhưng mà nhiều khi bên đây người ta nai lắm, người ta tin đó. Không, chích thì cũng có chích lâu lâu, cũng chích lần chứ. Có chích ngừa thì có, đúng không? Bạn này hơi hề hước đó. Dạ. Bạn này bạn không quan tâm đến chiều cao luôn. Em lùng 1m45 cũng ok luôn. Nhưng còn mình thì sao, mình có mong người ta cao không? Dạ, cao hơn em thì cũng tốt. Nhưng nhiều, mà... cao nhiêu nè? Dạ em 1m62. 1m62, vậy là bạn kia phải 1m65 đổ lên ha. Dạ. À, dư sức. Chào em gái. Dạ, chào chú. Dễ cưng không? Dễ cưng ha. Hai người đã trao đổi nhau, thấy hai người này hiền nè. Mình hỏi phụ huynh. Đúng rồi. Coi các quý vị phụ huynh với gia đình nó coi suy nghĩ gì. Em gái đi với ai? Dạ đi với cháu ạ. Thôi rồi cháu dư sức. Hai em chào anh Quyền Linh, chào cô Hồng Vân, chào quý vị khán giả. Em là cháu của dì Hoa. Cháu thấy sao cháu? Em thấy bên anh bên đây cũng hiền, trầm tính mà tính tình lại vui vẻ. Vui vẻ, dễ thương á. Em thấy thì cũng được. Nếu được thì cho nhau cơ hội tìm hiểu. Cảm ơn cháu. Đây, dạ, hôm nay em đi chung với mẹ và bạn thân của em. Xin chào chị Hồng Vân với anh Quỳnh Linh. Theo nhận xét thì thấy cháu Hoa này dễ thương. Quá dễ thương luôn. Thì nói chung như bây giờ là do hai đứa thôi, chứ mình không ý kiến được hết á. Nhưng mà mẹ nhìn là mẹ muốn bấm không? Anh ý. Để coi hai nhỏ này nói chuyện sao nha. Mình mở rào coi. Mở rào. Hai kế toán này đó. Gặp nhau chỉ tính tiền không? Hai đứa cùng kế toán luôn thiệt chứ. Không biết đứa nào tính mà tính kỹ hơn đứa nào luôn. Nè, sẵn sàng. Tiến lên. Mình nhận bông trước rồi mình trao quà sau nha. Dạ. Rồi, luôn. Rồi đứng lên nào. Dạ. À, anh có một bó hoa á. Dạ. Anh ngay cạnh em. Cảm ơn anh ạ. Và một cái chậu xinh rồng. Dạ. Cũng có món quà tặng anh. Rồi, anh cảm ơn em. Anh cảm ơn em món quà này ha. Thì lý do vì sao mà bữa nay anh tặng cho em hai món bó bông và cái xương rồng á. Dạ. Là nó đều có ý nghĩa của nó. Dạ. Thì trong cái bó bông của anh tặng em 14 bông á, nó thể hiện cho sự kiêu ngạo. Thì anh muốn em trong cuộc sống lúc mà phải kiêu ngạo. Chậu xương rồng á thì nó cũng liên quan sự gọi là cứng cáp, gọi là chịu thương chịu khó. Là anh muốn em về cùng anh. Dạ. Thì để chủ động hơn cho anh hỏi là cái công việc kế toán á là mình cũng là cùng làm với nhau, mình cũng hiểu về cái nghề của nhau rồi. Thì có những lúc á, là chắc chắn là cái thời gian mình dành cho gia đình á nó sẽ bị hạn chế vào những kỳ cuối tháng. Thì anh nghĩ là cả hai sẽ cách trung hòa được với nhau. Dạ. Nói chung mà nhìn em anh có lẽ có hiện cảm rồi. Nói chung anh rất thích con gái được tóc dài. Dạ. Rất thích cái đó. Chị chắc chắn là em nói đúng, là bởi vì chị thấy em bắt đầu nói khó nghe rồi đó.
Thực sự khi nào bạn này có cái gì là bắt đầu nói chuyện khó nghe là chị biết cái cảm xúc của em với bạn gái này là có đang hồi hộp đúng không? Đó. Em đúng. Em thấy ảnh sao nè? Dạ, em thấy thì ảnh cũng lanh, giống như bù trừ cho em. Ừ. Em có thích không? Em có thích cái lanh đó của ảnh không? Dạ có. Ừ. Lanh hay không là không phải, mình cứ cách nhận xét thôi. Có thể những cái lúc đó, trong cái cuộc sống á, cái cách giao tiếp của mình sẽ khác. Dạ. Mình sẽ ứng được hơn. Rồi còn về việc mà em ít nói á, thì cái đó là anh không có gọi là sâu được bù trừ á, có thể anh sẽ nói rất là nhiều thì em ít nói. Dạ. Thì nó mới có bù trừ lại được với nhau. Chứ hai đứa mà nói nhiều quá thì không ai nghe ai hết. Anh có gia trưởng không? Ờ đúng rồi, anh có gia trưởng không? Hiện tại thì không. Theo hiện cái chủ nghĩa cả gọi là xã hội. Nhưng mà tương lai có không? Cũng không luôn. Theo bác á thì là cái tiền bà chi tiêu á là anh có thể đưa em giữ. Em nếu hơn. Mà em giữ như vậy á thì hàng tháng anh có kêu em liệt kê ra những cái khoản chi tiêu không? Cái đó là gọi gia trưởng rồi. Có cần quá đơn đỏ không? Tại vì anh nói là hiện tại là anh không có gia trưởng, nhưng mà em hỏi là tương lai có hay không? Ừ, cái đó là không em. Dạ. Anh có thể khẳng định như vậy. Dạ. Dạ, anh thấy em như thế nào? Thì hồi nãy anh nói giờ mà em là anh cảm thấy là rất là vừa lòng. Dạ. Ưng ý. Rồi. Vậy còn về em thì em mong muốn cái khoảng thời gian nào mà có thể cả hai cùng về chung một nhà? Dạ, khoảng từ một năm trở lại cũng được. Ừ. Vậy cùng ý tưởng chín đến một chín tháng đến một năm. Rồi là trong năm nay á. Đúng rồi đó. Em về chung nhà với anh thì có làm dâu hay không? Ừ, quan điểm của nhà anh là không có gọi là chị làm dâu. Anh vẫn có thể qua nhà em ở vẫn được. Anh không quan tâm vấn đề đó. Nhà em ở dưới quê là không qua lên đây. Nếu mà ở dưới quê thì hai đứa về quê gặp nghiệp luôn. Nhưng mà em không thích về quê. Thì mình ở trên đấy. Anh nói anh sẽ đi theo em được cũng được mà. Dạ. Trời, thằng trai vợ gì cũng chịu hết trơn á. Bây giờ là choáng rồi, tôi nói choáng rồi. Để cái món quà xuống, tới nắm tay em gái, hát bài tặng em gái đi. Nắm hai tay bạn gái. À, thì bây giờ là nói thẳng ra là anh thì không có nắm thuộc, tay. Không có thuộc lợi. À, này cô bé có mái tóc đuôi gà, đạp xe trên phố, phố đông người qua, chờ anh với nếu có lỡ ai cười. Cười quên lại cười. Lần đầu tiên mà anh gặp em á là anh thấy em là người ưng nhìn rồi. Dạ. Với lại cũng những cái tiêu chí mà anh mong muốn á thì anh thấy dường như là hồi tuổi chỗ của em. Thì không biết cảm nhận em như thế nào, nhưng mà anh muốn là mình có một cơ hội với nhau. Hồi nãy anh nói nhiều tuổi em cũng chưa nghe luôn. Anh 32. Dạ. Vậy lớn em tuổi. Đúng rồi. Rồi còn em cảm nhận như thế nào bạn? Không biết nói sao. Chúng ta hãy làm theo sự mách bảo của con tim. 1, 2, 3, nhanh gọn lẹ. Có bấm không nè? Dạ. Em không bấm mà. Tại vì em không cảm động không? Trời ơi. Sao nè, nói nghe coi nè. Sao vậy em gái? Tại vì con tim em chưa có rung động. Một chàng trai rất là dễ thương. Thật sự đó nha, tiếc quá. Tất cả mọi thứ đều suôn sẻ cả, chỉ có đến cuối cùng chúng ta mới bất ngờ. Cái đó không sao. Không sao. Dạ. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Mong là hai đứa sẽ tìm được một nửa. Đúng của rồi. Mình nha. Mọi người đi con đường riêng của mình. Cảm ơn chương trình ạ. Đời đúng là đôi khi nó không như mình bất nghĩ nha. Bất ngờ ha. Bất ngờ. Mình chỉ tiếc là hai bạn quá hợp lý với nhau thôi. Thôi, như vậy là ta đã kết thúc ngày hẹn hò hôm nay. Ngày hẹn hò và coi như là 50-50 ha. Ê, một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Cảm ơn nhãn hàng Mắc He viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc đã tài trợ thực hiện chương trình. Mắc He là sản phẩm số 1 về điều trị rụng tóc và kích thích mọc tóc nhanh do người tiêu dùng bình chọn năm 2018. Quý vị khán giả có thể xem lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media và cổng thông tin Love TV. Mời các bạn xem bạn muốn hẹn hò trên ứng dụng truyền hình Netlove. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem bạn muốn hẹn hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Hẹn gặp lại vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
Còn bây giờ Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người. Suối thanh nhiệt Live Cool giúp cho người nóng trong nhiệt miền mệt mỏi, sức đề kháng kém, nhiệt làm thì uống liền Live Cool. Hồng Vân và Quyền Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được phát sóng vào lúc 15:20 chủ nhật và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn nhãn hàng Toshiba Việt Nam, Toshiba đỉnh cao chất lượng Nhật Bản đã đồng hành với chương trình. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin mời quý vị, chúng ta hãy gặp gỡ cặp đôi đầu tiên. Detox không khí từ trong ra ngoài. Toshiba. Em hay khóc á, hay khóc nhẹ lắm, nói cái này khóc. Anh cũng đang tính nói này là thật ra là anh rất là sợ những người mà phụ nữ khóc. Nói chung là mình sẽ cố gắng làm cho không khóc nhau thôi. Dạ. Nhưng một tuần mình có khoảng có nghĩ là mình ốp một ngày mà phải không? À, dạ không có ốp, nhưng mà thường thường á vì tình yêu nên em sẽ ốp. Em có thể đăng ký lịch bận được. Đôi lúc gấp á thì em cũng có thể sắp xếp nhờ người làm được. Tình hình này chắc tôi nghi nó chuyển qua bắn sữa luôn á. Mời nhà trai. Rồi, mời anh trai ngồi. Xin mời nhà gái. Ngồi đi cưng. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, con chào chú Hiền Linh, chào cô Hồng Vân, chào bạn gái và chào tất cả mọi người. Con tên là Nguyễn Khánh Kiều Phong, năm nay con 26 tuổi. Hiện tại con sống và làm việc ở Hồ Chí Minh. Hiện tại con đang làm giám sát bán hàng tại công ty sữa cô gái Hà Lan. À, từ quê con đâu? À, quê Sài Gòn luôn à. Sài Gòn luôn, quận mấy con? Dạ, quận 1. Bên nó nhanh nhẹn dễ sợ luôn, như một làn gió vậy đó. Bây giờ mình cũng vậy đi con. À dạ, con tên là Phan Thị Dôn, năm nay con 25 tuổi, đang sống và làm việc tại Sài Gòn. Con làm thu ngân ở một cửa hàng điện thoại. Đàn ông bán sữa, con gái thu ngân. Dễ thương. Cho con cho đàn trai biết điểm mạnh điểm yếu của con đi. Dạ, điểm mạnh của con là hay cười nhưng mà cũng hay khóc. Đôi khi đàn ông mà thấy rơi nước mắt họ nhói lòng lắm, cái gì họ cũng ok hết con. Đàn ông sợ nước mắt lắm. Thôi bên nhà trai giới thiệu điểm mạnh điểm yếu giùm tôi. Rồi. Cái đi nè. À, điểm mạnh của con là con có thể nói chuyện được thoải mái với mọi người, hòa đồng, vui vẻ, không có kén bạn. Còn về điểm yếu là đầu tiên là con ít tâm sự với mọi người, con hay ít nói chuyện. Thứ hai là con không biết bơi. Có đó đâu yếu đâu cô, đâu biết bơi đâu con. À, tại ai cũng biết mà. Vậy hả cô? Tại cô Dân cũng biết bơi mà sợ nước nó tràn ra. Vậy cô cũng giống con hả cô? Không biết bơi là mai mốt là phải tập bơi cho con. Đàn ông mà biết bơi là dở lắm, thiệt sự á. Rồi, nhưng mà con có mấy mối tình rồi, Kiều Phong? À, hiện tại là con có hai mối tình gọi là sâu đậm nhất. Thì một mối tình là năm con học lớp 10 cho tới lớp 12. Lớp 10 yêu rồi đó hả? Dạ. Rồi mối tình thứ hai là mấy năm? Thứ hai là 6 năm. Trời ơi, nhưng mà sao chia tay con? À, tại vì do có một thời gian là con làm việc khá nhiều quá chứ. Nên không có tập trung vào cái vấn đề gọi là tình cảm nhiều được. Thì dẫn tới là cái sự quan tâm không có nhiều. Đúng rồi, những người đàn ông mà ít quan tâm phụ nữ là thật sự là tội nghiệp phụ nữ là cái nhất. Cái thứ hai là chắc chắn có người khác quan tâm là họ cũng không quan tâm tới mình đâu. Thành là nhớ quan tâm họ nha. Dạ, dạ, cái rút kinh nghiệm. Dạ. Còn con thì sao nè? Dạ, con thì cũng có hai mối tình. Một mối tình là năm cách đây 2016, quen cũng được hơn một năm. Nhưng mà tại vì do xa, khoảng cách địa lý. Mối tình thứ hai thì cũng mới năm ngoái đây. Bạn đó không có được quan tâm, với lại không có hiểu mình á. Nãy cũng nói hay đó, không? Và quan tâm người ta chia tay à? Dạ, chào chú. Con gái xinh đẹp. Dễ thương. Mẫu hình lý tưởng của con thế nào? Dạ, bạn trai chỉ cần cao trên 1m7 à. Nữa thì mập mạp một xíu thì càng tốt. Ngon. Thế cha, sao tôi cảm nhận nghe, tôi cảm nhận tại nãy tôi đứng thấy lú đầu ra hàng rào luôn đó. Cao à, ngon à? Ừ, ngon à. Rồi, cái gì nữa không con? Coi phải không? Dạ, chào cô. Chào con. Dạ, chào cô. Đàn trai ta cao ráo. Y chang mà có hình dung nè đó, y chang những gì có hình dung luôn á. Dạ. Cái người yêu trước của con á, dạ, mà mối tình sâu đậm đó, thì cao nhiêu? Dạ, còn bằng con à, 6'7", 6'8". Rồi, thôi không đụng hàng rồi, vậy đủ rồi. Cao hơn nha. Dạ. Con thích điều gì đàn ông hay con? Con không thích là ví dụ như mà những lúc mà hai người mà giận dỗi nhau á, thì đừng có nên im lặng. Ví dụ như con im thì bạn nên nói, hoặc là đôi lúc mà bạn nói thì con sẽ im lặng đi. Im hay là dạ, con nói? Con nói chứ. Nói. Dạ. Mà phụ nữ kỳ lắm nha. Người ta nói ra thì nó cãi bướng, còn ta không nói thì sao không nói? Kỳ vậy. Làm sao để vừa lòng phụ nữ? Vấn đề là cách nói thôi, giống như cho tiền á, không bằng cái cách cho, hiểu không? Phụ nữ khó hiểu quá. Bây giờ con vậy nói cho con biết đi. Dạ. Con muốn cái bạn gái của mình á sẽ là một mẫu hình như thế nào? Cũng nói nhiều hoạt bát một chút xíu. Rồi cũng chia sẻ được những câu chuyện trong công việc hay là gia đình này nọ.
Rồi ngoài ra là đừng có quản lý con quá chặt. Giống như ví dụ như là con hay, con tính chất công việc của con cũng hay đi tiếp khách, thì cũng đi về khuya tầm 11 giờ mấy 12 giờ. Thì khi mà con đi tiếp khách con sẽ báo là hôm nay con sẽ đi tiếp khách gặp ai đó, đó. Tại vì thói quen con là đi tiếp khách không có mở điện thoại, thì cũng đừng có gọi nhiều quá. Còn về ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì con cũng không có gọi là kén chọn lắm. Chỉ quan trọng là mình hiểu nhau, nói chuyện với nhau được là ok hết. Con 1m bao nhiêu? Dạ con 1m91. Bây giờ lỡ cô bạn gái đây có 1m50 rồi con tính sao? Dạ hồi nãy con okay có nghe là 1m67 rồi. Cái người yêu trước của con á, dạ, mà mối tình sâu đậm đó thì cao nhiêu? Dạ còn bằng con à, 67, 68. Này bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Đúng rồi. Rồi sẵn này hỏi là con đi với ai? Dạ con đi với mẹ con à. À đâu? Dạ chào chị. Nói chung nhìn con bé này dễ thương, thì chỉ có là chị cũng muốn là hai đứa có thể tìm hiểu nhau. Thằng bé này nó hiền lắm, ở nhà thì nó hiền lắm. Uống sữa không mà thành ra nó hiền quá trời. Nó đi làm thì nó lanh chứ thường nó hiền lắm. Dạ thành ra chị bé này thì rất là dễ thương, chị nhìn chị thích lắm á. À, vậy là mẹ chịu rồi đúng không? Dạ. Ok. Rồi vậy con đi với ai vậy? Dạ con đi với bạn con. Vâng, con chào cô Hồng Vân và chú Quyền Linh ạ. Con là bạn của Dung, cũng là đồng nghiệp. Thì Dung, đối với Dung thì thực sự là Dung rất là mít ước. Nói chung là buồn xíu ai chọc xíu dễ giận dễ khóc lắm. Nhưng mà khi mà Dung mà bắt được sóng của Dung thì Dung có nói là tràn lan luôn. Nó tâm sự khi mấy tiếng đồng hồ cũng được không sao. Nói chung là mỗi người bên đây anh này thì tại thấy là cảm thấy là rất là ok với Dung á. Thì nếu được thì mình cứ tìm hiểu thử. Nói chung là Dung cần một người nào đó quan tâm Dung. Và đừng có vô tâm với Dung quá. Tại vì những người trước thì hơi vô tâm với Dung, nên làm bạn buồn hoài. Dạ. Rồi. Giờ sao? Mở rào ha? Mở rào. Rồi. Ông hô lên đi. Cái rào này nó khi nào ông hô nó mới mở. Mở rào. Bắt đầu đi Phong. Bước qua luôn. Chào bạn. Tấn công. Chào em với chào bạn gì nhỏ tuổi hơn mình mà. Rồi mình mở ra không? Coi nè, mình giới thiệu cho mọi người có quà gì nè con. Dạ, anh tặng cho em một cái ví. Ví màu đỏ, ở trong có tiền không con? Dạ, để con coi thử. Ít nhất bỏ 50 ngàn á. Chết, cái đó con quên. Dạ, con quên chưa, chưa bỏ gì hết. Vậy hả? Ok, rồi xíu nếu mà có bấm chuông thì tí nhớ bỏ vô nha, 50 dạ. ngàn nha. Dạ, em có gửi tặng cho anh một hộp sô-cô-la. Thì sô-cô-la nó ngọt như em vậy á. Nhưng mà đôi lúc nó hơi đắng đắng xíu. Ok, cảm ơn em. Dạ. Sao vậy con? Sao con cho ta ngọt ngào xong con cho miếng đắng đọc lại là sao con? Không, con thấy sô-cô-la cũng sữa không mà chắc cũng không có đắng lắm mà con. Dạ. Hai đứa nó cũng hợp nhau ghê nhờ, đứng sát nhau chú coi coi. Dạ. Rồi. Xứng lắm á Linh. Cao ghê, bộ xứng ghê á. Thường thường Dung làm công việc là mình có làm ca hay là mình làm theo giờ hành chính ha? Dạ, tại vì công việc của em là làm theo ca. Làm theo ca. Dạ. Mà thường thường làm ca tối. À, làm ca tối nhiều hơn. Dạ. Thì một tuần mình có khoảng, có nghĩ là mình ốp một ngày mà phải không? À, dạ không có ốp, nhưng mà thường thường vì tình yêu nên em sẽ ốp. Em có thể đăng ký lịch bận được. Đôi lúc gấp thì em cũng có thể sắp xếp nhờ người làm được. Tình hình này chắc tôi nghi nó chuyển qua bắn sữa luôn á. À, em thường có hay đi du lịch không? Dạ lúc trước là có, nhưng mà dạo này thì hết rồi anh. Tại vì công việc nó nhiều quá. Dạ. À, đi bằng xe máy hay đi bằng máy bay hay xe đạp? Dạ em thì em thích đi xe máy. À, nhưng mà chưa có ai đi với em hết. À. Dạ xưa giờ là chưa. Thì anh cũng rất là thích đi du lịch bằng xe máy. Dạ. Thì hôm nào có dịp thì mình đi chung. Dạ. Cái công việc của anh hiện tại á, thì anh đang làm bên quận nhất luôn ạ. À đúng rồi, anh là ở đường Lê Thánh Tôn. Mình hẹn hò sao đó lần đầu tiên. À, cái đó chắc là bí mật hai chú Quyền Linh. Không có, phải hỏi ý kiến là lãng mạn. Em thích lãng mạn hay thích ở thành phố Hồ Chí Minh hay đâu đó? Dạ không, tại con nghĩ là thường thường các bạn mà hay khóc này nọ thì sẽ thích lãng mạn nhiều hơn. Đúng rồi. Dạ. Mình gặp mình chỗ nào phun mưa đó, giữa trưa nắng mưa xối xả vậy đó. Hồi nãy anh gặp em á, thấy em lần đầu tiên á thì cảm giác của anh sao? Thấy em như thế nào? À, cảm giác đầu tiên thấy em hiền, rất là hiền luôn. Dạ. Rồi cao nữa. Dạ. À, anh cũng ít gặp những người bạn gái nào cao lắm. Dạ. Vậy là có đúng cái kết luận là con thích hay không? À dạ con thích à. Đó thì con phải nói cho bạn vui chứ. Còn em có cảm nhận gì về em? Em thấy cảm nhận đầu tiên là em thấy anh có vẻ là người ấm áp. À, với lại nói chung là tiêu chuẩn của em thì đơn giản là cao hơn em thôi. Là đúng rồi. Ủa? Còn tiếp thế thì mình phải tìm hiểu thêm. Nhưng mà con có cảm nhận là bạn này sẽ là người quan tâm con không? Chắc là được á. Đúng không? Dạ. Có quan tâm không? Dạ. Nói có đi, khẳng định cho người ta biết. Dạ có cô. Đó.
em hay khóc á, hay khóc nhẹ lắm, nói cái là em khóc. Anh cũng đang tính nói nè, là thật ra là anh rất là sợ những người mà phụ nữ khóc. Nói chung là mình sẽ cố gắng làm cho không khóc nhau thôi. Dạ. Có làm nó cũng khóc rồi con ơi. Hai bạn để tay vào nút bấm, tất cả hướng mắt về phía trước. Chúng ta có 30 giây suy nghĩ. Rồi. Thích thì bấm. Con nhìn kìa con. Con nữ. Không thích nữ thì nhìn thôi. Kìa Dung. Dung nhìn lên đi Dung. Ôi nào. Nếu bộ, cảm giác đây là một nửa yêu thương của mình thì mình bấm lên. Được rồi đó. Con đang đứng đến nắm tay với nhau đi. Được rồi. Như vậy là nắm tay nhau đi. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Bây giờ xin phép hai bác Dung cho đặt nụ hôn đầu tiên lên má của Dung đi con. Tham gia chương trình này nó có cái đặc quyền đặc lợi đặc đó đó con. Ừ. Đúng rồi. Dạ con cũng xin phép hai bác là cho con đặc quyền của con Dung cho con. Dễ thương hay sao ha. Bây giờ con móc tiền ra con bỏ vô bóp. Dạ, cái bóp con ở bên biên tập giữ. Biên tập phải chú cho mượn nè. Chú cho mượn. Còn ai nhớ trả nha. Có nhiều bỏ nhiêu, bỏ vô bóp. 5.000 cũng được. Chú còn có 5.000 tội nghiệp. Chừng nào đám cưới trả lời chú nha. Coi như đám cưới chú khỏi đi tiền con. Dạ, cũng được chú. Trời ơi. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng Thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một bình thủy điện BLK30FLVKTVN. Hẹn giờ đun tiết kiệm điện năng, hệ thống bơm rót nước điện tử, màn hình hiển thị LCD, cảm biến cạn nước, chế độ tự vệ sinh bình. Hãy nắm tay nhau, đừng buông tay ra. Gặp cặp đôi đúng thứ rồi. Hai luôn đi. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp cặp đôi thứ hai. Hy vọng rằng sẽ vui như cặp đôi đầu tiên nha. Xin mời. Mở đóng rào. An toàn hiệu quả có sẵn trong nhà. Trẻ chống ho cảm dùng ngay ít nhi. Thêm nữa là phải biết yêu thương, chia sẻ. Đi ở đám đông thì ôm eo của em luôn cái tay ra sau á. Ôm ôm ngang hông á. Trời ơi vậy đó hả? Tay. Dạ đúng rồi em thích vậy. Trời lãng mạn vậy. Được không? Được không Trung? Dạ cái đó là cái em thích. Cái đó là cái em thích. Em thích. Vậy là hay quá. Hai người này là cùng sở thích rồi đó nha. Mời nhà trai. Hai. Mời nhà đem trai. Rồi xin mời nhà gái. Bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi. Mình giới thiệu lớn lên cho đối phương cùng nghe nha. Mời bạn nam giới thiệu đi. Em xin chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân và chào tất cả mọi người trong khán đài. Em là Lê Trọng Trung. Em năm nay 39 tuổi. Em làm nghề lái xe. Sinh sống và làm việc thì tại Bà Rịa Vũng Tàu. Dạ em xin. Trung 39 tuổi. Dạ. Xe gì vậy, Trung? Dạ lái xe tải. Mời nhà gái. Dạ chào chị Hồng Vân. Chào em. Dạ chào anh Quỳnh Linh. Chào bạn nam bên đó. Chào quý vị khán giả. Em họ Hương tên Mỹ. Em 38 tuổi. Công việc. Công việc của em là tài xế luôn. Em là lái xe. Ồ vậy đó hả? Ồ em lái xe ở đâu? Dạ em chạy xe ở Sài Gòn này luôn. Nhưng mà trong cái giống như là xe của mình hay là taxi hay là công ty nào đó hay như thế nào? Dạ xe của em. Ồ, vậy đó em chạy dịch vụ. Chạy dịch vụ ngoài dịch vụ ra em còn chạy taxi công nghệ. Ờ vậy đó hả? Rồi. Mà em chạy đường trường không hay gì? Dịch vụ em đi gần hết đất nước Việt Nam rồi. Ồ vậy hả? Em chạy xe đi gần hết đất nước Việt Nam rồi. Hay quá ha. Vậy là hai bạn có thể đi khắp nước được đó. Nhà gái cho biết điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Dạ em thì vui vẻ, hòa đồng, cũng biết yêu thương, cũng biết chia sẻ, biết lắng nghe. Em có thể chạy được rất là nhiều loại xe. Em bằng gì? Dạ em dấu D. Dấu D hả? Cà dữ à. Chàng trai dấu gì? Dạ dấu xe. Thua rồi. Ủa dấu xe tôi dấu D hả? Thua dấu D. Trời ơi phụ nữ ta dấu D. Dễ sợ không? Rồi giờ điểm yếu của mình là gì nè? Em không biết nấu ăn, với lại em rất là nam tính. Em... Trời ơi chết rồi, run quá. Lái dấu đề là dữ rồi đó. Tôi thi dấu đề hoài không đậu đó. Cần ngủ nước không? Lại nước. Rồi bạn trai.
Điểm mạnh của em thì nói chung là em là một người hiền. Em thì không có tứ đội tưởng. Em thì nói chung hát không hay nhưng mà thi thoảng vẫn hát. Hay hát đúng không? Dạ. Mà có thật xấu gì không Trung? Cũng có lúc cũng hơi hiền, quá hiền. Chào em. Em chào chị. Ừ. Bên tôi á, chắc là lần đầu tiên tiếp xúc với một không khí như thế này. Vậy mà nói lá dâu đê. Thì đó, nhưng mà người ta quen trên cái được tay lái rồi. Coi như đang ngồi lái xe đi. Cho nên người ta bị khó thở luôn á. Khó thở luôn hả? Còn nghiệp vậy? Ừ. Chúc nha, nếu mà gặp cái mà khó thở là mình sẵn mình làm y tế luôn nha. Dạ vâng. Hô hấp nhân tạo. Trời ơi, chào dạ, cô gái lái dấu đê. Ờ, đó. Tôi nghe dấu đê là tôi ấn tượng rồi đó nha. Thường phụ nữ lái dấu bê tới dấu xê là hết rồi. Dạ, nhìn ngoài đường không sao, nhìn cây cối phong cảnh không sao, nhìn máy quay nó không máy quay nó thoải mái. Dạ, máy quay mất hồn đúng thì không thì coi như máy quay là cây cỏ gì đi. Tính tình của em là nam tính nè, rồi thì đó là em mạnh mẽ. mạnh mẽ đúng rồi. Thật ra là ai bạn nam nào cũng thấy không có chở che được, với lại cũng hay dễ bị xúc động, coi phim hay đọc sách đọc báo hoặc là đi nhìn ngoài là ngoài xúc thấy động. Em dễ bị xúc động, em không thích bạo lực. Thật ra là nếu mà nhìn thấy mà cảnh bạo lực là em bị khó thở. Trường em đi. Có mấy mối tình rồi? À, có mối tình đầu là em nhớ nhất 7 năm, nhưng mà tụi em ít gặp nhau lắm, tụi em toàn yêu xa thì ra viết thư thôi mà. Trời ơi. Rồi còn lâu, mối lâu tình thứ nhì nào không? Dạ thứ nhì thứ ba thì cũng có nhưng mà không có được bao lâu ấy. À, đại đa số là mấy bạn đó là ghen với lại không thích gì đó mà không nói ra. Ví dụ nói đi đón em thì tới rồi, thì em tới đó rồi thì bạn nó tới mà không nói. Ví dụ bạn núp đâu đó thì bạn theo dõi em sao coi em đi với ai hay là mình gặp gỡ gì không, rồi sau đó bạn mới ra. Em không thích điều đó. Dạ, với là càm ràm hay càm ràm cái vấn đề gì mà qua rồi là thôi, em không thích nhắc lại mà mấy bạn cứ nhắc đi nhắc lại, em không thích điều đó. Em như một cái mối tình 7 năm này không có gửi mail viết thư không vậy đó hả? Viết thư tay không à? Em có giữ, còn giữ thư không? Dạ còn. Vậy là còn yêu hả? Dạ không, em thích lưu giữ kỷ niệm. Bây giờ với những cái thư tình đó, ví dụ như bạn gái mà đưa cho em đọc, em có đọc không? Đọc. Dạ đọc chứ ạ. Em có mấy mối tình rồi? Nếu mà yêu mà đến mức sâu đậm thì chắc là chưa. Mới mém mém tí rồi đã. Mém mém tí hả? Vâng. Tức là khoảng bao nhiêu lâu, yêu bao nhiêu lâu? 3 đến 6 tháng. Trời ơi, yêu 6 tháng vậy đó. Không sâu đậm mà có hung gì chưa? Dạ chưa hơn ạ. Trời ơi, đàn trai chưa bao giờ hung cô gái nha. Hôm nay gia đình mình được của nha. Mình là... Bây giờ bên nhà gái cho đàn trai biết là bạn muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Đầu tiên là em muốn là bạn phải cao 1m7 trở lên. Chắc cũng gần tới rồi. Với lại sạch sẽ, gọn gàng, với lại không có càm ràm. Ủa bộ biết... em gặp đàn ông dơ ở dơ vậy lắm hả em? Không phải nhìn, không phải dơ không dơ, nhưng mà em nhìn thấy mà tướng mà luộm thuộm em không thích anh ơi. Tức là không cần hàng hiệu nhưng mà nói chung là phải sạch sẽ thơm tho. Yên tâm, người đàn ông bên đây mặc dù lái xe tải nhưng mà tưởng đâu lái S500 không, Mercedes không. Dạ, chứ thêm nữa là phải biết yêu thương, chia sẻ. Đi ở đám đông thì ôm eo của em á, luồn cái tay ra sau á, ôm ngang hông á. Trời ơi, vậy đó hả? Dạ đúng rồi, em thích vậy. Trời, lãng mạn vậy. Được không? Được không Trung? Dạ, cái đó là cái em thích đó. Cái đó là cái em thích. Em thích. Vậy là hay quá. Hai người này vậy là cùng sở thích rồi đó nha. Phải nói chung là thật thà thẳng thắn á, đừng có nói vòng vo bắt suy nghĩ nhiều, em không Rồi. Em không nghĩ được, không nghĩ được. Trung thấy đáp ứng được bao nhiêu phần trăm bên nhà gái? Em thấy chắc đáp ứng 90%. Còn Trung, Trung muốn người phụ nữ tương lai của mình như thế nào? Nói chung em thích những người phụ nữ không có nóng tính. Cô bên kia thấy cũng gọi là nhẹ nhàng lắm. Em có nóng tính không em gái? Dạ em nóng tính anh ơi. Nóng lên làm gì? Là em nói luôn, đôi khi em không có nhìn được cảm xúc của bên kia, em không thích gì là em nói liền luôn, em nói ngay luôn, em không có suy nghĩ, nhưng mà sau này nghĩ lại thì cũng thấy tội bên kia. Rồi gì nói chung? Nói chung là em thích những người phụ nữ là biết chăm lo gia đình. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi rồi mình tiến tới nào. Nhà gái đi với ai? Em đi với má nuôi của em với lại mấy anh chị. Rồi xin mời nhà gái cho ý kiến ạ. Chào chú Linh và cô Hồng Vân. Chào các khán giả. Thì con gái Mỹ tôi thì mạnh mẽ, cá tính nó thẳng thắn. Nhưng mà cho nên là tới bây giờ ba mấy chưa có lập gia đình. Còn về mà điểm tốt á thì con gái tôi thấy nó vậy á, chứ nhưng mà nó có lòng nhân hậu lắm, thương người hòa đồng. Theo mẹ nãy giờ thì mẹ thấy cậu này thì ngoại hình thì cũng được,
Về mà nghề nghiệp thì nó cũng phù hợp với lại con. À, thì bây giờ mẹ thấy tốt. Được. Rồi, cảm ơn. À, em trai đi với ai? Dạ, em đi với ba của em. À, kính chào Quyền Linh, đẹp trai. Kính chào Hồng Vân, xinh gái. À, kính chào tất cả các vị khán giả. Tôi là ba đẻ ra Trung. Nhưng mà nói về Trung á, thì thực ra thì cũng được cái siêng làm, mà cũng có rất nhiều cái tài vật, chịu khó, cũng có thể là nội trợ cũng tốt đấy, vì ở độc lập cũng nhiều rồi. Còn con về gái á, thì khỏe, công việc ổn định, sinh gái, điều kiện công việc có vẻ cũng tức là đi nhiều nơi, nhiều chỗ thì chắc là kinh nghiệm, và đồng thời gia đình có thể cũng rất ổn. Người phụ nữ là người của gia đình mà tốt nữa. À, hỏi thêm, tức là cái nội trợ của con thì bây giờ cái hỗ trợ, cái nội trợ làm sao? Đại đa số con ăn ở ngoài thôi, con không biết nấu ăn. Rồi lái xe mà. Rồi. Cái nghề giờ... này cũng mệt, nghề này lái xe suốt rồi chắc. Đúng cũng rồi, có thời căng gian thẳng. Nói thực đâu đi cũng hợp cái thời này thôi. Còn cảm ơn khán giả rất nhiều. Rồi, cảm ơn chú. Rồi, cảm ơn. Nãy em nói em hát được đúng không? Dạ. Giờ mở ra rào ra là vừa tặng qua vừa hát luôn nha. Dạ. Hát bài gì vậy? Hát bài em quên luôn cái tên. Trời ơi, quên cái đề luôn hả? Em hát một đoạn trong bài hát là Tâm Hồn Sao Động. Rồi, thôi mở rào. Có gì hô hấp nhân tạo nha. Dạ. Khó thở nữa nha. Khó thở là bên kia tao hô hấp ráng chịu đó. Dạ vâng. Bắt đầu tiến tới. Dạ, dạ chào anh. Hát luôn. Chào em. Anh có món quà tặng em. Dạ, yeah, cảm ơn anh. Món quà dễ thương quá. Anh tặng em mà bông lan. Dạ. Yeah. Anh xin hát một đoạn. Rồi hôm nay không là mưa, vòng tay em dù anh làm thơ. Anh biết bây giờ, anh biết bây giờ anh đã yêu. Yeah, hay quá. Mình tặng quà. Dạ em tặng anh cuốn sách với cái thiệp. Em hát tặng anh ấy một bài đi. Đến với chương trình em sẽ hát bài Vết Son Trên Áo. Khi đang ngồi chơi trong quán ăn, anh kêu rằng anh muốn đi, đi mua một bao thuốc lá thơm bên ngôi chợ ngay góc đường. Anh ra đi sao thấy hơi lâu, đi qua 30 phút hơn. Khi anh vô trong mắt anh sao thấy có những nét dối gian. Kì son môi trên áo anh, thì ra anh đã dối em. Kì son môi trên áo anh, nhìn xem em không nói thêm. Đã biết thế chớ trách sao em không yêu anh đâu. Vết son môi in trên cổ áo, chẳng thèm anh nữa đâu nha. Yeah. Chúng ơi, chúng nắm tay đi. Tại vì bạn này là tay bạn lạnh, bạn đúng run rồi dữ lắm. Nắm tay đi. Đưa qua anh cầm thôi. Dạ. Nắm hai tay cảm nhận lần đầu gặp cô gái dấu đề thì sao? Nhìn thẳng đi. Em không biết nói vậy đâu. Cảm nhận lần đầu tiên sao, nói đi. Nói chung lên đây thì thấy bạn gái thì nói chung mình cũng có một chút cảm tình ban đầu. Dạ, cảm ơn anh. Thì nhìn em rất là xinh. Cảm ơn anh. Tối nay mất ngủ rồi. Anh mong là mình sẽ có cơ hội tìm hiểu nhau. Dạ. Dạ. Nhìn thẳng vô mắt ảnh coi. Coi có tươm tất nè, sạch sẽ, gọn gàng nghe muốn không? Dạ, nói chung là cũng được. Được là sao, nói cứ được sao? Nhìn thì cũng gọn gàng, cũng sạch sẽ, cũng đẹp trai. Nói chung là em thấy anh hiền, mà biết anh có hiền không? Anh có gia trưởng không? Anh thì không gia trưởng. Ok, vậy được rồi. Yêu em thì nói chung là cuộc sống của em với anh thì lúc nào ấy, trong nhà gia đình thì anh cũng mong rằng là mình luôn vun đắp tình yêu. Yeah. Vì nhau để sống làm sao mà cái được tạo được một cái gia đình hạnh phúc. Nói thế giờ anh có muốn có con gì cũng nói luôn đi. Anh mà đến được với em thì anh muốn thời gian nó ngắn một chút, muốn có baby liền. Vâng, đúng rồi. Vậy em cũng muốn có baby liền. Nếu mà chúng mình cưới nhau thì có xin 4 baby. Xin 4 baby. Em thích con nít. Thật ra là nếu mà được thì mình đến với nhau thì mình xin 4 baby, nếu không thì 3 đứa cũng được. Mỹ, em có áp lực không Mỹ? Bây giờ người ta là hàng còn nguyên thùng đó. Dạ không sao. Bây giờ trước khi về ghế ngồi, hai người thử ôm nhau một cái coi cảm xúc nó sao nào. Chung. Ôm. Ấm không? Mỹ. Mò cái tay qua gì đó.
cái tay qua eo đó em. Nói chừng nào đi á, đi đâu thì thử em thích là qua eo cái vòng tay eo qua vậy nè, đó không? Đó, cái đó, đúng, đúng rồi, đó. Vậy là đi đâu đó. Đúng chúng. Dạ được ạ. Thấy tim mình có sao động gì không? Dạ cũng quá dao động luôn. Mình hẹn hò làm sao? Bởi vì người ở Vũng Tàu nha. À, tại vì em có phương tiện cá nhân thì ra là nếu mà muốn gặp thì cũng thể đi được, sắp xếp thời gian được, tại vì em là làm việc tự do. Hẹn hò thì nói chung anh thì sở trường là anh thích đi phượt. Dạ. Thích đi mô tô. Anh có xe hả? À, xe máy hay xe mô tô? Ừ. À ok, em thì không có. Nếu mà đi du lịch, em thích đi du lịch. Ừ. Em đi gần hết đất nước Việt Nam rồi, nhưng mà đại đa số là em chở khách đi thôi, hoặc là đi với gia đình, chứ còn đi một mình là em không đi. Vậy bây giờ anh em muốn anh chở nó đi. Dạ đúng rồi, bây giờ. Có giờ em chở người ta không hả? Tại là lâu lắm rồi em cũng không có chạy gắn máy, ra là bây giờ em cũng thích, cũng muốn có được cảm giác chạy gắn máy ở ngoài đường, dạo phố cũng thích thế. Dạ. Vậy thì sao chúng? Sắp tới thì anh hy vọng là anh sẽ có cơ hội thì chở em đi chơi. Dạ, cảm ơn đi anh. Bằng mô tô thì anh chở thì em ôm anh, và nếu mà em chở thì anh sẽ ôm em. Ok. Chắc chắn rồi. Thì nói chung thì bây giờ anh đang ở Long Điền, Bà Rịa, Vũng Tàu, thì anh cũng có nhà có đất rồi. Ừ. Thì nếu mà mình mà về thì có thể về Bà Rịa, Vũng Tàu ở với anh. Dạ. Dạ được anh, em về đó ở được. Tại ở Bà Rịa, Vũng Tàu cũng có người nhà em gì đó nhiều lắm. Em gái của em ở đó, bé Út. À vậy vậy khỏe rồi. Dạ. Để tay nút bấm. Để tay vô nút bấm đi, đó. Thấy được là bấm luôn, phải đếm luôn. Và đằng sau đó cưng. Phải đếm luôn nha Linh nha. Đếm, đi. Đếm luôn nha, nè, 1 nè. Rồi. 2 nè, 3. Bấm. Đấy, cạch cạch luôn. Thôi vô. Bây giờ chính thức rồi đó nha. Dạ. Yeah. Anh thấy là Trung cũng hiền. Mà thật sự em cũng là con gái phụ nữ, nói chứ cứng cáp chứ cũng yếu đuối lắm á. Khó thở. Dạ. Nụ hôn đầu tiên đó nha. À, con xin phép má nuôi cho con được hôn Mỹ. Ôm chặt vô. Mạnh vô. Bình. Rồi, Mỹ làm lại đi. Máu mạnh mẽ lên, bắt đầu hai bên luôn. Bên này nữa. Cũng chán luôn. Để ôm nắm chặt tay nhau. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một bình thủy điện BLK30FLVKTVN. Hẹn giờ đun tiết kiệm điện năng, hệ thống bơm rót nước điện tử, màn hình hiển thị LCD, cảm biến cạn nước, chế độ tự vệ sinh bình. Chúc hai bạn sớm về chung một nhà. Tôi khóa dù khó thở nè. Một ngày thật đẹp và hy vọng rằng họ sẽ cùng nhau nắm tay nhau đi suốt quãng đường còn lại, thưa quý vị. Cảm ơn nhãn hàng Toshiba đỉnh cao chất lượng Nhật Bản đã đồng hành với chúng tôi. Chương trình được phát sóng vào lúc 15:20 chủ nhật và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn xem bạn muốn hẹn hò trên ứng dụng truyền hình NetClub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem bạn muốn hẹn hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. À, bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Hồng Vân và Quyền Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được dựa theo format kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản, được phát sóng vào lúc 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Với sự tài trợ của nhà hàng Mắc He, viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc. Mắc He là sản phẩm số 1 về điều trị rụng tóc và kích thích mọc tóc nhanh do người tiêu dùng bình chọn năm 2018. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ ngay và liền cặp đôi đầu tiên. Mắc He cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không mọc tóc sau 3 tháng sử dụng. Cái thời điểm mà đôi khi mình trong công việc á chị, mình stress nặng á, thì đôi khi hai người cãi nhau thì có thể mà hơi to tiếng một xíu. Có đánh người không em ơi? Bạn kia bạn họ có đánh người không chị? Không, dạ không đâu anh. Em trai, hôm nay mới tình rồi.
Anh hỏi chính thức hay không chính thức? Vậy hết cũng được. Để em đến. Để em đến. Mời nhà trai. Rồi, chào em trai. Xin mời nhà gái. Bây giờ thì bạn trai, bạn hãy giới thiệu lớn về mình cho bên nhà gái cùng nghe nha. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào em. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Em chào bạn nữ, em chào khán giả trên trường quay. Em tên là Nguyễn Hồng Ân, năm nay em 37 tuổi. Em đang ở quận 3. Hồng Ân làm gì? Dạ, em đang là kinh doanh tự do. Em có mở một cái pet shop là bán đồ cho thú cưng. Và em có một đầu tư một vài nơi. Rồi, chúc mừng luôn. Quê Hồng Ân ở đâu? Em sinh ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh luôn. Dạ, mời nhà gái. Dạ, em chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào bạn Nam và chào toàn bộ quý vị khán giả ở đây ạ. Em tên là Cao Thị Diễm Hương. Năm nay em 28 tuổi. Em đang làm giám đốc sàn của một công ty bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh. Em sinh ra tại Bến Tre và hiện tại đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Ân cho nhà gái biết khuyết điểm, ưu điểm của em đi. Ưu điểm của em là em nấu ăn cũng ăn được, có chí cầu tiến. Em không uống bia, em vẫn nhậu với về công việc. Cũng nhậu đều đúng không? Vẫn uống nhưng mà em không có thường xuyên. Và em không hút thuốc ạ. Dạ, nhược điểm của em thì em hơi nóng tính, dễ tin người. Rồi. Ưu điểm của em là có tài ăn nói và có khiếu kinh doanh. Ngoại hình cũng dễ nhìn một xíu. Còn nhược điểm thì tính của em hơi nóng. Cái cá tính mình khá là mạnh. Nóng nhất của em là cỡ nào? Nói chung thì trong cuộc sống này thì nó có nhiều cái việc xảy ra đó. Thì nóng nhất là cái thời điểm mà đôi khi mình trong công việc á chị, mình stress nặng á. Thì đôi khi hai người cãi nhau thì có thể mà hơi to tiếng một xíu. Hơi to tiếng thôi đúng không? Dạ. Em trai có mấy mối tình rồi? Anh hỏi chính thức hay không chính thức? Vậy hết dạ, cũng được. Chính thức thì em đâu đó chắc cỡ 4-5 mối tình. Còn không chính thức khoảng nhiêu? Để em đếm. Để em đếm. Chắc là chắc nhiều lắm á. Vậy thì cái mối tình chính thức nó dài nhất là bao lâu? Dài nhất của em là 2 năm ạ. Ngắn nhất là nhiêu? Dạ, ngắn nhất là 6 tháng. Vậy thì em rút một kinh nghiệm, em thiếu sót điều gì trong tình yêu? Cái vấn đề chính của em khi mà em trải qua nhiều mối tình thì em mới nhận ra một điều là do cái đối tượng mà em quen á, em yêu sai cách. Có nghĩa là em sẽ dành thời gian cho họ rất là nhiều và em đầu tư rất nhiều về tất tần tật mọi thứ, nhưng mà ngược lại thì em lại không nhận điều đó. Còn có một mối tình thì là em bị người ta cắm sừng. Nói chung là cũng đang long đong lận đận về đường tình duyên đúng không? Ngày hôm nay em ngồi đây á là do là em cảm thấy là những cái gì vừa qua là mình đã chơi đủ rồi. Và em muốn xác định lại một cái gì đó cho nó nghiêm túc và lâu dài. Còn một cái lý do nữa đó là về phía mặt mẹ của em. Dạ. Sao? Mẹ sao? Tại vì mẹ em bị bệnh á. Dạ. Tại vì em biết là cái khắc khoải của mẹ em khi mà em ở cái tuổi này rồi mà em chưa có ổn định. Em thương mẹ em lắm. Rồi thôi bây giờ để mình nghe cái chuyện tình yêu của bạn gái bên đây đi ha. Dạ. Em trải qua 4 mối tình chính thức, đa phần là kéo dài là từ 3 cho đến 5 năm. Trời ơi. Lấy hết cả tuổi xuân của em rồi còn. 20 năm yêu đương đó hả? Tại sao lại chia tay? Chia tay cũng nhiều lý do, là cũng có thể là do tìm hiểu cũng quá nhiều rồi thì cũng ra được nhiều cái điểm mà nó không phù hợp với nhau. Tính cách thì đôi khi em đòi hỏi hơi cao. Là bạn phải đủ trưởng thành, đủ chững chạc. Ok. Em cho chị biết cái cụ thể là cái mong muốn của em về cái người bạn trai của em như thế nào. Thực ra cũng không cần quá đẹp trai, thì ít nhất cũng phải có một chiều cao từ 1m7 trở lên. Ngoại hình ưa nhìn một xíu. Còn nếu mà xét về tính cách thì em mong muốn tìm được một người đủ bản lĩnh, đủ trưởng thành và chững chạc. Hơi phải khéo léo, tỉ mỉ một xíu. Còn về tài chính thì sao? Về tài chính thì thực ra thì chỉ cần công việc ổn định là được chị. Tại vì bản thân em có thể làm ra tài chính. Em độc lập về tài chính. Đúng rồi, em độc lập về tài chính. Em cũng không quá khắt khe về bạn nam phải giàu có hay như thế này kia. Hai người cùng xây dựng nó sẽ tốt hơn là một người. Dạ đúng rồi. Bạn trai, mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Cao ráo, xinh một chút, biết quan tâm chăm sóc, biết chia sẻ, dành thời gian, biết
phân bổ giữa công việc và gia đình. Vừa rồi á, thì em thấy cái đòi hỏi của bạn nữ như vậy thì em thấy mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Dạ, chắc được khoảng, về ngoại hình chắc em được khoảng 60% thôi. Về tính tình thì em nghĩ là em có thể đạt được khoảng trên 80%. Ok, dạ. Đó, vậy là yên tâm rồi. Cho xem mắt gà gái. Dạ, đây ạ. Anh Linh. Rồi, chào em. Dễ thương ha, xinh xắn ha. Giỏi giang nữa. Giỏi nữa. Giám đốc sàn của một cái công ty giao dịch. Mua để bất động sản bán được không em? Thật ra trong dịch bệnh thì chuyên môn của em là chuyên về nghỉ dưỡng. Thì dịch càng dịch thì nghỉ dưỡng là bán càng tốt. À dạ. Dạ. Tí em mời anh chị xuống resort của em luôn ha. Rồi. Em không thích đàn ông ở điểm nào? Trước hết thì em không thích đàn ông gia trưởng. Ừ. Độc đoán, em cũng không thích hút thuốc. Còn em không thích phụ nữ điều gì? Em không thích phụ nữ hay nói đi nói lại một vấn đề. Không được đâu em. Không thích cũng phải thích thôi. Không thích cũng phải thích thôi. Người có kinh nghiệm có khác anh? Ừ, anh là kinh nghiệm rồi, thấy ai cũng vậy. Hỏi ký người thân đi. Ừ đó, em đi với ai? Dạ, em đi với mẹ và em trai ạ. À, xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và quý khán giả trong trường quay ạ. À, tôi là mẹ của Diễm Hương. Tôi là người ở Bến Tre thì được hai đứa con. Thì con Diễm Hương là con gái trưởng, còn đây là con gái ở con trai kế. Xét qua thì thấy bạn trai bề ngoài thì tôi cũng chịu, cũng đồng ý. Còn bên trong thì thật sự để muốn cho hai con nó tìm hiểu với nhau, chứ còn nhìn cái bên trong thì tôi không có đánh giá được. Thấy bạn trai nó có cái nhu cầu là muốn con gái của mình nó dành thời gian để lo cho gia đình, thì cái này tôi cũng xin thưa. Thì con tôi là cái công việc nó đã giới thiệu nó rồi đó, công việc rất là bận rộn và áp lực, nên đôi khi không có thời gian để nó dành công việc về cho gia đình. Thì lúc đó mình sẽ sợ là bên nhà trai họ có cái nhu cầu nó không được thỏa mãn thì mình cũng sợ. Mình nên đính chính cho nhà trai chút xíu. Nên nhà trai nó là cân bằng giữa gia đình với công việc thôi. Nói là nói chứ cũng tới chừng có gia đình rồi thì cũng biết lúc nào bán đất, bán nhà, lúc nào coi gia đình. Không lo điều đó ha. Dạ. Nói chung là nghề bất động sản ai cũng hiểu, nhiều khi đêm không ngủ, ngày quên ăn luôn đó. Dạ. Lúc bán được thì nó nhịn ăn cũng vui nữa mà. Mẹ yên tâm đi mẹ, con gái mẹ bạn. Cũng lo lắng thôi. À, em đi với ai? Dạ, em đi với mẹ em với lại là... À, bên đây có mẹ nữa. Xin kính chào hai MC, hoạt bát vui vẻ. Tôi là mẹ của cháu Hồng Ân. Cháu Ân vừa rồi thì nó cũng nói về cái bản thân nó thì là đúng là thật sự như vậy. Quen rất nhiều, nhưng mà không có đi đến đâu hết. Nó không có theo được như ý mình. Tại vì cái tuổi trẻ bây giờ nó theo ý tụi nó. Nhưng mà được cái là... cháu quen là cũng đâu ra đó đoàn hoàng, khi chia tay cũng rất êm đẹp. Với tôi thì tôi chỉ yêu cầu là cái xinh xắn, cái tài giỏi, cái ấy ai cũng cần, nhưng với tôi cái đó là phần phụ thôi. Tôi chỉ cần một cái người mà thật sự yêu thương nhau, đến với nhau, đem hạnh phúc đến cho nhau là quý rồi. Cô chỉ cần như vậy thôi. Yeah. Rồi, biết lễ phép, biết trên biết dưới. Yeah, đó, đúng rồi. Bà mẹ nào cũng cần như vậy thôi. Hi, ok đó. Mở rào đi ông ơi. Trời ơi, mở rào. Trời ơi. Là em có món quà gửi anh. Rồi. Cứ bình tĩnh nào, mở quà ra nào. Rồi anh mở trước anh. À, đây là hai quyển sách mà em tâm đắc nhất. À, là quyển Đắc Nhân Tâm và quyển Quản Lo Audi và Sống Vui. Dạ, một cái túi sách rất là dễ thương ạ. À, em còn một cái món quà nữa là về tinh thần. Em đợi xíu ha. Dạ. Mình chơi một tí trò chơi cho nó thư giãn. Ừ, vậy đi. Dạ. Cho cuộc sống nó vui vẻ cưng. Dạ rồi. Đây là cái tiết mục mà anh chưa có diễn với ai bao giờ. Ok, bây giờ thì em sẽ nói anh dừng chỗ nào, anh sẽ dừng chỗ đó. Ha. Dạ. Ok, dừng. Rồi dừng rồi đúng không? Thì anh sẽ lấy cái lá này là lá của em đã chọn. Ok. Ha, em rút ra đi. Rồi em sẽ cho ở dưới xem và không cho anh xem, có thể cho hai MC xem. Sau khi xem xong, em hãy xé nó ra làm 4. Tại vì anh hay ăn gian lắm, lỡ như anh nhìn qua anh thấy, hiểu không? Anh Quyền Linh xem, anh Quyền Linh thấy chưa ạ? Thấy rồi. Thấy rồi, dạ rồi. Anh xé phải cầm nó lắm đó. Rồi. Được rồi. Em lấy một mảnh ở đó, em đốt giùm anh và em bỏ cái cho đó vào cái ly. Rồi.
Rồi vậy được rồi em à. Mấy cái mà em có coi mấy phim trinh sát á, thì người ta sẽ lưu lại trong cái lòng mắt, khi mà người ta coi là cái nạn nhân á, cho anh nhìn em chút. Thật ra là em nhìn cho vậy thôi chứ, để ngắm người ta lâu hơn chút nha. Ok. Anh sẽ tìm ra cái con đó là con gì. Con đó có phải là con áp cơ không ạ? Đúng rồi đó. Vỗ tay đi ạ. Để kết thúc thì anh sẽ hát cho em nghe một đoạn ha. Khi gặp em anh biết sẽ không còn ai hơn nữa, không còn ai thay thế em trong giấc mộng. Mưa mù hay băng giá cũng không làm anh chung bước. Đừng hoài nghi tình anh em nhé. Ngày hôm qua đó tình mãi theo anh, theo mãi đến hôm nay ân tình vẫn đồng đầy. Và mai sau nữa yêu người càng đắm say, có ai hơn tình em. Một tình yêu, một trái tim cho em. Rồi đó. Vậy cái cô gái nhiều mối tình là đúng rồi. Thiệt á. Mai chỉ anh học cái này coi nha. Rụng rời á. Anh ơi cho em hỏi một câu nha. Em có thể kiểm tra. Em kiểm tra được cái bộ bài đó là bao nhiêu con không? À ok em. Kiểm tra đúng rồi ạ. Không phải kiểm, nên không, kiểm tra. Nên kiểm tra. Cái này dễ ha. Nên kiểm tra. Thật sự là nguyên bộ bài chỉnh chu nha quý khán giả. Anh sẽ nói một xíu là tại vì cái về cái công việc của em á, anh cũng rất là hiểu, do là cái mối quan hệ của anh cũng có nhiều bạn làm trong bất động sản. Anh sợ em chê anh thôi chứ anh không chê em. Dạ. À, thật ra thì em cũng chia sẻ một xíu về em ha. À, đôi khi công việc áp lực thì dĩ nhiên là trong cuộc sống mình sẽ có một vài lần cãi nhau, đó là chắc chắn rồi. Tuy nhiên trong cái lần cãi nhau đó là có đủ cảm thông cho nhau và hiểu cho nhau hay không, chia sẻ cái điều đó mới là quan trọng. Chứ là việc không thể nào tránh được cái việc cãi nhau rồi. Và khi tham gia chương trình này thì có mẹ và có các em trai đến đây nữa, thì em thật sự rất nghiêm túc. Rất nghiêm túc và rất mong muốn tìm được một nửa kia để mà cùng nắm tay nhau đi hết quãng đời của mình. Em là người có thể dung hòa được tất cả mọi thứ. Trong công việc, trong tình cảm và trong những cái mối quan hệ khác em đều dung hòa được. Quan trọng là giống như là một cái câu rất là nổi tiếng trên mạng á, là tôi sẽ đi ra Hà Nội nhưng miễn sao tôi có lý do á. Có nghĩa là khi mình đã có gia đình rồi thì chúng ta nên biết được là cái đích đến của chúng ta là gì. Một phần là công việc là kiếm tiền, nhưng mà cái hạnh phúc gia đình thì cái đó mới là quan trọng. Câu của em vừa nói nó đã giải đáp cho anh được cái câu là anh tìm được người biết cân bằng. Thực ra đối với em việc cân bằng nó không khó. Đó. Thì thật sự không có phải là không có người phụ nữ nào không biết đâu, mà người ta muốn hay không thôi. Muốn hay không thôi, đúng rồi. Hồi nãy em nói là cường bằng nam cao trên 1m7, anh không được 1m7 đâu. Nhưng mà anh sẽ có những cái anh bù lại được. À, ngoài cái chiều cao ha, đó là nghĩa đen. Thì em cần một cái chiều cao về nghĩa bóng. Nghĩa bóng chúng ta sẽ bấm nút thì anh biết được nghĩa bóng nó tới đâu. Rồi. Đã đến lúc chúng ta quyết định xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Hãy sẵn sàng. Sau 3 tiếng đếm. Rồi. Chuẩn bị nè. 1 2 3. Trời ơi, dạ. Đồng điệu dễ sợ luôn. Đồng ý hẹn hò hay nắm tay nhau? Xin phép nắm tay. Làm thủ tục đầu tiên là mình hôn vào má bạn gái coi nào. Chào con xin phép. Con xin phép em. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chúc tất cả mọi điều tốt đẹp nhất. Dạ. Hãy nắm tay nhau đi tất cả nơi nào chúng ta muốn. Mời dạ, các bạn. Em xin phép anh chị, em cảm ơn anh chị. Đây. Đó là những gì mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị. Cặp đôi đầu tiên họ đã bấm nút hẹn hò với nhau. Còn bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Tình duyên của Cưng sao nè? Nếu mà tính là được một mối tình là chính thức, dạ khoảng 8 năm ạ.
Lý do gì chia tay vậy? Quen lâu rồi, xong hiểu nhau quá rồi nên mỗi người một. Dạ, một mối tình đầu tiên là khoảng 6 tháng là hồi cấp 3. Rồi. Còn mối tình thứ hai là 7 năm. Trời ơi, tôi cũng yêu 7 năm luôn. Dạ. Trường kỳ ha. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Dạ. Okay. Bây giờ mình giới thiệu về mình chút xíu đi cưng. Chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh và quý vị khán giả. Con tên là Phạm Hồng Hoa, năm nay 31 tuổi. Dạ. Con đang làm cái gì ạ? Dạ, con làm kế toán. Vậy hả? Con làm ở đâu, quận mấy? Dạ, con làm ở quận 10 cô. Quê con ở Tiền Giang, Ngộn Đông. Tiền Giang là đồng hương với ông đó. Đúng Linh. Rồi, em trai giới thiệu cho bên nhà gái nha. Dạ, em chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân. Chào em. Và cả trường quay. Dạ, em tên là Nguyễn Quế Thành, năm nay em 32 tuổi. Nghề nghiệp của em cũng là kế toán. Kế toán luôn? Dạ. Hai này về tính toán giỏi lắm rồi. Em làm ở ngay chỗ quận nhất. Quê em ở đâu? Dạ, em người Sài Gòn. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em hả? Thì em có thể nấu ăn. Nếu mà so về mặt về công việc á, thì em hết nghiệp môi trường mới. Về mối quan hệ bên ngoài á, thì em có thể giao tiếp được tới tất cả mọi thành phần của xã hội. Và nói thẳng ra là tùy cơ ứng biến vào cái đối tượng mình giao tiếp á. Còn điểm yếu là có thể là cái giọng của em á, nó nói chuyện có thể không được như người thường. Nó hơi bị gọi là không rõ ràng. Và khi mà em mà vô một cái tình trạng mà em nóng tính quá, nó nhanh quá, em thì nói nhanh, không ai nghe rõ. Dạ đúng rồi. Đó là do cái bẩm sinh của mình thôi. Dạ đúng rồi. Nhưng mà anh nghe rất là rõ. Đúng, tôi chị nghe cũng rất là đúng rõ rồi. Nha em. Khi nào nó nóng lên nó nói không nghe không rõ. Tôi cũng vậy Linh, một khi cái cơn điên tôi lên là tôi bị cà lâm á Linh. Đúng rồi. Ừ. Mỗi lần Vân la lên Linh nghe không được gì hết. Thôi xạo quá, cuộc đời tôi la ông lần nào. Mời nhà gái. Dạ, điểm mạnh của em là cũng biết nấu ăn, trung thủy, độc lập. Dạ, điểm yếu là ít nói. Rồi bây giờ hỏi nè, tình duyên của cưng sao nè? Nếu mà tính là được một mối tình là chính thức, dạ khoảng 8 năm ạ. Wow, 8 năm, lý do gì chia tay vậy? Quen lâu rồi, xong hiểu nhau quá rồi nên mỗi người một. Trời ơi, quen nhau lâu quá, hiểu nhau quá chia tay. Cái đó cũng hay á, thường thường có mấy mối tình 9-10 năm đó cũng dễ chia tay lắm á Vân. Wow. Vậy bạn trai nhớ quen rồi, cứ sớm sớm nha, đừng quen 7-8 năm nha. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em cũng trải qua 2 mối tình rồi. 2 mối rồi. Dạ, một mối tình đầu tiên là khoảng 6 tháng. Là hồi cấp 3. Rồi. Còn mối tình thứ hai là 7 năm. Trời ơi. Trời ơi, cũng yêu 7 năm luôn. Dạ. Trường kỳ ha. Rồi, trong giai đoạn quen nhau á thì bạn nữ có đi công dạng mà hợp tác lao động nước ngoài á. À. Rồi thì sau khi về á thì giống như hai định hướng của hai người không có còn chung hướng nữa. Em muốn một mẫu hình lý tưởng thế nào không trai? Đối với em á, bạn nữ chỉ cần ưa nhìn, cách nói chuyện á, hoạt động với mọi người. Là đối với em là được rồi. Em không quan tâm về vấn đề cao hay thấp nữa. Đúng rồi. Tại vì mình sống là chỉ là về cái tâm mình như trước. Nhiều khi cao quá về cái nhổ nhà cũng vậy. Chứ là còn hiểu nhau. Đâu quay mặt đây tôi, dạ. tôi ngó coi sao. Bộ con gái cao đẹp mà. Có nhiều khi cũng không tùy cao, cũng đẹp vậy. Cũng tùy. Em không đòi hỏi luôn. Dạ không. Ừ, chỉ cần mặt ưa nhìn thôi. Ưa nhìn là được. Ừ. Tại vì bản thân mình á, mình cũng ưa nhìn, muốn người khác cũng ưa nhìn thôi. Ừ. Tự nhận mình ưa nhìn luôn, dạ. Đúng không? Ừ. Còn coi bên nhà gái tôi coi sao nha. Đã ứng được nhiều phần trăm bên nhà gái? Dạ, em thì bạn trai cũng ưa nhìn. Với cái tính em cần là trung thủy, đừng có lăng nhăng quá. 7 năm yêu một mối tình là biết trung thủy rồi. Em không thích đàn ông hút thuốc. Có hút thuốc không vậy cưng? Dạ, em không hút thuốc, giờ chỉ ăn chích kìa chị. Gì? Chích. Trời ơi, nói thiệt là người ta tin đó nghe. Không, em nghĩ là không hút thuốc thôi. Ừ. Chỉ còn chích thì nghe là hiểu là giỡn rồi. À, ừ, đúng rồi. Nhưng mà nhiều khi bên đây người ta nai lắm, người ta tin đó. Không, chích thì có chích lâu lâu cũng chích lần chứ. Có chích ngừa thì có, đúng không? Ừ. Bạn này hơi hề hước đó. Dạ. Bạn này bạn không quan tâm đến chiều cao luôn. Em lùng 1m45 cũng ok luôn. Như còn mình thì sao, mình có mong người ta cao không? Dạ, cao hơn em thì cũng tốt. Nhưng nhiều, mà... cao nhiêu nè? Em yêu nè. Dạ em 1m62. 1m62, vậy là bạn kia phải 1m65 đổ lên ha. Dạ. À, dư sức. Chào em gái. Dạ chào chú. Dễ cưng không? Dễ cưng ha. Hai người đã trao đổi nhau, thấy hai người này hiền nè. Mình hỏi phụ huynh. Đúng rồi. Coi các quý vị phụ huynh với gia đình nó coi suy nghĩ gì. Em gái đi với ai? Dạ đi với cháu ạ. Thôi rồi cháu dư sức. Hai em chào anh Quyền Linh, chào cô Hồng Vân, chào quý vị khán giả. Em là cháu của dì Hoa. Cháu thấy sao cháu? Em thấy bên anh bên đây cũng hiền, trầm tính mà tính tình lại vui vẻ. Vui vẻ, dễ thương á.
em thấy thì cũng được. Nếu được thì cho nhau cơ hội tìm hiểu. Cảm ơn cháu. Đây, dạ, hôm nay em đi chung với mẹ và bạn thân của em. Xin chào chị Hồng Vân với anh Quỳnh Linh. Theo nhận xét thì thấy cháu Hoa này dễ thương. Quá dễ thương luôn. Thì nói chung như bây giờ là do hai đứa thôi, chứ mình không ý kiến được hết á. Nhưng mà mẹ nhìn là mẹ muốn bấm không? Ưng ý. Để coi hai nhỏ này nói chuyện sao nha. Mình mở rào coi. Mở rào. Hai kế toán này đó. Gặp nhau chỉ tính tiền không? Hai đứa cùng kế toán luôn thiệt chứ. Không biết đứa nào tính mà tính kỹ hơn đứa nào luôn. Nè, sẵn sàng. Tiến lên. Mình nhận bông trước rồi mình trao quà sau nha. Dạ. Rồi, luôn. Rồi đứng lên nào. Dạ. À, anh có một bó hoa á. Dạ. Anh cần tặng em. Cảm ơn anh ạ. Và một cái chậu sinh rồng. Dạ. Anh cũng có món quà tặng anh. Rồi anh cảm ơn em. Anh cảm ơn em món quà này ha. Thì lý do vì sao mà bữa nay anh tặng cho em hai món bó bông và cái cây xương rồng á. Dạ. Là nó đều có ý nghĩa của nó. Dạ. Thì trong cái bó bông của anh tặng em 14 bông á, nó thể hiện cho sự kiêu ngạo. Khi anh muốn em trong cuộc sống lúc mà phải kiêu ngạo. Chậu xương rồng á thì nó cũng liên quan sự gọi là cứng cáp, gọi là chịu thương chịu khó. Là anh muốn em về cùng anh. Dạ. Thì để chủ động hơn cho anh hỏi là cái công việc kế toán á, là mình dạ. cũng là cùng làm với nhau, mình cũng hiểu về cái nghề của nhau rồi. Thì có những lúc là chắc chắn là cái thời gian mình dành cho gia đình á, nó dạ. sẽ bị hạn chế vào những kỳ cuối tháng. Thì anh nghĩ là cả hai sẽ cách trung hòa được với nhau. Dạ. Nói chung mà nhìn em anh có thiện cảm rồi. Nói chung anh rất thích con gái được tóc dài. Dạ. Rất thích cái đó. Chị chắc chắn là em nói đúng, là bởi vì chị thấy em bắt đầu nói khó nghe rồi đó. Thực sự khi nào bạn này cái gì là bắt đầu nói chuyện khó nghe là chị biết cái cảm xúc của em với bạn gái này là có. Đang hồi hộp. Đúng không? Hồi hộp. Đó. Em đúng. Em thấy ảnh sao nè? Dạ, em thấy thì ảnh cũng lanh, giống như bù trừ cho em. Rồi em có thích không? Em có thích cái lanh đó của ảnh không? Dạ có. Ừ. Lanh hay không là không phải, là mình cứ cách nhìn xét thôi. Có thể những cái lúc đó, trong cái cuộc sống á, cái cách giao tiếp của mình sẽ khác. Dạ. Mình sẽ ứng hơn hơn. Rồi còn về việc mà em ít nói á, thì cái đó là anh không có gọi là sâu được bù trừ á. Có thể anh sẽ nói rất là nhiều thì em ít nói. Yeah. Thì nó muốn có bù trừ lại được với nhau. Chứ hai đứa mà nói nhiều quá thì không ai nghe ai hết. Anh có gia trưởng không? Ờ đúng rồi, anh có gia trưởng không? Hiện tại thì không. Theo hiện cái chủ nghĩa là cả gọi là xã hội. Nhưng mà tương lai có không? Cũng không luôn. Theo anh á, thì là cái tiền bạc chi tiêu á là anh có thể đưa em giữ em. Nếu hơn. Mà em giữ như vậy á, thì hàng tháng anh có kêu em liệt kê ra những cái khoản chi tiêu không? Cái đó là gọi gia trưởng rồi. Có cần quá đơn đỏ không? Tại vì anh nói là hiện tại là anh không có gia trưởng, nhưng mà em hỏi là tương lai có hay không. Cái đó là không em. Dạ. Anh có thể khẳng định như vậy. Dạ. Vậy anh thấy em như thế nào? Thì hồi nãy nói giờ mà em là anh cảm thấy là rất là vừa lòng. Dạ. Ưng ý. Rồi. Vậy còn về em thì em mong muốn cái khoảng thời gian nào mà có thể cả hai cùng về chung một nhà. Dạ, khoảng từ một năm trở lại cũng được. Vậy cũng ý tưởng. 9 đến một 9 tháng đến một năm. Rồi là trong năm nay á. Đúng rồi đó. Em về chung nhà với anh thì có làm dâu hay không? Quan điểm của nhà anh là không có gọi là chị làm dâu. Anh vẫn có thể qua nhà em ở vẫn được. Anh không quan tâm vấn đề đó. Nhà em ở dưới quê là không qua trên đây. Nếu mà ở dưới quê thì hai đứa về quê gặp nghiệp luôn. Nhưng mà em không thích về quê. Thì mình ở trên đấy. Anh nói anh sẽ đi theo em được cũng được mà. Dạ. Trời, thằng trai vợ gì cũng chịu hết trơn á. Bây giờ là choáng rồi, tôi nói choáng rồi. Để dạ. cái món quà xuống, tới nắm tay em gái, hát bài tặng em gái đi. Nắm hai tay bạn gái. À, thì bây giờ là nói thẳng ra là anh thì không có nắm thuộc, hai tay. Không có thuộc lại. À, này cô bé, có mái tóc đuôi gà, đạp xe trên phố đông người qua, chờ anh với nếu có lỡ ai cười. Cười quên lời cười. Lần đầu tiên mà anh gặp em á là anh thấy em là người ưa nhìn rồi. Dạ. Với lại cũng những cái tiêu chí mà anh mong muốn á thì anh thấy dường như là hợp tuổi chỗ của em. Thì không biết cảm nhận em như thế nào, nhưng mà anh muốn là mình có một cơ hội với nhau. Hồi nãy anh nói nhiều tuổi em cũng chưa nghe luôn. Anh 32. Dạ. Vậy lớn em tuổi. Đúng rồi. Rồi còn em cảm nhận như thế nào vậy anh? Không biết nói sao. Chúng ta hãy làm theo sự mách bảo của con tim. 1, 2, 3, nhanh gọn lẹ. Có bấm không nè? Dạ.
Em không bấm mà. Tại vì em không cảm động. Trời ơi. Sao nè, sao nè, nói nghe coi nè. Vậy em gái? Tại vì công ty em chưa có rung động. Một chàng trai rất là dễ thương. Thật sự nha, tiếc quá. Tất cả mọi thứ đều suôn sẻ cả, chỉ có đến cuối cùng chúng ta mới bất ngờ. Cái đó không sao. Không sao. Dạ. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Mong là hai đứa sẽ tìm được một nửa của mình nha. Mọi người đi con đường riêng của mình. Cảm ơn chương trình ạ. Đời đúng là đôi khi nó không như mình nghĩ nha. Bất ngờ ha. Bất ngờ. Mình chỉ tiếc là hai bạn quá hợp lý với nhau thôi. Thôi, như vậy là người ta đã kết thúc ngày hẹn hò hôm nay. Ngày hẹn hò và coi như là 50-50 ha. Ôi, một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Cảm ơn nhãn hàng Mắc He viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc đã tài trợ thực hiện chương trình. Mắc He là sản phẩm số 1 về điều trị rụng tóc và kích thích mọc tóc nhanh do người tiêu dùng bình chọn năm 2018. Quý vị khán giả có thể xem lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media và cổng thông tin Love TV. Mời các bạn xem bạn muốn hẹn hò trên ứng dụng truyền hình Netlove. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem bạn muốn hẹn hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Hẹn gặp lại vào lúc 15h20 Chủ nhật và 22h45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người. Suối thanh nhiệt Live Cool giúp cho người nóng trong, nhiệt miệng, mệt mỏi, sức đề kháng kém, nhiệt lâm thì uống liền Live Cool. Hồng Vân và Quyền Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được phát sóng vào lúc 15h20 Chủ nhật và 22h30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn nhãn hàng Toshiba Việt Nam, Toshiba đỉnh cao chất lượng Nhật Bản đã đồng hành với chương trình. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin mời quý vị, chúng ta hãy gặp gỡ cặp đôi đầu tiên. Detox không khí từ trong ra ngoài. Toshiba. Em hay khóc á, hay khóc nhẹ lắm, nói cái là em khóc. Anh cũng đang tính nói nè, là thật ra là anh rất là sợ những người mà phụ nữ khóc. Nói chung là mình sẽ cố gắng làm cho không khóc nhau thôi. Dạ. Nhưng một tuần mình có khoảng có nghĩ là mình ốp một ngày mà phải không? À, dạ không có ốp, nhưng mà thường thường á vì tình yêu nên em sẽ ốp. Em có thể đăng ký lịch bận được. Đôi lúc gấp á thì em cũng có thể sắp xếp nhờ người làm được. Tình hình này chắc tôi nghi nó chuyển qua bắn sữa luôn á. Mời nhà trai. Rồi, mời anh trai ngồi. Xin mời nhà gái. Ngồi đi cưng. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, con chào chú Hiền Linh, chào cô Hồng Vân, chào bạn gái và chào tất cả mọi người. Con tên là Nguyễn Khánh Triều Phong, năm nay con 26 tuổi. Hiện tại con sống và làm việc ở Hồ Chí Minh. Hiện tại con đang làm giám sát bán hàng tại công ty sữa cô gái Hà Lan. À, từ quê con đâu? À, quê Sài Gòn luôn à. Sài Gòn luôn, quận mấy con? Dạ, quận 1. Bên nó nhanh nhẹn dễ sợ luôn, như một làn gió vậy đó. Bây giờ mình cũng vậy đi con. À dạ, con tên là Phan Thị Dung, năm nay con 25 tuổi, đang sống và làm việc tại Sài Gòn. Con làm thu ngân ở một cửa hàng điện thoại. Đàn ông bán sữa, con gái thu ngân. Dễ thương. Cho con cho đàn trai biết điểm mạnh điểm yếu của con đi. Dạ, điểm mạnh của con là hay cười nhưng mà cũng hay khóc. Đôi khi đàn ông mà thấy rơi nước mắt họ nhói lòng lắm, cái gì họ cũng ok hết con. Đàn ông sợ nước mắt lắm. Thôi bên nhà trai giới thiệu điểm mạnh điểm yếu giùm tôi cái đi nè. À, điểm mạnh của con là con có thể nói chuyện được thoải mái với mọi người, hòa đồng, vui vẻ, không có kén bạn. Còn về điểm yếu là đầu tiên là con ít tâm sự với mọi người, con hay ít nói chuyện. Thứ hai là con không biết bơi. Ờ, có đó đâu yếu đâu cô, đâu biết bơi đâu con. Tại ai cũng biết mà. Ờ, vậy hả cô? Tại cô Dân cũng biết bơi mà sợ nước nó tràn ra. Vậy cô cũng giống con hả cô? Không biết bơi là mai mốt là phải tập bơi cho con. Đàn ông mà không biết bơi là dở lắm, thiệt sự á. Rồi nhưng mà con có mấy mối tình rồi Triều Phong? À, hiện tại là con có hai mối tình gọi là sâu đậm nhất. Thì một mối tình là năm con học lớp 10 cho tới lớp 12. Lớp 10 yêu rồi đó hả? Dạ. Rồi, rồi mối tình thứ hai là mấy năm? Thứ hai là 6 năm. Trời ơi, nhưng mà sao chia tay con? À, tại vì do có một thời gian là con làm việc khá nhiều quá chứ. Nên không có tập trung vào cái vấn đề gọi là tình cảm nhiều được. Thì dẫn tới là cái sự quan tâm không có nhiều. Đúng rồi, những người đàn ông mà ít quan tâm phụ nữ là thật sự là tội nghiệp phụ nữ là cái nhất. Cái thứ hai là chắc chắn có người khác quan tâm là họ cũng không quan tâm tới mình đâu.
Thành là nhớ quan tâm họ nha. Dạ, dạ, cái rút rút kinh nghiệm. Dạ. Rồi còn con thì sao nè? Dạ, con thì cũng có hai mối tình. Một mối tình là năm cách đây 2016, quen cũng được hơn một năm, nhưng mà tại vì do xa, khoảng cách địa lý. Mối tình thứ hai thì cũng mới năm ngoái đây. Bạn đó không có được quan tâm, với lại không có hiểu mình á. Nãy cũng nói hay đó. Không? Và không quan tâm người ta chia tay à? Dạ, dạ chú. À, dễ thương. Mẫu hình lý tưởng của con thế nào? Dạ, bạn trai chỉ cần cao trên 1m7 à. Nữa thì mập mạp một xíu thì càng tốt. Ngon. Thế cha sao tôi cảm nhận nghe, tôi cảm nhận tại nãy tôi đứng thấy lú đầu ra hàng rào luôn đó. Cao à, ngon à. Ừ, ngon à. Rồi, cái gì nữa không con? Coi phải không? Có, khỏe. Dạ, chào cô. Chào con. Dạ, chào cô. Đằng trai ta cao ráo. Y chang những gì mà có hình dung nè đó, y chang những gì có hình dung luôn á. Dạ. Cái người yêu trước của con á, dạ, mà mối tình sâu đậm đó, thì cao bao nhiêu? Dạ, còn bằng con à, 6'7", 6'8". Rồi, thôi không đụng hàng rồi, vậy đủ rồi. Cao hơn nha. Dạ. Con thích điều gì đàn ông hả con? Con không thích là ví dụ như mà những lúc mà hai người mà giận dỗi nhau á, thì đừng có nên im lặng. Ví dụ như con im thì bạn nên nói, hoặc là đôi lúc mà bạn nói thì con sẽ im lặng đi nghe. Im hay là dạ, con nói? Con nói chứ. Nói. Dạ. Mà phụ nữ kỳ lắm nha. Người ta nói ra thì nó cãi bướng, còn ta không nói thì sao không nói? Kỳ vậy. Làm sao để vừa làm phụ nữ? Vấn đề là cách nói thôi, giống như cho tiền á, không bằng cái cách cho, hiểu không? Phụ nữ khó hiểu quá. Bây giờ con vậy nói cho con biết đi. Dạ. Con muốn cái bạn gái của mình á sẽ là một mẫu hình như thế nào? Cũng nói nhiều hoạt bát một chút xíu, rồi cũng chia sẻ được những câu chuyện trong công việc hay là gia đình này nọ. Rồi ngoài ra là đừng có quản lý con quá chặt. Giống như ví dụ như là con tính chất công việc của con cũng hay đi tiếp khách, thì cũng đi về khuya tầm 11 giờ mấy 12 giờ. Thì khi mà con đi tiếp khách con sẽ báo là hôm nay con sẽ đi tiếp khách gặp ai đó. Tại thói quen con là đi tiếp khách không có mở điện thoại, thì cũng đừng có gọi nhiều quá. Còn về ngoại hình thì sao? À, ngoại hình thì con cũng không có gọi là kén chọn lắm. Chỉ quan trọng là mình hiểu nhau, nói chuyện với nhau được là ok hết. Con 1m bao nhiêu? Dạ, con 1m91. Bây giờ lỡ cô bạn gái đây có 1m50 rồi, con tính sao? Dạ, hồi nãy con okay có nghe là 1m67 rồi. Cái người yêu trước của con á, dạ, mà mối tình sâu đậm đó, thì cao bao nhiêu? Dạ, còn bằng con à, 6'7", 6'8". Này, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi nhé. Đúng rồi. Rồi sẵn này hỏi là con đi với ai? À, dạ, con đi với mẹ con à. À, đâu? Dạ, chào chị. Nói chung nhìn con bé này dễ thương, thì chỉ có là chị cũng muốn là hai đứa có thể tìm hiểu nhau. Thằng bé này nó hiền lắm, ở nhà thì nó hiền lắm. Uống sữa không mà thành dạ, nó hiền quá trời. Nó đi làm thì nó lanh chứ thường nó hiền lắm. Dạ, thành ra chị bé này thì rất là dễ thương, chị nhìn chị thích lắm á. À, vậy là mẹ chịu rồi đúng không? Dạ. Ok. Rồi vậy con đi với ai ạ? Dạ con đi với bạn con. Vâng, con chào cô Hồng Vân và chú Quyền Linh ạ. Con là bạn của Dung, cũng là đồng nghiệp. Thì Dung, đối với Dung thì thực sự là Dung rất là mít ức. Nói chung là buồn xíu ai chọc xíu dễ giận dễ khóc lắm. Nhưng mà khi mà Dung mà bắt được sóng của Dung thì Dung có nói là tràn lan luôn. Nó tâm sự khi mấy tiếng đồng hồ cũng được không sao. Nói chung là mỗi người bên đây anh này thì tại thấy là cảm thấy là rất là ok với Dung á. Thì nếu được thì mình cứ tìm hiểu thử. Nói chung là Dung cần một người nào đó quan tâm Dung và đừng có vô tâm với Dung quá, thì những người trước thì hơi vô tâm với Dung nên làm bạn buồn hoài. Dạ. Rồi giờ sao, mở rào ha? Mở rào rồi, ông hô lên đi. Cái rào này nó khi nào ông hô nó mới mở. Mở rào, bắt đầu đi Phong. Bước qua luôn. Chào anh. Tấn công. Chào em với chào bạn gì nhỏ tuổi hơn mình mà. Rồi mình mở ra coi nè, mình giới thiệu cho mọi người có quà gì nè con. Dạ, anh tặng cho em một cái ví. Ví màu đỏ, ở trong có tiền không con? Dạ, để con coi thử. Ít nhất bỏ 50 ngàn á. Chết, cái đó con quên. Dạ, chưa bỏ gì hết. Vậy hả? Ok, rồi xíu nếu mà có bấm chuông thì tí nhớ bỏ vô nha, 50 ngàn nha. Dạ, em có gửi tặng cho anh một hộp sô-cô-la. Thì sô-cô-la nó ngọt như em vậy á. Nhưng mà đôi lúc nó hơi đắng đắng xíu. Ok, cảm ơn em. Dạ. Sao vậy con? Sao con cho ta ngọt ngào xong con cho miếng đắng đọc lại là sao con? Không, con thấy sô-cô-la cũng sữa không mà chắc cũng không có đắng lắm mà con. Dạ. Hai đứa nó cũng hợp nhau ghê nhờ, đứng sát nhau chú coi coi. Dạ. Rồi. Xứng lắm á Linh. Cao ghê, bộ xứng ghê á. Thường thường Dung làm công việc là mình có làm ca hay là mình làm theo giờ hành chánh? Dạ, tại vì công việc của em là làm theo ca. Làm theo ca. Dạ. Mà thường ca thường làm ca tối. À, làm ca tối nhiều hơn. Dạ. Thì một tuần mình có khoảng, có nghĩ là mình ốp một ngày mà phải không? À, dạ không có ốp, nhưng mà thường thường vì tình yêu nên em sẽ ốp. Em có thể đăng ký lịch bận được. Đôi lúc gấp thì em cũng có thể sắp xếp nhờ người làm được.
tình hình này chắc tôi nghi nó chuyển qua bán sữa luôn á. À, em thường có hay đi du lịch không? Dạ lúc trước là có nhưng mà dạo này thì hết rồi anh. Tại vì công việc nó nhiều quá. Dạ. Rồi đi bằng xe máy hay đi bằng máy bay hay xe đạp? Dạ em thì em thích đi xe máy. À, nhưng mà chưa có ai đi với em hết. À. Dạ xưa giờ là thì anh cũng rất là thích đi du lịch bằng xe máy. Dạ. Thì hôm nào có dịp thì mình đi chung. Dạ. Cái công việc của anh ấy hiện tại á, thì anh đang làm bên quận nhất luôn ạ. À? À đúng rồi, anh ở đường Lê Thánh Tôn. Mình hẹn hò sao đó lần đầu tiên. À, cái đó chắc là bí mật hai chú Quyền Linh. Không có, phải hỏi ý kiến là lãng mạn. Em thích lãng mạn hay thích ở thành phố Hồ Chí Minh hay đâu đó? Dạ không, tại con nghĩ là thường thường các bạn mà hay khóc này nọ thì sẽ thích lãng mạn nhiều hơn. Đúng rồi. Dạ. Mình gặp mình chỗ nào phun mưa đó, giữa trưa nắng mưa xối xả vậy đó. Hồi nãy anh gặp em á, thấy em lần đầu tiên á thì cảm giác của anh sao? Thấy em như thế nào? À, cảm giác đầu tiên thấy em hiền, rất là hiền luôn. Dạ. Rồi cao nữa. Dạ. À, anh cũng ít gặp những người bạn gái nào cao lắm. Dạ. Thì là có đúng cái kết luận là con thích hay không? À dạ, con thích à. Đó, thì con phải nói cho bạn vui chứ. Còn em? Em có cảm nhận gì về anh? Em thấy cảm nhận đầu tiên là em thấy anh có vẻ là người ấm áp. À, với lại nói chung là tiêu chuẩn của em thì đơn giản là cao hơn em thôi. Là đúng rồi. Ủa? Còn tiếp thế thì mình phải tìm hiểu thêm. Nhưng mà con có cảm nhận là bạn này sẽ là người quan tâm con không? Chắc là được á. Đúng không? Dạ. Có quan tâm không? Dạ nói có đi, khẳng định cho anh ta đi. Dạ có cô. Em hay khóc á, hay khóc nhẹ lắm. Nói cái là em khóc. Anh cũng đang tính nói này là thật ra là anh rất là sợ những người mà phụ nữ khóc. Nói chung là mình sẽ cố gắng làm cho không khóc nhau thôi. Dạ. Có làm nó cũng khóc rồi con ơi. Hai bạn để tay vào nút bấm. Tất cả hướng mắt về phía trước. Chúng ta có 30 giây suy nghĩ. Rồi. Thích thì bấm. Con nhìn kìa con. Con nữ. Không thích nữ thì nhìn thôi. Kìa Dung. Dung nhìn lên đi Dung. Nào. Nếu cảm giác đây là một người yêu thương không của mình, cần đếm mình luôn lên. Được rồi đó. Con đang đến nắm tay với nhau đi. Được rồi. Như vậy là nắm tay nhau đi. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Bây giờ xin phép hai bác đi Dung cho đặt nụ hôn đầu tiên lên má của Dung đi con. Tham gia chương trình này nó có cái đặc quyền đặc lợi đặc đó đó con. Cũng lợi. Dạ con cũng xin phép hai bác là cho con đặc quyền của con Dung cho con. Dễ thương hay sao ha. Bây giờ con móc tiền ra con bỏ vô bóp. Cái bóp con ở bên biên tập giữ. Biên tập phải chú cho mượn nè. Chú cho mượn. Tầm nay nhớ trả nha. Có nhiều bỏ nhiêu, bỏ vô bóp. 5 ngàn cũng được. Chú còn có 5 ngàn tội nghiệp. Chừng nào đám cưới trả lời chú nha. Coi như đám cưới chú khỏi đi tiền con. Dạ cũng được chú. Trời ơi. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng Thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một bình thủy điện BLK30FLVKTVN. Hẹn giờ đun tiết kiệm điện năng, hệ thống bơm rót nước điện tử, màn hình hiển thị LCD, cảm biến cạn nước, chế độ tự vệ sinh bình. Hãy nắm tay nhau, đừng buông tay ra. Gặp cặp đôi đúng thứ rồi. Hai luôn đi lên. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp cặp đôi thứ hai. Hy vọng rằng sẽ vui như cặp đôi đầu tiên nha. Xin mời, mở đóng rào. An toàn, hiệu quả, có sẵn trong nhà. Kẻ chống ho cảm, dùng ngay ít nhi. Thêm nữa là phải biết yêu thương, chia sẻ. Đi ở đám đông thì ôm eo của em, luồn cái tay ra sau á. Ôm ngang hông á. Trời ơi, là vậy đó hả? Tay. Dạ đúng rồi, em thích vậy. Trời lãng mạn vậy. Được không Trung? Dạ, cái đó là cái em thích. Em thích à, vậy là hay quá. Hai người này vậy là cùng sở thích rồi đó nha. Mời nhà trai. Hai, ngồi đi em trai. Rồi, xin mời nhà gái. Bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi. Mình giới thiệu lớn lên cho đối phương cùng nghe nha. Mời bạn nam giới thiệu đi. Em xin chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân và chào tất cả mọi người trong khán đài.
Em là Lê Trọng Trung, em năm nay 39 tuổi. Em làm nghề lái xe, sinh sống và làm việc thì tại Bà Rịa Vũng Tàu. Dạ, em xin ạ. Trung 39 tuổi. Dạ. Xe gì Trung? Dạ, lái xe tải. Mời nhà gái. Dạ, chào chị Hồng Vân. Chào em. Dạ, chào anh Quỳnh Linh. Chào bạn Nam bên đó. Chào quý vị khán giả. Em họ Hương tên Mỹ, em 38 tuổi. Công việc? Công việc của em là tài xế luôn, em là lái xe. Ồ, vậy đó hả? Ồ, em lái xe ở đâu? Dạ, em chạy xe ở Sài Gòn này luôn. Nhưng mà trong cái giống như là xe của mình hay là taxi hay là công ty nào đó hay như thế nào? Dạ, xe của em. Ồ, vậy đó. Em chạy dịch vụ, ngoài dịch vụ ra em còn chạy taxi công nghệ. Ờ, vậy đó hả? Rồi. Mà em chạy đường trường không hay gì? Dịch vụ em đi gần hết đất nước Việt Nam rồi. Ồ, vậy hả? Em chạy xe đi gần hết đất nước Việt Nam rồi. Hay quá ha. Vậy là hai bạn có thể đi khắp nước được đó. Nhà gái cho biết điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Dạ, em thì vui vẻ, hòa đồng, cũng biết yêu thương, cũng biết chia sẻ, biết lắng nghe. Em có thể chạy được rất là nhiều loại xe. Em bằng gì? Dạ, em dấu D. Dấu D hả? Cà dữ à. Dạ. Chàng trai dấu gì? Dạ, ở xe. Thua rồi. Ủa, dấu xe tôi dấu D hả? Thua dấu D. Ồ, tại vậy phụ nữ ta dấu D. Dễ sợ không? Rồi giờ điểm yếu của mình là gì nè? Em không biết nấu ăn, với lại em rất là nam tính. Em... Trời ơi, chết rồi, run quá. Lái dấu đề là dữ rồi đó. Tôi thi dấu đề hoài không đậu đó. Cần ngủ nước không? Nước. Rồi, bạn trai. Điểm mạnh của em thì nói chung là em là một người hiền. Em thì không có tứ đội tưởng. Em thì nói chung hát không hay nhưng mà thi thoảng vẫn hát. Hay hát đúng không? Dạ. Mà có thật xấu gì không Trung? Cũng có lúc cũng hơi hiền, quá hiền. Chào em. Em chào chị. Ừ. Bên tôi á, chắc là lần đầu tiên tiếp xúc với một không khí như thế này. Vậy mà nói lái dấu đê. Thì đó, nhưng mà người ta quen trên được tay lái rồi. Thôi như đang ngồi lái xe đi. Cho nên người ta bị khó thở luôn á. Khó thở luôn hả? Còn nghiệp vậy? Ừ. Chúc nha, nếu mà gặp cái mà khó thở là mình sẵn mình làm y tế luôn nha. Dạ vâng. Hô hấp nhân tạo. Trời ơi, chào cô gái dấu đê. Ờ đó. Tôi nghe dấu đê là tôi ấn tượng rồi đấy nha. Thường phụ nữ lái dấu bê tới dấu xê là hết rồi. Dạ, nhìn ngoài đường không sao, nhìn cây cối phong cảnh không sao, nhìn máy quay nó không. Nhìn máy quay không thoải mái. Dạ. Máy quay mất hồn đúng thì không? Thì coi như máy quay là cây cỏ gì đi. Tính tình của em là nam tính nè, rồi thì đó là em mạnh mẽ. Mạnh mẽ đúng rồi. Thật ra là ai bạn nam nào cũng thấy không có chở che được. Với lại cũng hay dễ bị xúc động, coi phim hay đọc sách đọc báo hoặc là đi nhìn ngoài là ngoài xúc thấy động. Em dễ bị xúc động. Em không thích bạo lực. Thật ra là nếu mà nhìn thấy mà cảnh bạo lực là em bị khó thở. Trường em đi. Có mấy mối tình rồi? Có mối tình đầu là em nhớ nhất 7 năm, nhưng mà tụi em ít gặp nhau lắm. Tụi em toàn yêu xa, thật ra viết thư mà. Trời ơi. Rồi còn mối tình thứ nhì nào không? Dạ, thứ nhì, thứ ba thì cũng có nhưng mà không có được bao lâu ấy. Đại đa số là mấy bạn á là ghen với lại không thích gì đó mà không nói ra. Ví dụ nói đi đón em thì tới rồi, thì em tới đó rồi thì bạn nó tới mà không nói. Ví dụ bạn núp đâu đó, bạn theo dõi em sẽ coi em đi với ai hay là mình gặp gỡ gì không. Rồi sau đó bạn mới ra, em không thích điều đó. Dạ, với lại càm ràm hay càm ràm cái vấn đề gì mà qua rồi là thôi. Em không thích nhắc lại, mà mấy bạn cứ nhắc đi nhắc lại, em thích điều đó. Em như một cái mối tình 7 năm này không có gửi mail viết thư không vậy đó hả? Viết thư tay không à? Em có còn giữ thư không? Dạ còn. Vậy là còn yêu hả? Dạ không, em thích lưu giữ kỷ niệm. Bây giờ với những cái thư tình đó, ví dụ như bạn gái mà đưa cho em đọc, em có đọc không? Đọc. Dạ đọc chứ ạ. Em có mấy mối tình rồi? Nếu mà yêu mà đến mức sâu đậm thì chắc là chưa. Mới mém mém tí rồi đã... Mém mém tí hả? Vâng. Tức là khoảng bao nhiêu lâu, yêu bao nhiêu lâu? 3 đến 6 tháng. Trời ơi, yêu 6 tháng vậy đó. Không sâu đậm mà có hung gì chứ? Dạ, chưa hôn ạ. Trời ơi, đàn trai chưa bao giờ hung cô gái nha. Hôm nay gia đình mình được của nha. Mình là... Bây giờ bên nhà gái cho đàn trai biết là bạn muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Đầu tiên là em muốn là bạn phải cao 1m7 trở lên. Chắc cũng gần tới rồi. Với lại sạch sẽ, gọn gàng. Với lại không có càm ràm. Ủa, em gặp đàn ông dơ ở dơ vậy lắm em? Không phải, nhìn không phải dơ không dơ, nhưng mà em nhìn thấy mà tướng mà luộm thuộm em không thích anh ơi. Tức là không cần hàng hiệu nhưng mà nói chung là phải sạch sẽ thơm tho. Yên tâm là... người đàn ông bên đây mặc dù lái không. Xe tải nhưng mà tưởng đâu lái S500 không? Mercedes không? Dạ, chứ thêm nữa là phải biết yêu thương, chia sẻ. Đi ở đám đông thì ôm eo của em á, luồn cái tay ra sau á, ôm ngang hông á, là nắm đó, tay. Dạ đúng rồi, em thích vậy. Trời, lãng mạn vậy. Được không Trung?
Dạ, cây đó là cây em thích đấy. Cây đó là cây em thích. Em thích. Vậy là hay quá. Hai người này là cùng sở thích rồi đó nha. Để nói chung là thật thà thẳng thắn, đừng có nói vòng vo bắt suy nghĩ nhiều. Em không. Rồi. Em không nghĩ được, không nghĩ được. Trung thấy đáp ứng được bao nhiêu phần trăm bên nhà gái? Em thấy chắc đáp ứng 90%. Còn Trung, Trung muốn người phụ nữ tương lai của mình như thế nào? Nói chung em thích những người phụ nữ không có nóng tính. Cô bên kia thấy cũng gọi là nhẹ nhàng lắm. Em có nóng tính không em gái? Dạ em nóng tính anh ơi. À, nóng lên làm gì? Là em nói luôn, đôi khi em không có nhìn được cảm xúc của bên kia, em không thích gì là em nói liền luôn, em nói ngay luôn, em không có suy nghĩ. Nhưng mà sau này nghĩ lại thì cũng thấy tội bên kia. Rồi gì nói chung? Nói chung là em thích những người phụ nữ là biết chăm lo gia đình. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi rồi mình tiến tới nào. Nhà gái đi với ai? Em đi với má nuôi của em với lại mấy anh chị. Rồi xin mời nhà gái cho ý kiến ạ. Chào chú Linh và cô Hồng Vân. Dạ. Chào các khán giả. Thì gái Mỹ tôi thì mạnh mẽ, cá tính nó thẳng thắn. Nhưng mà cho nên đó là tới bây giờ ba mấy chưa có lập gia đình. Còn về mà tại điểm tốt á, thì gái tôi thấy nó vậy á, chứ nhưng mà nó có lòng nhân hậu lắm, thương người hòa đồng. Theo mẹ nãy giờ á, thì mẹ thấy cậu này á, thì ngoại hình thì cũng được. Về mà nghề nghiệp thì nó cũng phù hợp với lại con. Thì bây giờ mẹ thấy tốt. Được. Rồi, cảm ơn. Em trai đi với ai? Dạ, em đi với ba của em. Kính chào Quyền Linh, đẹp trai. Kính chào Hồng Vân, xinh gái. Kính chào tất cả các vị khán giả. Tôi là ba đẻ ra Trung. Nhưng mà nói về Trung á, thì thực ra thì cũng được cái xin làm. Mà cũng có rất nhiều cái tài vật, chịu khó, cũng có thể là nội trợ cũng tốt đấy, vì ở độc lập cũng nhiều rồi. Còn con về gái ấy, thì khỏe, công việc ổn định, sinh gái, điều kiện công việc có vẻ cũng, tức là đi nhiều nơi, nhiều chỗ thì chắc là kinh nghiệm và đồng thời gia đình có thể cũng rất ổn. Người phụ nữ là người của gia đình mà tốt nữa, hỏi thêm, tức là cái nội trợ của con thì bây giờ cái hỗ trợ, cái nội trợ làm sao? Đại đa số con ăn ở ngoài thôi, con không biết nấu ăn. Rồi lái xe mà. Rồi. Nghề này cũng mệt, nghề này lái xe suốt rồi chắc. Đúng cũng rồi, có thời căng gian thẳng. Nói thực đâu đi cũng hợp cái thời này thôi. Còn cảm ơn khán giả rất nhiều. Rồi, cảm ơn chú. Rồi, cảm ơn. Nãy em nói em hát được đúng không? Dạ. Giờ mở ra rào ra là vừa tặng qua vừa hát luôn nha. Dạ. Hát bài gì vậy? Hát bài em quên luôn cái tên. Trời ơi, quên cái này luôn hả? Em hát một đoạn trong bài hát là Tâm Hồn Sao Động. Rồi, thôi mở rào. Có gì hô hấp nhân tạo nha. Dạ. Khó thở nữa nha. Khó thở là bên kia ta hô hấp ráng chịu đó. Dạ bà. Bắt đầu, tiến tới. Dạ, dạ hát, chào anh. Hát luôn. Chào em. Anh có món quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Món quà dễ thương quá. Anh tặng em mà bông lan. Dạ. Yeah. Anh xin hát một đoạn. Rồi hôm nay không là mưa, vòng tay em du anh làm thơ. Anh biết bây giờ, anh biết bây giờ anh đã yêu. Yeah, hay quá. Mình tặng quà. Dạ em tặng anh cuốn sách với cái thiệp. Em hát tặng anh ấy một bài đi. Đến với chương trình em sẽ hát bài Vết Son Trên Áo. Khi đang ngồi chơi trong quán ăn, anh kêu rằng anh muốn đi, đi mua một bao thuốc lá thơm bên ngôi chợ ngay góc đường. Anh ra đi sao thấy hơi lâu, đi qua 30 phút hơn. Khi anh vô trong mắt anh sao thấy có những nét dối gian. Kì son môi trên áo anh, thì ra anh đã dối em. Kì son môi trên áo anh, nhìn xem em không nói thêm. Đã biết thế chớ trách sao, em không yêu anh đâu. Vết son môi in trên cổ áo, chẳng thèm anh nữa đâu nha. Yeah. Chúng ơi, chúng nắm tay đi. Tại vì bạn này là tay bạn lạnh, bạn run dữ lắm. Nắm bây giờ tay đưa đi cho. Đưa qua anh cầm coi. Nắm hai tay cảm nhận lần đầu gặp cô gái dấu đề làm sao. Nhìn thẳng đi. Em không biết nói gì đâu. Cảm nhận lần đầu tiên sao, nói đi. Nói chung lên đây thì thấy bạn gái thì nói chung mình cũng có một
chút cảm tình ban đầu. Dạ, cảm ơn anh. Thì nhìn em rất là xinh. Cảm ơn anh. Tối nay mất ngủ rồi. Anh mong là mình sẽ có cơ hội tìm hiểu nhau. Dạ. Nhìn thẳng vô mắt ảnh coi. Coi có tươm tất nè, sạch sẽ, gọn gàng, nghe muốn không? Dạ, nói chung là cũng được. Được là sao, nói cứ được được sao? Nhìn thì cũng gọn gàng, cũng sạch sẽ, cũng đẹp trai. Nói chung là em thấy anh hiền, mà biết anh có hiền không? Anh có gia trưởng không? Anh thì không gia trưởng. Ok, vậy được rồi. Yêu em thì nói chung là cuộc sống của em với anh thì lúc nào ấy, trong nhà gia đình thì anh cũng mong rằng là mình luôn vun đắp tình yêu. Yeah. Vì nhau để sống làm sao mà cái được tạo được một cái gia đình hạnh phúc. Nói thôi giờ anh có muốn có con gì cũng nói luôn đi. Anh mà đến được với em thì anh muốn thời gian nó ngắn một chút. Muốn có baby luôn liền. Vâng, đúng rồi. À, vậy em cũng muốn có baby liền. Nếu mà chúng mình cưới nhau thì có sinh 4 baby. Sinh 4 baby. Em thích con nít. Thật ra là nếu mà được thì mình đến với nhau thì mình sinh 4 baby, nếu không thì ba đứa cũng được. Mỹ, em có áp lực không Mỹ? Bây giờ người ta là hàng còn nguyên thùng đó. Dạ không sao. Bây giờ trước khi về ghế ngồi, hai người thử ôm nhau một cái coi cảm xúc nó sao nào. Chung. Ôm. Ấm không? Ấm không? Ở Mỹ. Họ cái tay qua gì đó. Cái tay qua eo đó. Không, em nói tay... nói chừng nào đi á, đi đi đâu thì thử thử rồi lòn tay qua eo thôi, cái vòng tay eo qua vậy này đó, không cái đó, okay, đó, đúng rồi đó, vậy đó. Đi đâu đó đúng chung. Dạ được ạ. Cái dạ. Tim mình có sao động gì không? Dạ cũng quá dao động luôn. Mình hẹn hò làm sao, bởi vì người ở Vũng Tàu nha. Tại vì em có phương tiện cá nhân, thành ra là nếu mà muốn gặp thì cũng thể đi được, sắp xếp thời gian được, tại vì em là làm việc tự do. Hẹn hò thì nói chung anh thì sở trường là anh thích đi phượt. Dạ. Thích đi mô tô. Anh có xe hả? Xe máy hay xe mô tô? Ok, em thì không có. Nếu mà đi du lịch, em thích đi du lịch. Em đi gần hết đất nước Việt Nam rồi, nhưng mà đại đa số là em chở khách đi thôi, hoặc là đi với gia đình, chứ còn đi một mình là em không đi. Vậy bây giờ em muốn anh chở nó đi. Dạ đúng rồi, bây giờ. Có giờ em chở người ta không hả? Tại là lâu lắm rồi em cũng không có chạy gắn máy. Thật ra là bây giờ em cũng thích, cũng muốn có được cảm giác chạy gắn máy ở ngoài đường, dạo phố, cũng thích thế. Dạ. Vậy thì sao chung? Sắp tới thì anh hy vọng là anh sẽ có cơ hội thì chở em đi chơi. Dạ, cảm ơn đi anh. Đi bằng mô tô thì anh chở thì em ôm anh, và nếu mà em chở thì anh sẽ ôm em. Ok, chắc chắn rồi. Thì nói chung thì bây giờ anh đang ở Long Điền, Bà Rịa, Vũng Tàu. Thì anh cũng có nhà, có đất rồi. Thì nếu mà mình mà về thì có thể về Bà Rịa Vũng Tàu ở với anh. Dạ. Dạ được anh, em về đó ở được. Tại ở Bà Rịa Vũng Tàu cũng có người nhà em dưới đó nhiều lắm. Em gái của em ở đó, bé Út. À dạ, vậy khỏe rồi. Dạ. Để tay nút bấm đi. Để tay vô nút bấm đi, đó. Thấy được là bấm luôn, phải đếm nha. Luôn ở đằng sau rồi đó. Cơ cưng. Phải đếm luôn nha Linh nha. Đếm luôn nha, nè, 1 nè, 2 nè, 3. Bấm. Đấy, cạch cạch luôn. Thôi vô. Bây giờ chính thức rồi đó nha. Dạ. Anh thấy là Trung cũng hiền, mà thật sự em cũng là con gái phụ nữ, nói chứ cứng cáp chứ cũng yếu đuối lắm á. Khó thở. Dạ. Nụ hôn đầu tiên đó nha. Con xin phép má nuôi cho con là cả hôn Mỹ. Ôm chặt vô. Mạnh vô. Bình. Rồi, Mỹ làm lại đi. Không, mạnh mẽ lên. Bắt đầu hai bên luôn. Bên này nữa. Cũng chán luôn. Để ôm nắm chặt tay nhau. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một bình thủy điện BLK30FLVKTVN. Hẹn giờ đun tiết kiệm điện năng, hệ thống bơm rót nước điện tử, màn hình hiển thị LCD, cảm biến cạn nước, chế độ tự vệ sinh bình. Chúc hai bạn sớm về chung một nhà.
Tôi khóa vô khó thở nè. Một ngày thật đẹp và hy vọng rằng họ sẽ cùng nhau nắm tay nhau đi suốt quãng đường còn lại thưa quý vị. Cảm ơn nhãn hàng Toshiba đỉnh cao chất lượng Nhật Bản đã đồng hành với chúng tôi. Chương trình được phát sóng vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn xem bạn muốn hẹn hò trên ứng dụng truyền hình NetClub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem bạn muốn hẹn hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. À, bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Hồng Vân và Quyền Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được dựa theo format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản, được phát sóng vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Với sự tài trợ của nhà hàng Mắc He, viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc. Mắc He là sản phẩm số 1 về điều trị rụng tóc và kích thích mọc tóc nhanh do người tiêu dùng bình chọn năm 2018. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ ngay và liền cặp đôi đầu tiên. Mắc He cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không mọc tóc sau 3 tháng sử dụng. Cái thời điểm mà đôi khi mình trong công việc á chị, mình stress nặng á, thì đôi khi hai người cãi nhau thì có thể mà hơi to tiếng một xíu. Có đánh người không em ơi? Bạn kia bạn họ có đánh người không chị? Không, dạ không đâu anh. Em trai không em mối tình rồi. Anh hỏi chính thức hay không chính thức? Vậy hết dạ, cũng được. Để em đến. Để em đến. Mời nhà trai. Rồi, chào em trai. Xin mời nhà gái. Bây giờ thì bạn trai, bạn hãy giới thiệu lớn về mình cho bên nhà gái cùng nghe nha. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào em. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào bạn nữ, em chào khán giả trên trường quay. Em tên là Nguyễn Hồng Ân, năm nay em 37 tuổi. Em đang ở quận 3. Hồng Ân làm gì? Dạ, em đang là kinh doanh tự do. Em có mở một cái pet shop là bán đồ cho thú cưng. Và em có một đầu tư một vài nơi. Rồi, chúc mừng luôn. Quê Hồng Vân ở đâu? Em sinh ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh luôn. Dạ, mời nhà gái. Dạ, em chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào bạn Nam và chào toàn bộ quý vị khán giả ở đây ạ. Em tên là Cao Thị Diễm Hương. Năm nay em 28 tuổi. Em đang làm giám đốc sàn của một công ty bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh. Em sinh ra tại Bến Tre và hiện tại đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Ân cho nhà gái biết khuyết điểm, ưu điểm của em đi. Ưu điểm của em là em nấu ăn cũng ăn được, có chí cầu tiến. Em không uống bia, em vẫn nhậu với về công việc cũng nhậu đều uống, đúng không? Vẫn uống chứ mà em không có thường xuyên và em không hút thuốc ạ. Dạ, nhược điểm của em thì em hơi nóng tính, dễ tin người. Rồi. Ưu điểm của em là có tài ăn nói và có khiếu kinh doanh. Ngoại hình cũng dễ nhìn một xíu, còn nhược điểm thì tính của em hơi nóng, cái cá tính mình khá là mạnh. Nóng nhất của em là cỡ nào? Nói chung thì trong cuộc sống này thì nó có nhiều cái việc xảy ra đó. Thì nóng nhất là cái thời điểm mà đôi khi mình trong công việc á chị, mình stress nặng á. Thì đôi khi hai người cãi nhau thì có thể mà hơi to tiếng một xíu. Hơi to tiếng thôi đúng dạ, không? Dạ. Em trai có mấy mối tình rồi? Anh hỏi chính thức hay không chính thức? Vậy hết dạ, cũng được. Chính thức thì em đâu đó chắc cỡ 4-5 mối tình. Còn không chính thức khoảng nhiêu? Để em đếm. Để em đếm. Chắc là chắc nhiều lắm á. Vậy thì cái mối tình chính thức nó dài nhất là bao lâu? Dài nhất của em là 2 năm ạ. Ngắn nhất là nhiêu? Dạ, ngắn nhất là 6 tháng. Vậy thì em rút ra kinh nghiệm, em thiếu sót điều gì trong tình yêu? Cái vấn đề chính của em khi mà em trải qua nhiều mối tình thì em mới nhận ra một điều là do cái đối tượng mà em quen á, em yêu sai cách. Có nghĩa là em sẽ dành thời gian cho họ rất là nhiều và em đầu tư rất nhiều về tất tần tật mọi thứ, nhưng mà ngược lại thì em lại không nhận điều đó. Còn có một mối tình thì là em bị người ta cắm sừng. Nói chung là cũng đang long đong lận đận về đường tình duyên đúng không? Ngày hôm nay em ngồi đây á là do là em cảm thấy là những cái gì vừa qua là mình đã chơi đủ rồi và em muốn xác định lại một cái gì đó cho nó nghiêm túc và lâu dài. Còn một cái lý do nữa đó là về phía mặt mẹ của em. Dạ. Sao mẹ sao?
Tại vì mẹ em bị bệnh á. Dạ. Tại vì em biết là cái khắc khoải của mẹ em khi mà em ở cái tuổi này rồi mà em chưa có ổn định. Em thương mẹ em lắm. Rồi thôi bây giờ để mình nghe cái chuyện tình yêu của bạn gái bên đây đi ha. Dạ. Em trải qua 4 mối tình chính thức, đa phần là kéo dài là từ 3 cho đến 5 năm. Trời ơi. Lấy hết cả tuổi xuân của em rồi còn. 20 năm yêu đương đó hả? Tại sao lại chia tay? Chia tay cũng nhiều lý do, là cũng có thể là do tìm hiểu cũng quá nhiều rồi thì cũng ra được nhiều cái điểm mà nó không phù hợp với nhau. Tính cách thì đôi khi em đòi hỏi hơi cao. Là bạn phải đủ trưởng thành, đủ chững chạc. Ok. Em cho chị biết cái cụ thể là cái mong muốn của em về cái người bạn trai của em như thế nào. Thực ra cũng không cần quá đẹp trai, thì ít nhất cũng phải có một chiều cao từ 1m7 trở lên. Ngoại hình ưa nhìn một xíu. Còn nếu mà xét về tính cách thì em mong muốn tìm được một người đủ bản lĩnh, đủ trưởng thành và chững chạc. Hơi phải khéo léo, tỉ mỉ một xíu. Còn về tài chính thì sao? Về tài chính thì thật ra thì chỉ cần công việc ổn định là được chị. Tại vì bản thân em có thể làm ra tài chính. Em độc lập về tài chính. Đúng được. Rồi, em độc lập về tài chính. Em cũng không quá khắt khe về bạn nam phải giàu có hay như thế này kia. Hai người cùng xây dựng nó sẽ tốt hơn là một người. Dạ, đúng rồi. Bạn trai, mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Cao ráo, xinh một chút, biết quan tâm, chăm sóc, biết chia sẻ, dành thời gian, biết phân bổ giữa công việc và gia đình. Vừa rồi á, thì em thấy cái đòi hỏi của bạn nữ như vậy thì em thấy mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Dạ, chắc được khoảng, về ngoại hình chắc em được khoảng 60% thôi. Về tính tình thì em nghĩ là em có thể đạt được khoảng trên 80%. Ok, dạ. Rồi vậy là yên tâm rồi. Cho xe mắt gà gái. Dạ, đây chào anh Nguyên Linh. Rồi, chào em. Dễ thương ha, xinh xắn ha. Giỏi giang nữa. Giỏi nữa. Giám đốc sàn của một cái công ty giao dịch. Mua để bất động sản bán được không em? Thật ra trong dịch bệnh thì chuyên môn của em là chuyên về nghỉ dưỡng. Thì dịch càng dịch thì nghỉ dưỡng là bán càng tốt. À dạ. Dạ. Tới em mời anh chị xuống resort của em luôn ha. Rồi. Em không thích đàn ông ở điểm nào? Trước hết thì em không thích đàn ông gia trưởng. Độc đoán, em cũng không thích hút thuốc. Còn em không thích phụ nữ điều gì? Em không thích phụ nữ hay nói đi nói lại một vấn đề. Không được đâu em. Không thích cũng phải thích thôi. Không thích cũng phải thích thôi. Người có kinh nghiệm có khác anh. Ừ, anh là kinh nghiệm mà thấy ai cũng vậy. Mình hỏi kiếm người thân đi. Ừ đó, em đi với ai? Dạ, em đi với mẹ và em trai ạ. Xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và quý khán giả trong trường quay ạ. Tôi là mẹ của Diễm Hương. Tôi là người ở Bến Tre thì được hai đứa con. Thì con Diễm Hương là con gái trưởng. Còn đây là con gái ở con trai kế. Xét qua thì thấy bạn trai bề ngoài thì tôi cũng chịu, cũng đồng ý. Còn bên trong thì thật sự để muốn cho hai con nó tìm hiểu với nhau, chứ còn nhìn cái bên trong thì tôi không có đánh giá được. Thấy bạn trai nó có cái nhu cầu là muốn con gái của mình nó dành thời gian để lo cho gia đình, thì cái này tôi cũng xin thưa. Thì con tôi là cái công việc nó đã giới thiệu nó rồi đó, công việc rất là bận rộn và áp lực, nên đôi khi không có thời gian để nó dành công việc về cho gia đình. Thì lúc đó mình sẽ sợ là bên nhà trai họ có cái nhu cầu nó không được thỏa mãn thì mình cũng sợ. Linh đính chính cho nhà trai chút xíu. Nên nhà trai nó là cân bằng giữa gia đình với công việc thôi. Nói thì nói chứ cũng tới chừng có gia đình rồi thì cũng biết lúc nào bán đất, bán nhà, lúc nào coi gia đình. Không lo điều đó ha. Dạ. Nói chung là nghề bất động sản ai cũng hiểu, nhiều khi đêm không ngủ, ngày quên ăn luôn đó. Dạ. Lúc bán được thì nó nhịn ăn cũng vui nữa mà. Mẹ yên tâm đi mẹ, con gái mẹ bạn. Cũng lo lắng thôi. Em đi với ai? Dạ, em đi với mẹ em với lại là... À, bên đây có mẹ nữa. Xin kính chào hai MC, hoạt bát vui vẻ. Tôi là mẹ của cháu Hồng Ân. Cháu Ân vừa rồi thì nó cũng nói về cái bản thân nó thì là đúng là thật sự như vậy, quen rất nhiều. Nhưng mà không có đi đến đâu hết. Nó không có theo được như ý mình. Tại vì cái tuổi trẻ bây giờ nó theo ý tụi nó. Nhưng mà được cái là... cháu quen là cũng đâu ra đó đàng hoàng, khi chia tay cũng rất êm đẹp. Với tôi thì tôi chỉ yêu cầu là cái xinh xắn, cái tài giỏi, cái ấy ai cũng cần. Nhưng với tôi cái đó là phần phụ thôi. Tôi chỉ cần một cái người mà thật sự yêu thương nhau, đến với nhau, đem hạnh phúc đến cho nhau là quý rồi. Cô chỉ cần như vậy thôi. Yeah. Rồi, biết lễ phép, biết trên, biết dưới. Yeah, đó, bà mẹ nào cũng cần như vậy thôi. Ok.
Mà mở rào đi ông ơi. Trời ơi, mở rào. Trời ơi. Em có món quà gửi anh. Cứ bình tĩnh nào, mở quà ra nào. Rồi anh mở trước đi. À, đây là hai quyển sách mà em tâm đắc nhất. À, là quyển Đắc Nhân Tâm và anh quyển Tâm. Quẳng Lo Âu Đi và Sống Vui. Dạ, một cái túi sách rất là dễ thương ạ. À. Em còn một cái món quà nữa là về tinh thần. Đợi xíu ha. Dạ. Mình chơi một tí.